Ủa có đúng điện thoại không mà tới không? Ủa cái áo ấy thôi à? Thật chưa? Tại vậy? Thấy nghe tiếng không mấy vậy? Nghe vô, nghe vô, nghe vô. Đợi lại cái đó đi, cái đó không phải. Thoát ra, thoát hẳn ra ngoài. Nghe tiếng em không? Mấy chị nghe tiếng, mấy chị có nghe em cái nha. Giờ em sợ cái micro nó mau hết pin á, trưa 18 phải không? Trưa bữa nay đúng không? Đúng rồi. Trưa 18 rồi, ok, trưa 18. Nào mấy chị, trời ơi, hôm nay mấy chị phải vô hết nghiêng. À, mấy hôm nay em không có like kịp mấy chị, bữa vừa quá nhiều sản phẩm. Mà mấy chị biết tính em rồi, em nôn lắm luôn á, phải like cho mấy chị được kia hết. Nên là hôm nay mấy chị cố gắng lên nhanh nghe. Ok. Em nói chị Hằng Nga, nói chị Dương Trinh nè. Mấy chị ơi, từ giờ cho tới Tết mấy chị chỉ còn mua đồ của Thảo khoảng tầm 5-6 đơn hàng thôi. Bởi vì còn có khoảng 1 tháng nữa là em offline. Một tuần mấy chị chỉ có 2 đơn, nếu ngày nào mấy chị cũng mua thì một tuần chỉ có 2 đơn thôi. À, một tháng thì khoảng tầm mấy đơn ta? Một tuần 2 đơn. Tiền tháng mấy đơn? Tầm 8 đơn à. Mấy chị mua giỏi em chưa được chục đơn là off hết năm nay rồi. Không còn cơ hội nữa luôn á, chính em cũng không còn cơ hội để bán cho mấy chị. Nên mấy chị cố gắng nghe, không đừng sợ tiếc tiền nữa, giờ là chạy marathon. Tại vì á, Tết thường là mấy chị, Tết tháng 12 mấy chị mới mua. Nhưng tụi em là tụi em dân bán online, tụi em sẽ bán trước mùa rất là nhiều. Ha mấy chị ha, nghe rồi đúng không? Đấy chị Ngọc Ngân, đấy chị Thí Lam nè, hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mới mấy chị. Mấy chị thả tim, thả like giùm em nha. Ồ, khoảng tầm 9 đơn nữa là mấy chị sẽ hết đơn bên Thảo. Nên mấy chị ơi đừng có tiếc gì hết trơn á, nghe bữa nay là còn chạy marathon đó mấy chị. Rồi em thấy chị Thùy Trang, em thấy chị Bích Chi, em thấy chị Thí Lê. Đầu livestream là tặng quà trước cái cho mấy chị có tinh thần nha. Cái ủa cái tiếp kem dùng thử của chị đâu mất tim rồi ta. Rồi em tặng cho mấy chị một cái tiếp kem dùng thử. Trời ơi mấy chị ơi, xài thử kem ngày còn không? Kem ngày hay là kem đêm? Kem nào còn nhiều sẽ tặng cho mấy chị. Thấy chị Thiên Thanh, thấy chị Phi Hồng, mấy chị chấm nhiệt tình lên mấy chị. Cho nó chạy comment, cho nó sướng cuộc đời lên 2-3 chấm, 3-4 chấm gì đó. Hôm nay có rất nhiều siêu phẩm, có đồ chơi em bé nữa mấy chị. Alo Trinh Phương, alo chị Hoa Xuân nè. Có đồ chơi em bé nữa mấy chị nha. Có đồ gia dụng nữa, nghe quần áo mới nè, áo mới nè, quần mới nè. Nhiều lắm mấy chị, đồ bộ này kia, áo nỉ nữa mấy chị. Quan trọng nhất vẫn là áo nỉ. Em thấy chị Tân Võ, thấy chị Bạch Con, thấy chị Phi Hồng nghe. Đúng rồi, nhà chị Nhã Đan lâu mấy gặp. Mấy chị, hôm nay Thảo sẽ chạy lượt xe. Chị nào share cho em Thảo trên 5 hội nhóm em sẽ cho vào danh sách rút thăm. Và phần quà sẽ là một cái cạc 200.000 trực tiếp vào tài khoản của mấy chị. Có nghĩa là chạy quay mini game và kiểm tra chị đó có share, chị cần 5 nhóm thôi. Đừng có share nhiều nha mấy chị nha, share nhiều chẳng chứ đâu được làm gì đâu. Mấy chị cố gắng giùm Thảo share hội nhóm cho Thảo 5 hội nhóm thôi. Là được rồi nha mấy chị, kem ngày kem đêm còn hả? À ủ mặt, trời ơi tặng ủ mặt cho mấy chị sướng cái đã đúng không? Thấy chị Hằng nghe. Rồi bây giờ như thế này nha mấy chị nha. Bây giờ như thế này, một người em sẽ tặng một cái tiếp ủ mặt. Ủ mặt về là làm sao? Nó là kiểu mặt nạ đó mấy chị. Về mấy chị thoa lên mặt. Và hôm nay Thảo có một sản phẩm là sữa tắm. Một cái sản phẩm mà em tìm kiếm suốt lâu lắm rồi mấy chị. 4 năm trời bán hàng không tìm ra được một sữa tắm ưng ý. Hôm nay mới tìm được một sữa tắm ưng ý đó mấy chị. Rồi mấy chị Nam Thi, mấy chị chia sẻ cho Thảo 5 hội nhóm là mấy chị được tham gia game. Phần quà là một cái cạc 200.000 gửi trực tiếp vào tài khoản của mấy chị và tài khoản số điện thoại của mấy chị. Còn nếu không lấy tài khoản thì xem chuyển bằng số tài khoản vào cho mấy chị luôn, khỏi cần lấy đồ lấy tiền mới mua đồ, ok chưa? Khỏi ép mấy chị mua cái gì hoặc là quà gì đúng không mấy chị? Đúng chưa? Rồi em thấy rồi đơn trưa mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em sẽ tặng cái ủ mặt này mấy chị ủ được một lần. Một lần mình thoa lên mặt của mình khoảng 15 phút. Mấy chị trải nghiệm được xem là cái ủ mặt á nó tuyệt vời như thế nào mà khách hàng cứ hỏi liên tục đúng không mấy chị? Bây giờ ghi giùm em là tặng ủ mặt kèm với số điện thoại nha. Bây giờ mấy chị, khách mới cũng như khách cũ kèm số điện thoại một lần nữa đi mấy chị, để có gì
công bằng với tất cả mọi người. Với lại cái thứ hai là lâu lâu mình làm đúng cú pháp bữa cho vui nghe mấy chị, để người ta tưởng em sao mày bán cho khách mới không, khách cũ mày không bán, ai cũng không có số điện thoại hết. Tặng ủ mặt kèm với số điện thoại giúp em Thảo nghe, cái này về được xài được một lần nha. Chị nào có chia sẻ, chị Hằng nghe ghê quá bà ơi, Nguyễn. Rồi ghi giùm em tặng ủ mặt, bữa kêu chị mà, bữa kêu chị nè, lấy cái chảo, lấy chảo cho chị một cái luôn. Tặng ủ mặt, tặng ủ mặt cho chị Đạt, cho chị Nhã Đan, chảo 75.000 á. Còn khuyến mãi dạ không chị, ok chị Nguyệt Ánh tặng ủ mặt nghe, anh bấm giùm tặng ủ mặt cái. Rồi cho chị Lệ Lê Thảo tặng ủ mặt, mấy chị comment đi em Thảo bấm cho mấy chị nha, tại vì bữa nay mắt của em sẽ kiểm soát và hôm nay em nói với chị. Rồi chị Thúy Lam nè, rồi chị Lê Xuân Thảo, chị Thúy Quỳnh, chị Thu Nguyễn, Dương Hiền đó, mấy chị không chịu cái số điện thoại người ta tưởng đâu em bán. Ủa mấy chị ơi thì em xấu hổ ghê, em về cái này em xấu hổ dễ sợ mấy chị nha. Xấu hổ cực kỳ luôn á. Dạ tối qua với hôm nay không chung đơn được nghe. Ok chị Bằng Lăng Tím, ok chị Phương Võ, ok chị Kim Chi, chị Thuận Nguyễn, chị Thảo Trần. Rồi mấy chị cứ bấm nha, ok chị My Trần, ok chị Diễm Dương, chị Ân Cao Ngọc nè, ok chị Hằng chị Quỳnh Nguyễn, chị Ngọc Nguyễn, chị Phạm Hường, chị Mỹ Trinh, rồi chị Thuận Trần, chị Kim Chi, chị Mỹ Đốn Ngô, chị Tư Nhỏ, chị Nguyễn Ngọc, chị Diễm Ly, chị Lê Nguyễn nè, chị Thanh Thơ, ai comment hai lần Thảo hủy quà đó. Minh Minh, chị Tấn Tằng nè, mấy chị comment một lần nhưng mấy chị chấm nhiều nhiều để cho nó có tương tác, để cho nó có tương tác thôi. Comment hai lần ra hai từ phiếu tặng nó mấy má ơi nghe. Và hôm nay nè mấy chị, sao bao nhiêu khó khăn vất vả nói không bán nữa chị cũng chi ơi, comment một lần thôi chị ơi, thật sự là không thể nào không bán sản phẩm này mấy chị. Khách em nói thiệt sự mua đến mức mà em cảm thấy giống như là sao nhờ, lấy hàng là một sứ mệnh luôn mấy bà, thiệt. Và hôm nay có một sản phẩm ai cũng cần nữa nghe mấy chị, em đã lấy được một lô sữa tắm hàng. Hàng này của Essence, hồi đó em có nói với mấy chị một lần rồi, em là xài cái thôi bây giờ như thế này đi, số lượng nhà thì không có nhiều, em chỉ nói đơn giản thôi mấy chị. Giờ khách quen của em mỗi người lấy chai sữa tắm đi mấy chị, nó có mùi lúa mặt, mùi thơm giống như mùi gọi là mùi gì, mùi hoa gạo sữa mấy chị, giống như sao ta, nói chung thơm ngọt ngào á. Bây giờ như thế này nghe, thôi em chịu không nổi rồi, em phải quảng cáo ngay cái này. Em có khoảng tầm chắc được 20 chai quá, giao chứa 9 chai đúng không, chắc còn khoảng tầm 20 chai nữa là có khoảng 30 chai sữa tắm này thôi mấy chị nghe. Hương lúa mạch đúng rồi, dưỡng ẩm mùi thơm dịu dàng, rồi cái này cái gì đây, mùi này là mùi lavender, một tiếng là ô hôm mà lavender hết rồi, mùi mộc lan, mùi hoa hồng trắng rồi hết rồi đúng không, mùi mộc lan, hoa hồng trắng rồi. Thôi bây giờ mua lộn xộn đi mấy chị ơi, mua lộn xộn đi, thiệt sự luôn á. Nếu mấy chị hôm nay mà không mua chai sữa tắm này chắc là tặng ủ mặt, mấy chị cứ comment nha, ổng đang nhận đơn của mấy chị đó. Chảo đợi em Thảo xíu nha mấy chị nha. Rồi ok chị Thí skill nè mấy chị sữa tắm nhập nha, hàng 159.000 cho 30 chị. Em biết là ở đây rất là nhiều chị khách quen của Thảo nhưng mà chắc số lượng em nhận trước nha mấy chị nha, muốn trái túi luôn à. Ghi giùm em Thảo là sữa tắm hàng, chai của nó rất là to, cái này là 1 lít đó mấy chị, 900g, còn 1 kg kem đánh răng em còn. Kem đánh răng đúng sướng chưa, và chuẩn hàng chưa mấy chị, nhưng mà giờ số lượng của nó cũng không còn nhiều lắm đó. Không biết bạn có nhập đủ cái màu về hay không. Ghi giùm em Thảo là sữa tắm hàng, em vừa phải test luôn á mấy chị. Biết sao qua đây trễ không, đáng lẽ em thay đồ rồi em phắn qua đây sớm 10 phút nhưng mà em phải cố tình em ngồi đó em tắm cho mấy chị, xong em mới chạy qua đây để có đủ gọi là cảm hứng, đủ cái sự cảm nhận để quảng cáo cho mấy chị á. Ghi giùm em Thảo là ủ sữa tắm hàng giùm em Thảo nha, 159.000 tôi liền biết không, khách quen của tôi ơi, khách ruột của Thảo đâu rồi, sữa tắm hàng kèm với số điện thoại giúp em nha mấy chị. Không mua không được nghiêng thiệt á, khó khăn lắm mới tìm được, sau 4 năm trời bán hàng bữa nay mới tìm được sản phẩm đó mấy chị. Chứ hồi trước giờ là em không có bán sữa tắm mấy chị ơi. Rồi sữa tắm là nhận cho chị Phạm Thúy Hang, ok chị một chai nha. Thì hồi xưa giờ em bán không mấy chị, em không có tìm được nguồn hàng, toàn là hàng ấy không à. Hàng ấy em nói vậy chắc mấy chị hiểu rồi. Ok chị Nguyễn Hồng Tươi ngang, ok chị Trang Võ. Trời ơi, tụi em lấy cái hàng đó là hàng có sẵn tại kho nên là nó sẽ không có phải là order, giá của nó rẻ mấy chị. Rồi ok chị Thúy Lam, rồi ok chị Như Như Lê nè. Ấy lộn, chị Như Nguyễn ok chị nha, chị Phan Thúy An ok chị đã nha, kem xài bao phê. Rồi cảm ơn, cảm ơn chị Trần Thị Huynh nha. Kem bánh răng 2 tiếp cho chị Hà Nguyễn, cho chị Trinh Tuyết ok chị nha, cho chị Tải Diệu ok chị nè, ok chị Thanh Lê là sữa tắm hàng, chị Hằng Nguyễn là sữa, Hằng Trần là tắm hàng, với lại
tại vì cái tấm của Mỹ nó mắc quá mấy chị. Rồi cho chị Thành Nguyễn này, cho chị Châu Nguyễn, ok chị nha, chị Linh Nguyễn thì sự nói là biết là hàng nhập khẩu nhưng mà nó mắc quá mình cũng ngán tiền thiệt. Chị Hồng Tươi cầm em một lần thôi, chị nhanh lên sửa tấm hàng giúp em Thảo. Rồi bây giờ em lên hàng tặng đây. Để Phạm Thu kêu mấy áo nỉ lên cho chị chưa vậy? Rồi Phạm Thu, trời ơi, Thu mà có ở đây Thu cầm cái chai sữa tắm hàng chứ Thu xỉu. Ok Trang Nguyễn nè, à, quần rin giấy, còn quần rin giấy còn á chị Lê Hương. Sữa tắm hàng cho chị Văn Lê, à, giờ chị Hiếu Nhân chưa nha, em coi cái Hiếu Nhân đơn hàng sao mà đỏ chét đây. À, Hoàng Đơn gọi không nghe máy sao vậy chị ơi. À, sữa tắm hàng cho Vi Mai ok chị, à, sữa tắm hàng cho Kim Long ok chị nghe. À, nước hoa hàng, không nước hoa mắc quá, 3 triệu chai á. Tiếp kem đánh răng chị Lê Nhiễm, cho em mặt gấu cho chị Hà Nguyễn, ok chị luôn nha. Kem đánh răng màu xanh, màu đỏ, ok Úc Cưng nha. Sữa tắm hàng cho Mỹ Tâm nè, thơm không, trời ơi thiệt á. Thiệt á, ok chị Phan Văn Cẩm cho em xin số chị. Hỏi thơm không biết đường trả lờ luôn á. Sữa tắm dù dở cách mấy nó cũng thơm hết chị. Sữa tắm dù rẻ cách mấy 20 ngàn nó cũng thơm nữa mấy chị. Thơm thì nó dễ lắm mấy chị, quan trọng là an toàn cái đã mấy chị. An toàn và xài vô ẩm da, mướt da, mịn da mới là điều quan trọng. Nhưng mà an toàn vẫn là điều quan trọng hết, gọi là cái điều kiện tiên quyết để bán hàng cho mấy chị. Hôm nay áo nỉ về mà không giành được áo nỉ chắc tôi xỉu luôn á. À, quần jean dài tí em lên hàng chị, giờ em ra hàng xã đưa hàng đồ bộ cho chị. Đưa hàng đồ bộ á, đừng có đưa xã áo nữa, suốt ngày đưa áo xã không. Rồi mấy chị ơi, à, áo này hôm trước em bán mấy chị 69, bây giờ khách hàng xã 60-62kg mấy chị. Mặt nạ ngủ hoa chị Nguyệt Lê cho em xin số điện thoại luôn. Chị Úc Nhân ơi, không phải là Hoàng mà không gọi không nghe máy nên không ai giao được hàng cho chị hết trơn á. Thì nó là thành hàng Hoàng đó mấy chị. Rồi một chai sữa tắm 159 ngàn, à, chị Tươi Ngô cứ gọi Thảo là Thảo hoặc là em, nếu em nhỏ tuổi hơn gọi em nha chị nha, gọi là Thảo ơi hay là em ơi gì đó chị nha, ghi chữ chai nhiêu nghe nặng quá à. Để cho nó vui 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 lên tí ha. Rồi mấy chị, trời ơi là trời ha, bị bơm đó mấy chị, ghi giùm Thảo luôn nha. À, áo tím mà cho em Thảo xin 49 ngàn hàng tặng nha, tại vì cái này bơm mà. Ok chị Nguyệt Lê, à, ok Phan Văn Cẩm là ghi địa chỉ thôn 10 giùm cái. Ừ, tặng ủ mặt em chết cho chị Linh Nguyễn ok chị nghe. Còn kéo loại một mới về được 20 cây chị, tí em lên luôn cho đũa em lấy giùm mấy chị thôi chứ em không có bán nó thiệt luôn á, cho em xin lời 2 ngàn để mấy tiền chi phí mấy chị nghe. À, tím là cho Trinh Phương nè, tím cho cô Mười Lê sửa giá giùm luôn. À, à, không có hàng bơm ha bộ hả? Rồi áo tím em Thảo hết trơn rồi. Dạ để tí lên cho. Hôm nay nhiều đồ lắm. Áo em Thảo hết trơn rồi chị. Rồi mấy chị ha, tặng ủng mặt em ngưng đi mấy chị. Tại vì mấy chị có comment vậy nó bị lãng comment á, Thảo không kiểm soát được á. À, áo tím em Thảo hết rồi. À, mấy chị ơi 60kg thoải mái cho em nha, nhẹ thôi. Sổ tắm hàng cho chị Trần Tấu Thương ok chị nha, 60kg nha, lên giùm em 75 ngàn. Liền giùm Thảo nghe, mấy bộ 95 ngàn nè. À, 50 đũa cho chị Hoàng Anh Trương. À, chảo tí da bật mí cho. Lấy hàng sale, lấy hàng mà bán hàng giá đó đó mấy chị, lấy cực khổ mà bán rồi giá đó đó. Rồi lên giùm em 60-62kg luôn, 75 ngàn bộ hồng giùm em. Còn gọi là xả tóc, mua loại của hàng á, mua loại của hàng cái chai màu vàng á, xài đã lắm chị. Giá xài cho Quỳnh Trang. Nhưng mà nếu mà tóc mấy chị rụng mấy chị xài dùng vài bưởi nha. À, bộ 75 cho chị Lê Nhiễm là màu xanh nè, ok. Màu này ghi giùm em đỏ đô giùm luôn nha. Em cũng chốt mấy chị 75 ngàn đỏ đô nha, 75 ngàn đỏ đô. Chị Hồng Yên, vậy tôi có được đặt, chị Hồng Yên có biết lý do gì không đặt được đặt hàng không? Rồi mấy chị lên giùm em đỏ đô, 75 ngàn. Em lên, ủa cái này là hàng cây mà đâu phải hàng xã đâu. À, dao 35, em không có dao 35 chị, không có con dao 35. Rồi 70 đũa má ơi, 70 đũa chị Thảo Nguyên. Mấy chị ơi, đũa là em thiệt sự em có lợi em bán giùm á. À, sữa tắm là cho chị Bùi Trải một cây chị nha, 159 ngàn, rất rẻ mấy chị. Mấy chị tính đi, một chai 1kg mấy. Ok chị Phạm Loan nha, chục đũa mấy chị cho em xin 28 ngàn đi nha, cho em xin lời 1 ngàn 2 ngàn. Tại vì cái này thiệt lòng là em không có cái lấy được cái hàng ở ngoài kia, giá của nó hơi nhỉnh tí xíu. Áo tím em hết rồi mấy chị. À, bưởi là một gọi một xả, bưởi không, bưởi em bán một chai với một gọi một xả đâu chị ơi. Nha, lên giùm Thảo đen luôn, 75 ngàn giúp Thảo luôn. Bộ hồng cho chị Châu Kim Khánh nè, đổ là cho chị Bùi Trải nè, ok. Rồi xong chưa, ghi giùm em Thảo bộ đen luôn, 75 ngàn. Cảm ơn chưa có hàng chị, cảm ơn chưa có hàng. Đỏ đô 75 ngàn giúp em. Cô gà mới về rồi. Trời ơi, còn bộ nằm đây nữa. Cái này hàng cây, không phải là hàng xã. Đổ là cho chị Quỳnh Trang luôn, đổ cho chị Thúy Lam. Tại vì thiệt sự luôn, giờ em cũng chưa tìm ra cái đũa nào ngon hơn cái đũa đó luôn mấy chị.
nói phải ra ba cái đũa đó, biết là hàng nội địa Trung thiệt, nhưng mà nói chung là thiệt, được chất lượng của nó em xài, chính em là người xài mà. Màu đen có của ai chưa vậy? Chưa. Rồi đem cho chị Thủy Kim, ok chị luôn. Mấy bộ này là hàng 95.000 hết đó mấy chị. Rồi lên giùm em Thảo là vàng nha, em chốt cho mấy chị giá 75.000 luôn. Rồi vàng 75.000, 60kg thoải mái giùm Thảo nha mấy chị. Rồi mấy chị, vàng 75, chấm bài lên đi, bây giờ em sẽ lên chảo cho mấy chị nha. Chắc là ai cũng phải đặt một bộ, ai cũng đặt một cái chảo nữa quá. Thấy mua giùm là nhiều nha mấy chị nha. Dầu xả của Thảo là dầu xả hàng, giá 180.000. Nếu mà mấy chị lấy một cặp 360, còn lấy một chai muốn mua chai gì comment chai đó giúp em Thảo nha. Phát Nam em còn á chị, Phát Nam Thảo còn. Rồi tiếp giùm em nha, lên giùm em. Rồi bộ hồng giùm Thảo luôn nha. Ta giùm Thảo tiếp bộ hồng 75.000 giùm Thảo. Cái này là hàng gì vậy? Bộ Thảo mặt đang chuẩn bị lên mấy chị ơi. Bộ Thảo mặt đang chuẩn bị lên. Dây sạc là cho chị Trần Thư Uyên Nhi, ok. À tí em lên dây sạc cho mấy chị nữa mấy chị. Tí Thảo lên dây sạc cho mấy chị luôn cho. Rồi lấy dây sạc ra. Rồi bây giờ Thảo sẽ lên cái sản phẩm này cho mấy chị, cái chảo. Thiệt sự luôn, có 126 cái. Mấy chị ơi, em không phải là buồn với vui chị, nhưng chị nghe giùm em là chị Hiếu Nhân. Đơn của chị là shop em gọi cho chị luôn mà chị vẫn không nghe máy. Chị tên là Song Nhân, nick Facebook cũ của chị là Song Nhân đúng không ạ? Là quay gọi điện thoại không nghe máy, em không nói chị bơm hàng. Mấy chị ơi, em hỏi mấy chị đơn hàng á, muốn giao cho mấy chị được thì bên em buộc lòng phải gọi điện thoại được thì mới giao được. Bây giờ không gọi điện thoại được, đơn hoàng về mấy chị cứ nói chắc tên em. Bây giờ em báo như vậy, nếu cảm thấy không có đúng hoặc là muốn nhận lại đơn hàng thì gọi vô số hotline giúp em hoặc inbox giúp em, chứ bên em không thể giải thích lý do khác được. Giờ không nghe máy thì làm sao mà giao đơn hàng được chị. Rồi thắc mắc gì cứ gọi điện thoại giúp em nha chị ơi. Rồi xong chưa? 100 đũa cho chị Thanh Ngọc, quá trời ơi quỷ hà. Rồi bộ hồng là cho chị Trần Kim Phụng nha, cơm cháy ngon lắm, cảm ơn chị. Màu xanh mặt ong, ok, cảm ơn chị Thu Nguyễn. Thấy giờ nhận hàng về thấy chuẩn không chị? Cầm hũ sâm về mới cảm thấy trời ơi bao nhiêu sâm, nhìn từng lát sâm đi chị. Rồi cho chị Quỳnh Trang sữa tắm, chị Vi Mai chục đũa nè, lên sâm đất. Cái chảo này nè, sao bao nhiêu sóng gió nha mấy chị nha. Rồi vậy thì inbox vô giùm em đi, em cảm ơn chị Hiếu Nhân ạ. Bây giờ chị inbox vô trang để mấy bạn giải quyết cho chị, ngày mai mấy bạn vô can mấy bạn giải quyết cho mình. Em chỉ thông báo cho chị tình hình đơn hàng thôi và đã hoàn về cho bên em rồi ha chị ha. Rồi 50 đổ cho chị Nguyễn Thị Dương, rồi mai chị gọi lại giúp em chỉ thông báo cho chị biết cái tình hình đơn hàng của chị như thế nào. Chứ em không hề, ví dụ như em nói chị bơm hàng hay này kia làm chửi chị rồi, nha đúng không? Hoặc là em lướt qua đời nhau em muốn đọc đâu, những cái người mà những cái lý do gì khác Thảo không đọc đâu. Ví dụ như là không kiểm không nhận là Thảo đọc lướt qua cho biết vậy đừng vô bữa nữa. Còn em thông báo lại cho mấy chị như vậy nha. Giờ gọi bữa chị Trần Tố Thương 101 nè. Rồi áo ngực 82, Thảo không có ngực 82, ngực 62 là ngực mới về á. Nha mấy chị biết nó bao nhiêu tiền không? Rồi em đóng gói á mấy chị, em đóng gói cái thùng á. Rồi hàng mấy chị biết nó lên giá cỡ nào rồi đó mấy chị. Hàng nhìn chuẩn giùm em. Mấy chị xài một năm cái chữ này không bay. Mặc dù chữ này mới là chữ in thôi nha. Ồ đem cái nồi chữ khắc cho mấy chị luôn hả, 250 á. Nè mấy chị ơi, xăm đó mỗi uống một chai hả, uống sao ăn? Xăm đó không, uống chai chết bà nội ơi. Uống một muỗng cà phê thôi. Xăm chưa mấy chị ơi? Chị Thanh Kiên có 3 đơn chưa nhận, bu tá gọi giao hàng khách không nghe máy, hoàn chuẩn 3 đơn hàng. Gọi Thanh Kiên hoàn 3 đơn hàng má ơi. Hoàn gì mà giữ vậy chị Thanh Kiên. Thôi mệt mấy chị đi, mấy chị đừng nói với em nữa mấy chị. Mấy chị nào mà gọi điện không nghe máy cái điện thoại của mấy chị, chị nào Thảo phẫn nộ à? Ai lý do gì phải phẫn nộ nói nghe chơi coi. Ai Thảo phẫn nộ em chặn luôn chị đó luôn á nghe. Giờ em rồi em cứ lục ra, ai Thảo phẫn nộ em xóa, em chặn chị đó trên livestream. Khách quen Thảo cũng chặn luôn. Tệ nó. Mốt khỏi mắt cao ông kêu, nhìn nó vô duyên dễ sợ, đang hết sức là dùng hết sức tâm trí để lên đơn, hết giải quyết cho người này, giải quyết cho người nọ. Trời ơi mấy chị ơi, khổ tâm ghê, tiền của em bỏ ra, tiền em ship cho mấy chị, em là người trả chi phí chứ mấy chị có trả đâu. Hoàn đơn về em chịu chứ mấy chị có bỏ đồng nào đâu. Có cái điện thoại gọi không nghe rồi không biết làm giao mình, sao giao hàng. Trời ơi 50 đổi chị anh hứa nè, thiệt sự luôn, có cái điện thoại giao hàng chừng ai khoai cũ. Nhiều khi tụi em mà gọi điện thoại cho mấy chị để hỏi cái gì mấy chị, gọi 10 cuộc chừng 2 bà nghe, 3 bà nghe, không biết lý do tại sao luôn á. Hên là bu tá họ ấy cho mấy chị quen, mấy chị không có giao được hàng chứ.
Rồi xong chưa? Rồi ai xả phẫn nộ chặn chị đó. Chặn luôn đi. Rồi giờ không nói nữa nghe, cứ thả em chặn à. Mà em không có lý do. Rồi bây giờ như thế này mấy chị, em giữ giá 75, mấy chị biết nhà lò lên thêm bao nhiêu tiền không? 5.000 nữa mấy chị. Cái thùng đóng gói của mấy chị 7.000 rồi, 5.000 nữa là 12.000 rồi. Rồi xả collagen là chị Trần Tấu Thương. À, ok, 62.000 chị Thảo Nguyên. 75.000 cái chảo thôi mấy chị ơi. Rồi bộ đầu em lên, mấy chị mà bữa nay không mua được bộ này nó thiệt sự giận thiệt sự luôn á. Nghe, cứ giùm em là chảo 75. Rồi ai mà thắc mắc cái gì mà hỏng minh bút mà cứ hỏi trên đây em im lặng rồi. Tụng tắt em nha mấy chị nghe. Rồi chảo cho chị Dầu Nguyễn Thị Ngọc. Ok chị nghe mệt quá à. Em đọc bình luận của mấy chị nhiều nên mấy chị thành thói quen cứ hỏi em trên live á. Rồi chị Ngọc Sương Trần Thị ok chị nghe. À, cái gì mà thôi đừng nói nữa, để nhận đơn nè. Chị Mỹ Tâm, chị Hoàng Anh Trương, Bạch Kẹo Xanh, chị Kiều Anh Hứa, chảo hai cái cho chị Trinh Phương. Bộ đồ mặc Hằng không chừng mặc được luôn á Hằng ơi. Rồi Út Trang ok, chị Minh Minh ok chị nè. Rồi nhận đi Nguyễn Kim trở lên. Nè mấy chị ơi, hồi bữa mấy chị biết em nhập sĩ bao nhiêu tiền không? Mấy chị nhớ cái đợt mà em bán cho mấy chị mấy cái bộ đồ nhà này nè mấy chị, 230.000 á, mấy chị nhớ không? 230.000 mấy chị. Rồi xong chưa? Rồi chào chị Linh Nguyễn, chị Oanh Huỳnh, chị Quỳnh Phượng. Quỳnh Phượng cho em xin số. Em nó mấy chị nó bền tới mức bình thường mấy chảo không dính xài có mấy bữa thôi là mấy chị sẽ thấy cái hiện tượng của nó là bong cái đen ra. Còn cái này em bán cho mấy chị cách đây 3 năm rồi, bây giờ xài những cái chảo cũ, những cái chảo hàng mớp méo mấy chị gửi về cho Thảo á, được 2 cái hàng mớp gửi về cho em sử dụng á, là mấy chị biết không, tới bây giờ mấy bữa mà em gửi mẫu cho mấy chị em thấy vẫn còn á mấy chị nghe. Rồi xong chưa? Rồi chảo chị Ben Nguyễn, chị Hoàng Nguyễn, chị Thảo Nguyên áo ngực nè, chảo 75 giùm em. Kẹo xăm ngon quá, cảm ơn chị Hoa Xuân, chảo chị Ngọc Nhã, hai chảo chị Hào Phạm, chảo chị Bằng Lăng Tím. Ok chị. Nói thiệt sự luôn á mấy chị, không mua cái bộ đồ này là em giận em buồn mấy chị. Nhưng mà không phải hôm nay mấy chị không có bỏ ra giá là 230 nữa nha mấy chị, không bỏ 230 nữa, 60, 61, 62 ký em cam kết mấy chị, nếu mà cao cao giỏng giỏng như em là mặc vừa, nhưng mà trước khi mà muốn mặc vô thì mấy chị phải kéo cái dây áo này cho em nha. Nè, nó có dây kéo bởi vì nó là dòng cao cấp nên nó mắc tiền. Nhưng mà hôm nay em chỉ bán cho mấy chị 145.000 bằng 1/2 giá thôi mấy chị. Nên hôm nay mấy chị phải mua được cái bộ đồ này để mặc Tết nha. Ở phía sau của nó là lưng thun mấy chị. Phía sau của nó lưng thun, ở đằng trước của nó dây kéo nó có nhúng eo ở đây nè. Mặc dù là em mặn còn rất là rộng nhưng mấy chị thấy buông ra vẫn có eo. Mà giá chỉ có 149.000 thôi mấy chị ơi. 45 hả? Em 45.000 thôi. Khổ tâm lắm mấy chị ơi. Nè mấy chị, ghi giùm em Thảo liền cho Thảo nha. Bộ vàng 145 mua để Tết mặc chung gì hết trơn, mà không cần Tết ngày thường mặc cũng được có gì đâu. Hồi bữa mấy chị biết không, lấy nghiêm 230.000. 230.000 nha mấy chị nha. Xong chưa? Ghi giùm em ơi, bộ vàng giùm Thảo nghe, để em lên đơn cho mấy chị. Với lại hôm nay em sẽ cố gắng lên áo nỉ cho mấy chị, chơi áo nỉ cho. Còn hôm nay có áo nỉ nữa mấy chị. Ai chảo? Rồi. Mấy chị ghi chảo không, Thảo không có nhận đâu mấy chị. Thân thi, nhà em nhiều chảo, mấy chị có ghi chảo không, Thảo không nhận. Và em có thêm đủ màu cho mấy chị nữa nè. Rồi chị Hà Trần Thị Thu là bộ nè, ok chị nha, bộ vàng. Em có bộ đen, bộ trắng và bộ xanh cho mấy chị luôn nha. Vàng, đen, trắng, xanh giúp em Thảo từ từ rồi lên. Vàng, đen, trắng, xanh giùm em. Mấy bữa nữa Thảo sẽ bán hàng này ở dưới shop mấy chị. Ok chị Diễm Nguyễn là chảo nha. À, Thanh Nguyệt ghi giùm em chảo là được rồi, chảo 75 là được rồi. Mấy chị đừng có ghi chữ dồn. Đơn này dồn ngày trưa ngày 8 nha. Bộ vàng cho chị Trinh Nguyễn ok chị. Trời ơi mấy chị ơi, thiệt có một nửa, tính ra là một nửa giá thiệt luôn á. Ai ghi chảo xin phép em không nhận đơn mấy chị nghe. Nhà Thảo có bán tới 3 loại chảo mấy chị. Chảo 75.000. Ok chị Châu Chuyến nha, Thảo Tết tặng lịch. Không tặng không nổi. Hai chảo là cho chị Ngọc Châu, ok chị nè. Em tạo em hỏi không tặng hết nổi mấy chị, khách đông quá không biết làm sao, tặng khách ruột không à. Rồi bộ vàng em chốt chị Kim Cương Phạm một bộ ok chị nha. Hai chảo chị Lucky, Lucky cho số cho. Rồi ok Lucky có số rồi. Bộ vàng cho chị Kim Hùng lên. Ok chị nha. À, kẹo xăm hả? Em lấy kẹo xăm cho chị xem. Rồi cái chảo dồn đơn có cái quần hồi trưa. Chị ơi ghi giùm em chảo 75 được rồi. Mấy chị đừng có giải thích gì hết trơn á. Trong live tự động nó dồn. Mấy chị nhìn nè, gộp đơn trưa là hồi trưa này nè mấy chị. Rồi tới bây giờ nha mấy chị, rồi tới ngày mai nữa. Mấy chị đừng có ghi dài dòng nha, nó ra cái đơn hàng rất là dài. Mấy chị ghi giùm em mã là được rồi. Em gộp nhiêu là em sẽ ghi ở dưới cái bình luận ấy. Mấy chị nhìn thấy không, em có ghim á.
à, bộ xanh với bộ đen cho chị Kim Ngân luôn. Rồi đen cho chị Liêu Thuyền, ok chị. Chảo chị Thang Cao, ok chị. Tặng mỗi người bộ đồ. Chị Viện Phạm Loan là bộ vàng, ok chị nè. Mỗi lần mấy chị bán mà đắt đắt không sao, bán ế là khách hỏi hồi quạo luôn. Hỏi những cái câu hỏi ví dụ như là đêm hôm qua đi chưa em này kia, là cứ lên bút giúp em hảo nghe. Ok chị Nguyễn Hoan nè, ở đội chị Nguyễn Năm bộ vàng là chảo 75 ngàn. Ờ mấy chị ghi giùm em màu giùm em nha, trắng xanh nè, trắng xanh đen giúp em hảo. Rồi chảo cho chị Út Hồng, đen vàng cho chị Nguyễn Hậu luôn. Ok chị, đen với vàng nè. Ôi ôi mấy chị ơi, là mấy chị ơi. À Trần Thị Thu là bộ vàng nữa nè. Rồi chảo 75 cho Út Trang nè. Út Trang giống hai cái quá vậy. À Trần Thị Thu bấm hai bộ vàng, Thảo gửi hai vàng luôn nha. Thảo gửi hai vàng cho chị đó. Vàng cho chị Nhi Nguyễn, trả là Hà Trần Thị Thu đây. Trời ơi mấy chị comment em sẵn với mấy chị luôn á, thực sự luôn á. Bộ vàng cho chị Trần Mai một bộ nữa nè. Ok, bộ vàng em mặc cái này chắc em chùa lại đờ mờ em mặc với mấy chị. Mà mấy chị thấy không, nở cái dây kéo thôi là thấy nhiêu tiền rồi đó. Dây kéo không mà thấy khẩm rồi đó. Một tí nữa em lên trên giấy cho mấy chị nha. Rẻ quá trời rẻ luôn mấy chị ơi, thực sự không đường nào mà rẻ hơn được nữa luôn á. Có nửa giá luôn á, nửa giá so với em lấy nghiêm á mấy chị. À, một bộ vàng một bộ trắng cho chị Thanh Thảo nè. Rồi vàng trắng chị Thanh Thảo, ok. Ừ, dây sạc này mấy chị. Hôm nay đồ ăn về nhiều lắm á. Hôm nay đồ ăn về nhiều lắm luôn á. À, rồi chảo là cho chị Bích Hòa Bùi Hòa mua cơ chị nha. Bộ vàng Thanh Thảo đặt có rồi. Đây nè, dây sạc nè. Dây sạc này em lấy nhiều lắm. Bộ vàng em si cua chị Hồng Phan luôn nha. Em còn màu đen với màu trắng, màu xanh đẹp một xíu thôi, mặc màu xanh lên cho. Ờ, dây sạc này sạc được 3 đầu nha mấy chị nha. iPhone nè, nói chung là dây nào, điện thoại nào cũng sạc được á. iPhone, Samsung, Apple gì, đầu nhỏ, đầu to và đầu iPhone. Rồi nãy em tắm cho mấy chị nó mướt nè. Ồ, nãy em tắm xong giờ nó mướt tới da, đã kinh khủng luôn á. Chị mua mã gì cầm em mã đó giùm em, cảm ơn chị Hà Trần Thị Thu ạ. Rồi xong chưa nè mấy chị. Nó dài như thế này nó cũng tiện nữa, có 43 ngàn thôi. Mà mấy chị được mua hàng VIP, tại bình thường nếu mà lấy loại 29 thì là không được bảo hành á mấy chị, nên Thảo không có dám lấy. Chị Kim Phụng là vàng trắng hay là một cái gì? Còn bộ trắng thôi chị ơi. Rồi, Kim Phụng là có bộ trắng cho chị Kim Phụng nè. Ok chị nha, một cái táo cho bảo bối nè, ok. Táo chuẩn hàng không mấy chị? Nhiều khi á mấy chị, đừng có lo lắng gì. Nhiều khi mấy chị giá cả, nhiều khi em nhập hàng nhiều em biết rất là nhiều giá khác nhau. Nhưng mà Thảo tự tin với mấy chị về chất lượng hàng hóa. À, bộ vàng em hết rồi chị Lý Trần ơi. Bộ vàng Thảo hết trơn rồi. Dây sạc này là 43 ngàn một dây nha. À, cái gì? Trắng đỏ sao là? Ồ đúng rồi, em chân chuẩn bị lên nè. Dây sạc cho chị Bảo Trân, ok chị nè. Đồ gia dụng hôm nay nhiều lắm. Đồ dụng hôm nay nhiều lắm mấy chị ơi. Nè cho coi cái tấm thảm nè. Trời ơi cái tấm thảm ngon lành cành đào luôn á mấy chị ơi. Ngon lành luôn á. Thiệt sự. Hai cái nè. Dây sạc cho Mỹ Tâm, cho chị Tải Diệu, dây sạc cho chị Thắng Cao, ok chị nha. Rồi dây sạc cho chị Hân nè. Bộ vàng hết rồi chanh. Dây sạc cho chị Kim Khánh, dây sạc Phí Lam, dây sạc chị Nguyễn Huý, em ok chị nha. Còn bộ xanh nữa em lấy cho. Ok bé lồn chị Thảo Nguyên. Táo nhà em mấy chị ăn không, nó không có ngon. Nó không ngon còn chỗ khác thiệt. Nhưng mà mấy chị đi nấu nước á, mấy chị nấu nước á, với không thôi là mấy chị nấu chè rồi đó. Tại vì hàng này là an toàn cho mấy chị. Mấy chị thấy mấy táo mà tụi em đi ngâm rượu á là nó đó. Một vật cách chỉ vàng chị Nguyệt Lê, ok chị nha. Rồi dây sạc để cho chị Xuân Nguyễn đi. Rồi dây sạc cho Út Trang. Rồi dây sạc Trang Nguyễn, nhưng chắc chắn nhận hàng giùm em nha chị Xuân Nguyễn nha. Dây sạc cho chị Quý Trục, ok chị. Sửa tấm hàng á mấy chị. Em cho mấy chị coi, Thảo không dám đọc tên, nhận cho giùm cái. Thảo không dám đọc tên mấy chị ơi, em sợ á. Em sợ mấy chị biết rồi. Không có dám đưa ra cho mấy chị coi luôn á. Thiệt sự. Thiệt sự không dám đưa ra cho mấy chị coi luôn á. Đây một cái nữa nha. Không có dám đâu mấy chị ơi, vô cho mấy chị coi chữ thôi. Không có dám mấy chị. Một cái táo chị Phong Lan, tôi sạc chị Nguyễn nó Kim. Nó cả ký á mấy chị. Tôi sạc chị Trần Minh Thu. Rồi chị sạc nha. Ok chị Phong Lan luôn. À, cái gì? À, chị okay, Yến chị cho ăn thử ngon. Ăn không thì cũng bình thường, nhưng mà thật sự nếu mà mấy chị nấu nước uống nó mát hơn. À, cái gì? Đúng rồi thảm biết chị. Dây sạc hồng cho bảo bối nè, ok. Bắt nu. Đây tí em like chị cứ ngồi đó coi. Tí Thảo like tới liền giờ á. Nghe. Này là hai tấm. Hồi lúc trước á thì người ta bán nhiều lắm, nhưng mà mấy chị để ý đi, khi lúc trước mấy chị mua á, có chỗ bán có viền, có chỗ bán không có viền. Có chỗ là cái chỗ không có viền, trên mạng bán khắp đây khoảng gu xì chùm nail rồi, nhưng mà giờ họ không dám làm nữa. Một phần là do cái đó có thương hiệu rồi nên bây giờ là không có, không ai dám làm hết trơn, ít người lấy hàng này lắm luôn á mấy chị nha.
ít người lấy hàng này lắm luôn, đúng không chị? Ít người lắm luôn. Và bây giờ Thảo mà nói chị thấy ông giá quá trời giá luôn, đủ thứ các loại giá luôn, bán cho mấy chị 59.000 nguyên bộ này á. À, cái gì cho chị hai tấm nó đi, ok, học đều là cho chị Hồng Yên, ok chị luôn nha. À, thảm bíp hả, Như Hình nhiều lắm mấy chị, bán là bán nhiều lắm luôn á, em cũng lấy cỡ bán cho gọi là bán kèm, nhưng mà cái mà em thích bán hơn cho mấy chị là cái thảm 39 này, còn cái này là em lấy kèm cho mấy chị á. 59.000 nguyên một bộ như thế này nha mấy chị, nguyên một bộ hai miếng như thế này, để một là để ngay bíp, hai là để ngay cái giường ngủ của mình á mấy chị. Bạch kẹo xăm cho chị Minh Thu, ok chị nha. Cái này chuẩn là hàng Trung nha mấy chị nghe, hàng Trung nói trước. Rồi thảm bộ chị Thảo Nguyên, ok. Kẹo xăm chị Minh Thu, ok nha. Sữa tắm là 159.000. Chị Luận Lê gọi điện tắt máy ngang không nghe máy, em bỏ qua. Sữa tắm cho chị Thanh Lê, ok. Ý lộn, thảm cho chị Thanh Lê, hàng Trung nha mấy chị nghe. Thảm cho Kim Chi, thảm cho chị Ngọc Châu, cái sạc chị Ngọc Thanh, ok chị. Và hôm nay có một cái này nữa, trời ơi, cho chị Kim Yến, cho chị Đăng Thanh, cho chị Hồng Anh, cho chị Huệ nè. Con dao phai nó về đã lắm đó chị à. Thảm cho Nguyễn Thảo, Khánh Chi nè, ok. Rồi thảm 59.000 cho Úc Trang, ok. Chị Hạ Nguyễn, ok. Chị Thắm Cao, ok chị nghe. Em nhớ lấy mẫu này nha không? Nói mấy chị lấy mẫu này đi. Thảm cho chị Xuân Nguyễn, ok chị. Xuân Nguyễn đã cái danh sách đỏ rồi, ra rồi, đi. Rồi rồi rồi. Đơn kia là đi bằng cái gì? Đó là thảm 59 đi mấy chị ơi. Thảm cho chị Tơ, Cẩm Tơ trên số điện thoại để Nhìn đọc cho. Rồi chị Cẩm Tơ xin số nè, chị Hồng Nguyễn ok, chị Ben ok, chị Ngọc Thanh ok chị luôn nha. Rồi Thu Phương, đơn hàng gặp trục trặc gì sao thế không? Hàng đơn gọi xin lỗi xin mua lại. Rồi sao vẫn nằm trong danh sách đỏ là sao ta? Ủa xin lỗi rồi mà do nằm trong danh sách đỏ hay là hoàn tiếp chị? Có vấn đề gì không? Tưởng đâu cái đó là xăm cao cấp á. Em chưa có định bán, ông tại ông đem qua. Phương Nguyễn Thị Thảm nè. Thảm 59 giúp Thảo nghe mấy chị nha. Nhiều mẫu nha, em đưa cái đó trước cho mấy chị. Trời ơi nè mấy chị, con tắm nó mất ruột rồi mấy chị. Nè, trời ơi nhìn nè. Ủa đã luôn á, 159.000 à. Em kêu nhỏ em nó đi kiếm cho em á, chứ em nhập sữa kia rồi mấy chị biết em bán. Mấy chị để ý tại sao em bán sữa tắm, em bán mỹ phẩm, em đâu bán sữa tắm đâu mấy chị. Tại vì em biết nguồn hàng như thế nào. Rồi còn cái lau nhà nha chị nha. Thảm bộ cho chị Hằng Trần em ok chị nha. Chai sữa tắm chị Diễm Nguyễn ok chị. Sữa tắm cho chị Duyên Lê, sữa tắm cho chị Hồng Yên ok chị nha. Thảm cho Trang Lê, hai bộ thảm cho chị Na Linh. Thảm này cũng mịn, để dưới cái giường ngủ của mình á. Trời ơi, trời đất ơi. Ủa bộ đồ này đẹp quá mấy chị, để mà ai đồ cho mấy chị nha. Ai không ghi chữ mã 59 xin phép em Thảo bỏ qua đơn. Là bởi vì nhà em bán có mấy loại á. Mấy chị em xin mã, mấy chị không chịu ghi mã là nó sai hàng của mấy chị á. Nên xin phép thà em không nhận đơn nha. Rồi sữa tắm là cho chị Phạm Hường ok chị nha. Sữa tắm cho chị Trinh Nguyễn ok. Savaron là 180.000 một hộp nha chị nha. Savaron đó về mấy chị ngâm với nước uống cực tốt luôn, bao nhiêu công dụng ở đó rồi đó, trẻ hóa làn da mát trang gì đó, đủ đầy hết cho mấy chị rồi đó, không thiếu thứ gì hết trơn. Mặc quần ngược nữa, cái gì hồi là mặc quần ngược hà ngộ dễ sợ luôn á. Trời ơi, ôi mấy chị ơi, cho em xin bộ 79.000. Rồi thảm 79.000. Chén 125.000 mà em chưa bán đâu chị. Em không bán chén nổi đâu mấy chị nha. Em ở được có mấy bộ thôi, để em lên hết cho mấy chị nha. Lên giùm em xanh 79.000 cho Thảo nghe. Đồ bộ thì tụi em sửa giá nổi cho mấy chị nha. Rồi chị Trần Hồng em nhận đơn ok chị nha. Rồi xanh xôi, có hai màu cho mấy chị lựa luôn, 60 phí thoải mái cho Thảo luôn nha. Rồi chị Tải Diệu là bộ 79 nè. Lê Nhiễm là cà phê ok chị luôn. Đọc tên là có chị. Mấy chị ơi đọc tên là có nghe mấy chị. Bộ không. Dạ em mặc trên người. Cái nào size nào em có mặc trực tiếp trên người nha mấy chị. Nào có size nữa thông báo cho mấy chị. Giao hàng có bị bể quá trời luôn. Nên mấy bữa nay đâu có muốn bán đâu. Thiệt sự mấy nay không muốn bán. Thảm là cho chị Bảo Bối ok chị nha. Xanh cho chị Thang Cao. Xanh cho chị Châu Kim Khánh ok chị. Để im đó. Rồi bán đồ quân bụng hả. Rồi 79.000 kèm màu giúp Thảo nghe. Em có hai màu cho mấy chị lựa, có màu tím với lại chỗ cái viền của nó là mấy chị vải của nó mất ruột à. Xanh cho chị Trần Nhiệm nè, xanh cho chị Nguyệt Ánh nè ok. Lau nhà cho chị Hải Thượng Lãng Ông ok chị nha. Xanh là cho chị Tuyền nè, chị Tuyền Phan ok chị xanh. Em nhận đơn của mấy chị vậy đó.
chứ đọc bình luận một hồi nói là em quạo thiệt đó, em khổ quá à. Một hộp sa barom cho chị Trần Nhiệm ok nè, để riêng nữa, mày nghĩ để riêng được không? Mày nghĩ con Nhi nó để riêng cho mày không? Ừ, không có màu hồng. Trời ơi, đồ của khách mà nó còn làm banh chành hở đó, mà đồ của mày đó rồi. Mà mày còn ấy hết xanh rồi, hết xanh luôn rồi. Mày tin ai vậy? Dầu xanh hết rồi Hạ Nguyễn ơi. Ghi giùm em dầu thái thì em để chai dầu vàng, em tính tiền bằng chai dầu thái dầu xanh luôn cho. Dầu vàng thì nó giống như dầu thái nhưng mà nó bị cái là nó mất tiền hơn. Bởi vì nó 26 vị lận mấy chị ơi. À, em còn nịch bụng em chưa bán chị ơi. À, giao đúng lúc em năn nỉ là để hôm sau em nhờ người shipper hoàn đơn, em bị hoàn đơn. Rồi ok chị Thu Phương. Nhưng mà sao mấy bạn, sao hoàn đơn mà vẫn đi vô bơm hàng đây vậy Thuận? Coi lại chị Tư lại nha. Thấy nhiều khách hàng gọi điện mà vẫn nó nằm trong nhận sách đỏ hết trơn rồi, chưa có ấy. Rồi lên nhìn Thảo là tím nha mấy chị nha. À, cái gì Thảo còn có gì đăng đùng. Giờ em cứ lên hàng rồi mấy chị nha. Đừng lên hàng nha mấy chị nghe. Chị ơi, chị Xuân Nguyễn theo dõi livestream giúp em nha mấy chị nha. À, xem xả khi nào chị em ơi, là cái gì mệt mỏi quá, xem xả stress đi nào chị em ơi. À, cũng được á, xem xả stress đi mấy chị. Chào Thái là cho chị Hạ Nguyễn ok chị nha. Rồi em còn màu tím nữa, cái lọn màu đỏ đôn, màu đen nữa là mấy chị. À, đơn hàng của mấy chị ngày mai á mấy chị, là bên em nếu mà thắc mắc gì mai mình gọi nha mấy chị nha. Mai gọi giùm em cảm ơn rất là nhiều luôn mấy chị. Lên giùm em mã tím ạ. À, em thử mẫu cho mấy chị hết. À, tím cho chị Tú Xuân Dương ok chị nha. Mấy chị ơi, em vừa thử mẫu nè. Đọc bình luận mấy chị nói ông Hào đọc không nghe thì em đọc. Shop khác ở đó mà chiều mấy chị, ở đó mà đọc hết bình luận của mấy chị. Với lượng khách như thế này, ai đố mà ngồi đọc trả lời từng bình luận. Mấy chị thấy như vậy cái mấy chị nư em hả? Rồi ha. Hạt đều ngon lắm luôn á Hạnh già, hạt to đùng luôn á Hạnh già, to đùng luôn. Có giùm em mã đen nha, sao bớt cho chị Hải Thượng lắm ha, ok chị nè. Cái này là vitamin C, cái này mấy cái này chưa có bán, đừng có đem vô, người ta ngồi người ta thấy mà hỏi tùm lum hết á. Nói mấy lần rồi, mẫu nào bán thì tôi kêu đem vô thôi, chứ cứ đem tầm bậy tầm bạ, khách hỏi cứ lả tùm lum mà. Có Dũng mau về nè mấy chị, bộ em là màu đen nha mấy chị nha. Sao bóp có kêu hàng chưa vậy? 30 đổi chị Linh Sang là ok. Sao bóp có về hàng chưa vậy? Thấy ở bên nhà hết trơn rồi đó, còn có mấy chai nữa hết rồi. À, chảo là cho chị Linh Sang Quỳnh ok chị nghe. Hạt điều hạt nó to như cái ngón tay của em luôn á. Mà giá có 75 ngàn thôi. Rồi ok tím nè. Ui dùm Thảo nghe. 105 cái này là em lấy em nhá hàng bán tết á. Mấy chị biết không, đồ ăn mà tụi em lời có vậy, tính bằng tiền ngàn chứ đâu có tính bằng tiền chục được mấy chị. Nên thành ra mấy chị thấy nó rẻ. Bởi vì nó cạnh tranh với quá nhiều thứ mấy chị, cạnh tranh rất là nhiều thứ. Rồi, mã đen cho chị Văn Trương nè, 79 ngàn. Đen cho chị Kích Ti Dương ok nha. Bị đá bay luôn á hả? Giày mà giải cổ này mà em bán có 79 ngàn thôi đó mấy chị. Hạt điều 105 giúp em Thảo nghe. Rồi, hạt điều 105 giúp em. Điều nào mà nửa ký mà 75 ngàn. Em lên hết màu cho mấy chị luôn nha. Ê, đi chỗ khác, tao mất cờ cặp tao đánh bây giờ. Nửa ký táo cho Chăm già, hạt đều cho chị Hồng Yên nha. À, hạt đều là cho Hạnh già. Hạt đều hạt to lắm mấy chị, hàng tuyển mà. À, đen em chốt cho chị Nguyễn Thúy nè ok. Em lên màu xanh cho mấy chị, phim này to 60kg thoải mái. À, đọc tên là hả? Có không, đọc không có nha mấy chị ơi. Hạt đều cho Nhung nè, chị Dung chứ. Hạt đều cho chị Xuân Quỳnh ok chị nha. Rồi cái này lên xanh giúp Thảo nha. Chị Thu Phương đặt lại giúp em. Rồi chị Nguyễn Thùy Dương nè. Nguyễn Thùy Dương ok hạt đều nha. Rồi xanh. Chị lên mã đem sửa giá cho mấy bộ này số ít quá. Ok chị Nguyễn Khoa. Cái này là kia. Ừ, cái này là ngày mốt á. Ngày mốt nữa em Thảo sẽ thêm một số mã đồ ăn nữa cho mấy chị luôn. À, hạt đều cho chị Khoa nè ok. Rồi à, khăn hai khăn nào và chị Hải Thượng Lãng ăn mới. À, xanh là cho chị Trinh Phương nè ok chị nha. Hạt đều cho chị Trần Quỳnh nè. Rồi xanh cho chị Trinh Phương. Bộ em mặc là màu xanh nha mấy chị. Hạt đều chốt cho chị Văn Trương nha. Hạt đều chốt cho chị Trần Hồng ok chị nè. Rồi mấy chị lên xanh giúp Thảo. 60 chị bộ đùi mẹ chị. Đây nè, em mặc còn rộng hơn mang thiên địa luôn á. Nhưng mà em thấy bộ này nếu mẹ mặc hơi trẻ đó chị. À, đen là cho chị Bảo Bối nè. Rồi xanh là cho chị Châu Kim Khánh. Có xanh này hả? Còn bộ nữa. Rồi, hạt đều là cho chị Trần Ngân. Thảm là cho chị Thủy Trần ok chị nha.
Rồi màu đỏ có hai bộ thôi, em lướt qua đời nhau luôn cái. Thảm ra cho chị Thu Phương, ok chị nha. Có hai bộ màu đỏ thôi à. Đặc biệt là cho chị Kim Phụng Nguyễn Thị, ok chị. Mắt em giờ hết thấy đường đặt bình luận rồi mấy chị. Mà giờ trố con mắt ra nhìn đây. Rồi đỏ em chốt cho chị Trinh Phương, ok nha. Cái này mấy chị lên giùm em mã xanh đen. Nửa cái cà phê chị Xuyên Hồ, ok chị nè. Chị Linh có đó không, đang cho em 50kg đi. Đang lô mới, lô cũ là giao cho mấy chị, lô cũ gì mới năm qua nay đóng hàng đi hết rồi. Hai hộp bạc đều cho chị Nguyễn Linh, xanh đen là cho chị Trần Ngân. Rồi cho chị Minh đang Thu còn, đang còn. Rồi xanh là cho chị Gia Bảo là xanh đen nè. Rồi cho chị Gia Bảo, ok nha. Rồi em hết mã xanh rồi. Các chị phải nhanh lên, mấy bộ này bán rẻ lắm. Nên phải nhanh lên nha. Nhanh lên. Chị Tranh, chị uống đồ cà phê đó không? Hay là chị uống đồ cà phê sữa thôi? À, xanh em hết rồi. Khăn 25 chứ. Tầm Loan còn nhiều lắm. Trời ơi, cung chưa, mấy chị nhìn xa rồi chị. Hình ảnh đang rất là thật á. Thật lắm luôn á. Cam giùm Thảo nha. Được 3 bộ cam. Một tí nữa sẽ lên cho chị rất nhiều sản phẩm gia dụng. Tại vì hôm nay em thấy không khí nó hơi buồn á mấy chị. Tự nhiên cái hơi quạo quạo á mấy chị. Quạo gì bán ế nó vậy đó. Thử cái bán đắt coi có quạo không biết à. Thấy khách quen không à, không thấy khách lạ đâu trơn á. Rồi mấy chị lên giùm em bộ này là bộ vàng nha mấy chị nha. Xanh đen hết rồi. Nè bộ đen nó còn hai bộ nè. Cam là cho chị Trinh Phương, nữa cái cà phê cho chị Thanh Lê. Xanh đen em hết rồi. Cam chị Hồng Nguyễn cho Thảo xin số luôn nha chị. Chanh già cho uống được không chanh ấy lột à, đúng rồi chanh uống được không chanh già à, rồi Hồng Nguyễn có số rồi nè. Cam còn, rồi cam còn bộ nào không còn. Rồi cam giùm em Thảo nha mấy chị nha. Cam 79 nha. Thôi đừng bấm chị Thắm Phan, chị ghi hả nó bấm vô mất công. Khách lạ nè, giống quỷ ghê không gì chốt ầm ầm nữa chứ. Khăn cho chị Trinh Nguyễn hai cái, ok chị Trinh Nguyễn khăn 25 mà khách nước vừa về rồi mới về đây. Cam còn bộ nào không? Còn. Cho chị Chu Gia Bảo nè, ok rồi, chị hả? Nha. Bộ thảo mặt là màu đỏ, mấy cái đen đi đừng ghi đỏ mấy chị nghe. Rồi đen cho chị Trần Nhiệm, ok chị nha. Em 55kg, cao 1m6, em thảo mặt trực tiếp trên người luôn á. Rồi cái này mấy chị, rồi mã gì giờ? Mã bi giờ ơi. Mấy chị lên giùm em mã bi đi. Dạ. Lên bi đi nha. Màu này không biết đọc màu gì hết trơn á. Trời ơi mấy chị. Nó cưng kinh khủng chưa? Ok, cảm ơn Trúc Phương. Tại vì cà phê này là nguyên chất nên là nhiều khi quảng cáo cho mấy chị cũng khó khăn lắm. Nhiều khi mà ai không uống được bắt đầu nói trời sao cà phê mà cái vị gì mà nó pha nó màu nó kỳ quá, nó không chịu đen. Đen hả? Đen là cho Châu Kim Thánh nè. Rồi đen là cho chị Thuận Trương nè, là đỏ đó. Rồi cho chị Hồng Hạnh. Trời quỷ già, quỷ già. À mà khắp nước dừa, bi là cho cái Ti Dương nè. Đen còn bộ nè mấy chị. Chanh già cũng ghiền cà phê lắm đó mà không biết thưởng thức được không. Tại vì mấy chị biết không, trên nguyên tắc á mấy chị, những người uống cà phê không phải là cứ uống cà phê mọc là được đâu. Nhiều người uống cà phê mọc là bị mệt á. Rồi ok chị Duyên Lê luôn nha. Một đồ hả. Cảm ơn chị Mộng Đào. Mấy chị mã này mấy chị lên cho em Thảo là mã bi cho nó đừng có trùng nha. Rồi bi chị Lê Thắm nè, bi chị Hồng Nguyễn nha, bi cho chị Út Hồng nè. Rồi bi cho chị Thuận Thương nè. Rồi bi cho Yêu Nghiệp hả? Nè. Rồi còn bộ bi cuối cùng. Rồi em còn bi đỏ nữa hết nè. Bộ bi cuối cùng cho chị Tiền Phan. Rồi em hết nha mấy chị. Thẻo hết rồi. Áo nay nhiều quá mà không biết lên cái gì hết trơn á. Nhiều lắm luôn á. Quá trời áo. Em hết bi rồi mấy chị ơi. Em hết bi rồi. Nguyên cái lô áo sơ mi đẹp rất chừng luôn kìa. Bi em hết nha mấy chị. Rồi em còn bi đỏ thôi mấy chị. Còn bi đỏ thôi. Ngày mai gia dụng giờ em sẽ like luôn một lần ha. Nhiều đồ quá trời luôn. Đỏ là cho chị Trần Ngân bộ nè. Rồi còn cái đỏ cuối cùng kìa, cho cái áo sơ mi đó ra để khách dành. Với lại lên áo hết đi nha mấy chị nha. Ủa Chanh già nãy giờ đi đâu rồi Chanh già? Sao không thấy hồi âm Chanh già? Hả? Sao không thấy hồi âm gì hết trơn? Bi là cho chị Châu Cẩm Tú. Ủa hết bi rồi hả? Thổi sao mua hàng mà không nhận, mong cho mau sáng để gọi shop. Chứ muốn mua hàng không được nên buồn. Chị Quốc Bảo quá hả? Không biết chuyện gì xảy ra la chị hỏi sao mua hàng. Ủa chị Quốc Bảo là đơn hàng của chị sao? Em thấy đâu có danh sách của chị đâu có cái gì đỏ đen gì đâu mà. Ủa cái quần trụ tí nữa là chồng vô cái quần rồi. Khổ tâm ghê. Tí thở sẽ lên Vi Tảo giới thiệu nhẹ cái Vi Tảo cho mấy chị. Trời mặc quần lúc nào cũng ngược vậy nè. Hồi bữa mấy chị nhận được cái lô. Ủa cái bộ này 60kg mặc cũng buộc luôn á.
cái vải này là chuẩn mango luôn á mấy chị, 85.000 bộ à. À đang cái gì, đang văn mùng pha sữa cho bé Phú Bình chuẩn bị à. Hỏi uống cà phê được không, mai gỡ cho uống phê bịch cà phê quỷ già đi đỏ con hồi nãy giờ đi đỏ còn hả, cho chị Quốc Anh. Ok chị, chị Quốc bảo đơn hàng chị gặp trục trặc gì đâu, em có thấy đâu danh sách của chị xanh lè mà có đỏ đen gì đâu, có đỏ đen gì đâu. Bộ này là bộ cực kỳ là mát, bây giờ chuẩn bị lên lô áo hoodie nha mấy chị nghe. À sẵn tiện lên hoodie thì em Thảo sẽ lên cái quần đen hồi nãy lấy size số 32 á, 32 là số 28 á, bi đỏ em Thảo hết rồi mấy chị ơi. À, cảm ơn chị Tình Năm nha. Dầu sao bóp hiện tại là bây giờ cái số lượng hàng nó ra lắc nhắc lắm mấy chị, cái kiểu giống như là cô không khỏe rồi cô làm ra cái số lượng nó ít á, đây thành ra nhiều khi là à vậy thôi đừng gửi mất công quyền giống vậy không. Cà phê một ký thì chị Trần Hồng bà chị Linh nó mất tiêu rồi, bà không rang cho em cà phê gì hết trơn nè ha. Hôm qua về 30kg hết rồi à, lẫn tránh dương 85 nè. Ok bãi này cực mát luôn á, hồi nãy siro nó cầm đó, phải cái này không, à, mình không có gì, mình có bi đỏ không xốp tôi quỷ không, không xốp biết tôi nghề tu đi à. Cái gì vàng 85 mua rồi cho mà chồng khỏi hỏi, vàng 85 mua cho má chồng khỏi hỏi, có quỷ không. Trời ơi, vàng 85 mua cho má chồng làm suy nghĩ đâu mất hết 10 giây. Rồi ok. Rồi chị Nguyễn Hoan ok chị nha. Cầm chắc tay. À. Nay là giao đúng. Cảm ơn chị Thảo Nguyên. Cô lẫn cho mộng đào. Ok chị ạ, à, lẫn 85. Tí Thảo lên áo nữa. Trong thời gian lên áo em sẽ mặc cái quần. Dầu xoa bóp à, cho chị Hào Phan trên xin số điện thoại mấy chị nha. Thích ghẹo vậy đó nữa chứ yêu nghệ con. Tu đi nha, cái cà phê chi quán Hà Phan bàn cho cô Sáu ok. Nick Hiếu Nhân cũng là của chị, mẹ không nghe điện thoại. Song Nhân chứ Hiếu Nhân đâu, Song Nhân. Song Nhân thì Hiếu đội thầy Hiếu Nhân. Em nói là không nghe điện thoại, còn nếu mấy chị bơm thì nó còn thì nó cũng nằm vậy đó mấy chị. Bởi vậy mai mấy chị cứ gọi điện thoại giùm em cho một cái cộng thông á. Mai mấy chị gọi điện thoại cho em Thảo. Lẫn Hinh Nguyễn có nha. Rồi lẫn cho chị An Nguyễn ok ok. Hết rồi hết rồi. Bây giờ lên áo hấp đi cho thiên hạ dành chơi. Em đặt 300 cái rồi, không biết chừng nào nó mới về. Trời hôm nay nhận hàng trường cái màu hồng mặc liền. Hôm nhận hàng trường cái màu hồng mặc liền, màu đỏ thì được mấy cái đây. Quá trời rồi, ai mặc cũng được. Thì cầm cái áo này lên phê, đủ phê nha mấy chị nha. À sữa mặt nó phê lắm Thảo. Trời ơi đứa nào. À quần đẹp nha, xíu lên. Giờ bắt đầu lên áo hot đi nha mấy chị. À cái gì, dầu xanh. À dầu xanh là dầu sinh 130, dầu Mỹ là 150 nha. Dầu sinh 130, còn dầu Mỹ là 150. À vàng em hết rồi, cô Sáu có rồi cô Sáu. Màu đỏ được mấy cái? Đỏ nó đỏ tươi. Con cái hả? Mấy chị ơi, đang cái mùa này, cái nỉ là kỹ lắm nha. Nhìn kỹ giùm em cái nỉ nè. Tại vì nỉ mà nhập sàm sàm đế đế vô là chết đó mấy chị. Chết tươi, chết đứng luôn á mấy chị. Chết đứng luôn á. Về nhà mấy chị rồi vô cái thù ra liền. Mà cái này nha, con trai con gái mặc được. Mà mùa này nó lạnh teo u ri rồi. Ai cái này thì ai mặn được á, tại nó có bo mà. 40kg tới 65, thậm chí 70kg mặc cũng được. Mấy chị nghe Thảo đọc giá nghe. Đừng có hết hồn nghe mấy chị. Em đọc giá mấy chị hết hồn liền. Năm ngoái 120.000 không đẹp bằng lô này. 99.000 thôi. Nha áo đỏ 99.000 giùm em. Ờ cái gì nay màu hồng gì thấy sai sai á. Không. Rút đại cái đó mặc ưng giúp cho luôn. Giục cho vừa rồi. Giờ xin là cho chị Út Út cưng ok. Rồi đưa mấy cái lên. Đỏ là cho Lý già. Rồi bây giờ lên đỏ đô. Giờ xin 130 mấy chị. Cái gì sống bu đi. Nè tôi để đỏ đô cho mấy má nha. Biết mà khách quen của tôi nè. Ti ti nè. Giục cái nó ra giùm cái. Rồi ti ti cái nè. Áo đỏ cho chị Hoài Vũ nè. Hoài Vũ có chưa? Hoài Vũ cái nè. Rồi là hết mấy chị. Sao tại sao nhìn cái hàng này mà để chung được hay vậy? Hàng có cây dây kéo mà để chung được vậy. Rồi ngoài cái trắng. Trắng được mấy cái trắng đây. Đỏ em hết rồi. Trắng treo tường cho Ngô Xuân Thảo luôn nè. Rồi hai hộp khô gà cho chị Đăng Khoa luôn ok chị. Ờ nó treo tầm bậy tầm bạ mấy chị ơi, đợi em xíu nha. Cái tám này nam nữ xài được luôn nè mấy chị. 75kg mà cũng vừa. Nỉ bên trong ghi giùm em phát 899 nha. Ghi giùm em xám thêm sữa cho.
à, chuẩn bị mua chơi Giáng sinh. Trời đất ơi, trời đất ơi. Rồi trắng còn cái cho Lý và Dung Nghiệp nè. Này là con trai con gái gì cũng mặc đồ hết trơn. Mai em Thảo về thêm cho mấy chị, hôm nay số lượng hơi ít. Rồi mấy chị lên giùm em xám, đưa áo đây bán. Rồi mấy chị lên giùm em xám có một cái thôi. Màu hồng Thảo được hai cái nè mấy chị. Trắng em Thảo hết trơn rồi. À, xám là cho chị Tiền Mai. Rồi còn, ôi mấy chị ơi nó đẹp. Mấy chị ơi màu hồng. Đỏ đôi em Thảo hết trơn rồi. Màu hồng giúp Thảo nghe. Hồng hồng mấy chị. Số lượng không có nhiều, 300 cái về sau mấy chị. 300 cái để mấy bữa nữa nó về sau với tem. Nó hơi khác cái chữ tí xíu nha. Hồng cho Lý già nè. Này là trai gái đều được, hoặc là người lớn. Con nít xài cũng được luôn. Hồng là cho chị Ngô Xuân Thảo nghe. Xám em Thảo hết rồi chị. Xám Thảo hết sạch luôn rồi. Rồi mấy chị lên nhìn Thảo mã đen. Mặc đúng không? Nỉ trắng em hết hàng rồi chị. Tại vì cái lô sau á nó chưa có về nên giờ tạm thời em đưa cho mấy chị trước nha. Rồi đen là cho chị Nhiên Nga một cái nè. Rồi đen là cho Lý già một cái nè. Nhiên Nga một cái, Lý già một cái. Đen dạng đen hơi xám xíu nha mấy chị nha. Áo xám Thảo hết rồi. Rồi đen cho chị Thủy Trần nè em hết nha. Rồi cái này mấy chị ghi giùm em là bò sữa. Một cái áo như thế này mấy chị. Mà hàng đang rất là khó kiếm luôn á. Tại vì giờ dịch người ta nghỉ sớm á. Rồi lên giùm em bộ bò sữa. Đen xám Thảo hết nha. Ý là nó đen nó hơi hướng và đen xám á. Nên là Thảo mặc đen luôn. Chứ Thảo thấy mà. Ha, cái này ghi giùm em bò sữa nha mấy chị. Màu vàng nữa nè. Bò sữa cho Lý già nè. Này mặc thì thôi rồi bao ấm ha. Nhưng mà mấy chị thấy em lấy kỹ hàng không? Nỉ rất kỹ lắm. Rồi cái này ghi giùm em là màu vàng. Vàng một cái nha. Ở đây em có một cái xanh đen. Bò sữa em còn cái vàng thôi mấy chị ơi. Nha, bò sữa em còn cái vàng thôi. Rồi lên giùm em Thảo tiếp nha. Xanh đen với tẹp. Xanh đen, xanh đen. Vàng này cho chị Uyên Cường luôn. Vàng luôn đi giữ già nữa chứ. Rồi nó trơn rồi. Nè vàng bò sữa cho Lý già nè. Chưa đâu rồi. Vàng cho Lý già đâu rồi. Vàng luôn đi quỷ già cho Lý già Dung Nghiệp nè. Rồi còn xanh đen mấy chị. Xanh đen cho Xuân Nguyễn nè. Rồi cái này lên giùm em Hồng luôn. Hồng giống em mặc. Em chừa một cái em bển nè. Rồi xanh đen em hết trơn rồi. Màu tím nè mấy chị. Màu vàng ai để thích quen em để cho cái vàng này cho. Chưa để em kiếm hết lên. Thôi Quỳnh Nhật xói giùm cái. Nè em còn cái màu vàng nè mấy chị. Ừ, còn cái vàng mấy chị, xanh đen. Có xanh xanh nhớt nữa nè. Xanh này là xanh rêu đậm á. Rồi màu hồng cho chị Cẩm Tú nha. Hồng cho Cẩm Tú, còn cái hồng nào không? Cái hồng. Rồi ngày mai nếu nó về đi rồi em lên cho mấy chị nha. Xanh đen Thảo hết rồi. Và cái này là xanh lá nha mấy chị. Rồi cái này xanh lá. Xanh đen Thảo hết rồi, xanh đậm thôi. Ờ, vàng em Thảo hết luôn rồi. Xanh đen hết luôn rồi. Tím mặt vàng. Hồng. À, vàng cho Trinh Phương nè, ok. Còn xanh đậm thôi. Xanh đen Thảo cũng hết rồi. À, hồng, xanh riêu và cho Đạt nè. Ok, chị Đạt xanh riêu. Em còn tím nó lại xanh nhớt thôi. À, serum là 650 chị. Serum 650 ngàn. Đây nè, em còn xanh riêu cho mấy chị nha. Trai gái gì cũng mặc được hết trơn á. Cái lộn xanh đậm mấy chị, lộn xanh riêu. Xanh đậm, còn cái này là màu tím. À tím chốt cho chị Như Thảo nha, ok chị. Rồi lên tiếp cái này màu xanh xanh đậm giúp em. Xanh đậm á chị, chứ không phải là xanh đen đâu. Rồi cái này là size lớn nè. Rồi cái này size lớn giùm em nha. Như Ti mua hàng không cho số điện thoại. Mấy chị mua hàng mà sao không cho số điện thoại. Rồi cái này là size lớn dành cho người 80kg luôn á. Hoặc là cho mấy bạn gọi là mấy bé nó to người á. Cái này mặc cho hai người được nha mấy chị. À, người trẻ được, người lớn tuổi mặc cũng được luôn. Rồi cái này là phơm đại nha. Lên giùm em hồng lớn mấy chị. Em còn màu gì vậy? Màu xanh đậm. Màu xanh đậm chứ đừng ghi màu hồng đẹp quá. Quần hả? Trời quần rẻ lắm mấy chị. Quần em Thảo mặc á, nó ghi là 32 nhưng size của nó là 28 thôi. Nè mấy chị ơi, phơm quần của nó đẹp kinh khủng luôn mấy chị. Nó ghi số tầm bậy vậy đó, nhưng mà từ 28 tới 32 có 139 ngàn à. Thêm một thảm cho Thu Phương, xanh đậm chị Nguyễn Loan, ok chị nha. Lên giùm em là màu hồng, màu vàng luôn mấy chị. Hồng lớn, vàng lớn, ngày mai về số lượng lớn đi rồi em lên hàng cho mấy chị. Ok chị Quỳnh Ba. Hàng này bây giờ cháy á mấy chị, gọi là cháy hàng á.
Rồi kế tiếp giùm em lông màu vàng nha. Em không có thông tin của chị Nhi Ti, vậy chị không cho số điện thoại nên không ai biết khách mới hay khách cũ cả. Mấy chị mua hàng cho em xin số hiện tại nên em mới truy được địa chỉ cũ của mấy chị nha. Rồi với lại màu đen to giùm Thảo luôn. Vàng lớn là cho chị Võ Ngọc Trà My. Rồi mấy chị lên tiếp giùm em. Đen lớn hoặc là xám lớn cũng được. Mấy chị trắng lớn giùm Thảo nghe. Xanh đậm em hết rồi. Rồi có hồng lớn nè, có nu lớn nè. Rồi có hồng lớn nữa. Và có đỏ đô lớn luôn nha. Có đỏ đô lớn nữa mấy chị. Đen lớn em chốt cho chị Trần Nhiệm nha. Rồi đen lớn chốt chị Trần Nhiệm. Đen lớn em hết luôn rồi. Em còn đỏ, còn hồng nhạt mấy chị. Màu này là màu nu và màu trắng thôi. Đen lớn em hết rồi. Chị Ti, Nhi Ti, dù là khách mới hay cũ nhưng chị đổi Facebook chị cũng phải cho tụi em thêm cái số điện thoại. Không có số bên em không biết đường chị là ai cả. Mấy chị đổi Facebook tụi em không biết thông tin của mấy chị được. Chị đổ Phương ok chị nha. Đen lớn em hết. Vàng lớn Thảo cũng hết trơn rồi. Em còn mấy cái màu vừa nói cho mấy chị đó. Rồi bây giờ Thảo sẽ lên cái quần của Thảo mặc cho mấy chị. Nó là dạng kaki jean, dễ mặc vô cùng nha. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Nè mấy chị mà kaki jean, độ co giãn của nó thì khỏi nói rồi nha mấy chị. Size từ 32, 28 cho tới 32. Về nhà thấy nó ghi cái gì thì ghi, nhưng thật chất da size của nó cũng là size 32. Ví dụ như quần của em mặc nó ghi size mấy lận á? 30 lận nhưng mà 28 nha mấy chị nha. 28 là cho chị Trang Nguyễn, ok chị Trang Nguyễn luôn. Đỏ lớn cho chị Hoàng Nguyễn luôn nè. Ok chị. Trắng lớn là cho chị Út Hồng luôn. Rồi còn cái này là nu lớn với Thảo Nguyên. Rồi tí hôm nay, ở phía sau là 200.000. À nu lớn cho chị Nguyễn Loan luôn nè. Ok chị Nguyễn Loan nu lớn nha. Rồi cái này là hồng nhạt lớn. Quần 32 cho chị Bích Ngân một cái luôn. Rồi đen sáng lớn em hết rồi. Đỏ lớn Thảo cũng hết luôn rồi. Cái này là hồng nhạt lớn với Thảo Nguyên. Bây giờ mua mấy cái này không được mấy chị. Thằng Mỹ đây nè, kiếm không ra hàng đâu. Rồi, chơi đó là chơi sữa tắm. Sữa tắm hàng. Để mai em chơi, tại vì bây giờ có 30 chai à. À, nên giờ nãy giờ giới thiệu vậy thôi, chứ không có giới thiệu nhiều. Em còn hồng lớn nha mấy chị. Cái này là hồng lạc nè, quần 28 chị Phan Phan cái luôn. Đủ size không? Có 139 ngàn luôn mấy chị ơi. Hàng ăn đông á, coi giảng chuẩn gì. Hồi rửa mấy chị nhớ không, cái hàng này giá hơn nó phải tầm 200 mấy cơ. Hồng đậm lớn là cho chị Trần Hương nè. Rồi bây giờ còn hồng đậm với hồng nhạt thôi mấy chị. 32 là người mặc 32kg, ấy lộn, người mặc size 32. Chứ em không theo ký được mấy chị nghe. À sẵn lên cho cái áo sơ mi đây luôn. 139 ngàn, trăm á. Trăm ơi, 139 ngàn. Rẻ lắm. Nên mấy chị mua hàng khỏi cần suy nghĩ về giá. Tất cả đều là hàng Tết cho mấy chị luôn. Rồi chị Thu Phương là size 30. Xong chưa? Mấy chị ơi mua hàng mấy chị, cứu cho em xin cái size. Cái size nó mới đúng chứ nó không có ký được. Trời ơi một người mẫu lên mét 6, 7, 6, 8 thì người ta khác cùng mình. Có khi em mét 6 mấy chị có người mét rưỡi nữa. Mình đâu có tính vậy được đâu. Rồi cho chị Phạm Quy ok nha. Phạm Quy là size 29 nè. 31 cho chị Thanh Túc Nguyễn luôn. Có nhiều loại 3 4 mùi gì ấy, giờ gọi buổi 115.000. 28 cho chị Thu Hương Hoàng, à Thu Hương. Thu Như Ngô, Quỳnh Như Ngô. Nu lớn cho chị, nu lớn là cái gì? Trần có thương xóa không có nu lớn. 29 cho chị Trang còn em. Còn. 32 cho chị Trần Nhiễm, chị Nguyễn Linh 29 luôn, cái 28 Út Nhiễm, Út Diễm. Chị Tư Thị là size 30. Chị Dung Ca Trần là size 32. Chị Dung Ca Trần bên em không có dịch vụ đồng kiểm, không được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Đồng ý lên đơn không đồng ý báo xả đơn nha chị nha. Xả đơn rồi lần sau không mua lại hàng nha mấy chị. Size 32 chị Linh Sang Quỳnh. Bên em cho xả đơn thoải mái, mấy chị muốn xả gì mấy chị xả, xả cả đơn cũng được nữa. Nhưng mà đã xả cả đơn rồi thì lần sau bên Thảo sẽ không bán hàng lại nha. Rồi cho chị Diễm Nguyễn, cho chị Jenny Ngô ok chị. Em bán hàng không nổi tiếng nhưng mà có nguyên tắc của em. Trời ơi thơm, không biết thơm hay không mà test xong cái rồi qua đây la làng liền. Tại vì nhiều loại lắm, nhiều loại lắm mấy chị thấy tại sao sữa tắm Mỹ nó thơm mà em bảo không quảng cáo. Tại vì nó mắc tiền mấy chị. Còn cái chai này thấy là hàng của hàng nó phù hợp với da của người Việt mình hơn một tí nè. Cái thứ hai giá thành nó cũng rẻ hơn nữa mấy chị. Hai cái quần 32 cho chị Trang Nguyễn, 29 cho chị Dung Nguyễn, 28 cho chị Mộng Tiền. À giờ quay bữa cho Jenny Ngô. À, 28 hết hả? Vậy chị Hà Lê không có rồi.
Rồi ba mua cho chị Trang Nguyễn luôn. Ngày mai 28 em mới là chị Thảo Ngọc quên hóc sạch hàng. Ngày mai Thảo lên cho. Tại vì ngày mai nỉ nó về nhiều mấy chị. Ngày mai nỉ về nhiều. Bây giờ em Thảo còn khoảng tầm 10 cái là hàng có dây kéo dành phân to, cả nam nữ đều mặc được luôn. 28 rồi. Hà Lê có cái đang mặc đi. 28 Hà Lê có hả? Rồi ok. Rồi 30. Ok cho em lên cái sơ mi này luôn cho mấy chị nha. Mấy chị nhìn chất liệu giống Thảo nghe. Em bán có 79 ngàn thôi. Dài tay là 89 à. Nhìn chất à. Rồi lên giùm em mã sơ mi nha. 159 cho anh Trâm già. Sửa tấm hàng cho Đinh Nhật Phạm. Ok chị. 29 còn không? Còn. Ok cho Kiều Trang nha. Trâm già sửa, xâm già sửa giá giùm ta luôn. Size 32 ghi quần đen 32 là được rồi. Ở nhà mặc size gì mua size đó giùm em đi chị Nguyễn Nguyễn ơi. 55, 57, 58 ký giùm em nha. Rồi sơ mi cho chị Dương Dương Thùy. Đồ gia dụng về nhiều mà giờ không biết bán gì chưa. Về nhiều mà không biết bán gì hết trơn. Nó nhiều đến mức giống như kiểu nó bị loạn á mấy chị. Loạn xạ sần ngầu á thôi bữa khác mua luôn cho mấy chị nha. Bữa khác là bán cho mấy chị luôn. Sơ mi của Thảo mặc nó còn hai màu nha mấy chị. Nó có màu đỏ và màu xanh nữa. Rồi mấy chị nó có cả màu đỏ với màu xanh giúp em Thảo luôn. Nha nên em lấy màu nào comment màu đó giúp em. Nha xanh và đỏ. Rồi chị gái bùi ok. Quần 30 là cho chị Út Hồng mua cây chị nha. Cái bùi vào buổi sơ mi cho chị Thị Ngô nè. Ok chị, 29 còn hàng không? Còn. Rồi cho chị Hân Thi một cái luôn. Ok chị, sơ mi là cho Trúc Phương một cái luôn nè. Rồi Trúc Phương cái sơ mi. Chị Xanh Nguyễn cái sơ mi 79 luôn. Ok chị. Em mặc trực tiếp trên người nha mấy chị nha. Thảo là mặc trực tiếp trên người. Khác phía sau là của nữ chị. Nam em chưa có like kịp luôn á. Nam nhiều hàng quá. Mấy bữa nay hàng Tết nó về nhiều quá, nó giặt quá. Quần 29 là cho chị Chi Ngô. Chi Ngô Thi. Sơ mi cho là Dung Ca Trần. Ok chị. Rồi em mặc 28 thôi. Em 28, 29 thì tính tới hả. Quần rin thì đôi khi còn 29, 29. Lâu lâu quần kaki mà giãn như thế này là 28 là mặc ok hết à. Thế khi nào em bị tăng size lắm mấy chị. Chứ sao em bị tăng size không? Thịt em nó mì mèo à. Rồi cho chị Út Diễm ok chị luôn nha. Vậy em còn màu xanh với màu đỏ thôi. Bộ 145 xíu Thảo sẽ mặc màu xanh cho coi. Anh Bi em hết rồi, tí nữa em lên trên giấy. Xong này đi để pha nó soạn kịp trên giấy nó lên luôn cho. Áo sơ mi, ủa sơ mi giống còn cáo quá vậy. Không, cái này tay dài. Rồi có cái tay dài nè mấy chị. Rồi mấy chị có cái tay dài nữa nè. Còn cái tay dài 89 ngàn, duy nhất có cái thôi. Em bán từ size 28 cho tới size 32. Lấy size nào comment size đó em cảm ơn ạ. Mấy chị ơi, mấy chị à. Mấy chị ơi, mấy chị à. Tay dài 89 ngàn nha mấy chị. Đồ nam nó dưới shop chứ nó đâu có ở đây đâu. Để em thêm mấy cái kiểu áo cho mấy chị. Áo kiểu nằm ở trước nhà em rồi xíu nữa mấy. Em có mấy cái này để em sale cho mấy chị tới nha. Sơ mi đỏ. Sơ mi đỏ 79 cho chị Dung Nguyễn nè. Ok sơ mi đỏ nha. Rồi tay dài là cho chị Thu Chuyên. Rồi tay dài là chị Thu Chuyên ok chị. Còn mấy cái áo lẻ này để em lên tới nha. Nó lẻ loi bơ dơ. Cáo đen hồi bữa này nè. Có xuống shop lấy về chưa? Sơ mi dài Thu Chiên có rồi phải không? Rồi. Thu Chiên có rồi. Hôm nay có giao file về. Mà thấy hôm nay buồn buồn không muốn lên giao file. Rồi sơ mi đỏ còn cái nào không? Hết rồi. Có sơ mi đỏ rồi. Còn sơ mi dài thôi. Còn sơ mi xanh á. À cái này hồi bữa là 99 ngàn không? Giờ bán 79 ngàn vì là hàng bơm. À sơ mi 89 giờ cho chị Timmy. Timmy cho xin số điện thoại. Chị mua hàng phải cho số. Dù là khách quen mà chị đổi Facebook. Chị đổi Facebook không ai biết chị là ai nên cho em xin số nha. Rồi sơ mi tay dài còn cái đúng không? Rồi chị kích cho Dương mua cho chị nha. Bánh á, để ăn đi. 79 ngàn. 79 cái cho chị Nhiên An nè ok. Rồi đưa nguyên cái dàn áo nó đem bán luôn. Rồi kích cho Dương nè. Còn cái này còn 3, còn 2 cái. Em bán luôn 75 ngàn cho hết hàng nha. Mấy chị em bán luôn cho mấy chị 75 ngàn. 60kg thoải mái hai cái nè. Hàng 99 hồi bữa nè. Bán 75 giùm em. Có tắm á chị Thị Trâm. Đang có người chốt rồi. Đang có người chốt rồi chị. Còn có một cái thôi. Cái nào chốt rồi dán phiếu để dục qua kia mai tụi nó ship. Tôi không biết mẫu nào để nhận người ta luôn á. Đang bấm nè. Rồi đang em hết rồi. Em không hết có một cái thôi. Cái này em có hai màu nè mấy chị. Cái màu này em có hai màu nè. Cái này mấy chị có thể thắt nơ vô cũng được. Mà bộ cũng 99 ngàn. Giờ áo trắng bán 75 ngàn luôn nha.
76 đi, chị Trần Ngân 75, chị Phạm Quy 75. Ok chị Nhi Ti. Chị không cho số mấy bạn không biết mấy chị là ai đâu. Quần size 28 em hết hàng rồi ạ. Rồi nè, áo nỉ dành cho người phân to nè mấy chị. Áo 75 là cái này nè, là cái đang mặc màu trắng cho Lý Già. Màu trắng còn hàng không? Rồi cho chị Hoa Xuân nè, bóp mấy cái áo vô, bé mấy cái xíu vô cái áo gì đây. Rồi quần em còn đơn to thôi mấy chị ơi. Nè cái này được hai cái, cái này cho cả nam và nữ mặc được luôn nha mấy chị. Nghe kỹ giùm em nghe, nam và nữ mặc luôn. Nam nữ mặc được, nhưng mà thường những cái loại nỉ này á, nó dành chuyên cho dạng giống như là kiểu như mấy bạn hơi trẻ một tí xíu, mấy chị hơi trẻ tí xíu sẽ thích nhận nỉ này hơn. Tại nó có 95.000 một cái thôi mà, cái rộng 99.000 một cái thôi mà. Em gắn cái khóa này vô giùm cái. Xong cái này để em lên quần khác cho mấy chị nha. Em có lô quần kia mà dành cho người size đại. Số 8 là 159.000 mấy chị. Số 8 hàng 900g. 900g tính ra 1kg cờ lô. Tắm biết chừng nào mới hết mấy bà. Nhưng mà mấy chị nhận hàng về mấy chị tắm xong á, mấy chị nhớ quảng cáo giùm em nha. Sữa tắm nguồn hàng, em đảm bảo cho mấy chị nguồn hàng rồi nha. Rồi cái hồng này em được hai cái là hồng 95. Cái lộn 99. Chị Phạm Quy một cái nha. À, bán hộ kệ có 69 ngàn à. Nỉ nha mấy chị. Nỉ thì nó ấm. Mà nỉ mà nhập tùm lum về nó xù ra là thôi luôn. Teburi. Bởi vậy nỉ nhập rất là kỹ. Cái lô này tại sao mấy chị thấy em thảo ít á, là tại vì em nhập mẫu về á. Không ok đem nó có nhập nữa thì ngày mai sẽ có. Cơ mi xanh 79 cho chị Nhân Nguyễn luôn. Áo khoác cho chị Nguyễn Phương luôn. Rồi áo khoác còn như thế nào vậy? Được. Rồi cho chị Quỳnh Ba là thiếu á, không có vô đâu. Nhận như Quỳnh Ba là nhận vô rồi đó. Rồi còn cái này lên giùm em mã nu luôn mấy chị. Em mặc sơ sơ cho mấy chị coi thôi nha. Em hết trơn rồi, em hết trơn rồi. Không, cái này mấy chị lên giùm em mã nu. Hồng còn nè mấy chị. Hồng em lấy màu đậm đậm hơn cho chị xíu nha, chị Thấm Trần. Nè lấy màu đậm đậm hồng được cũng được nè. Rồi mấy chị lên cho Thảo màu nu giùm Thảo luôn đi. Rồi nu em chết cho chị Ngọc Ánh. Nè mấy chị em làm vội vội vàng vàng mà mấy chị nên là cứ. Rồi xong chưa? Xong giá gì? Phát hồng, phát hồng hết rồi. Giờ còn nu thôi. Hủ khô gà cho muội muội nè. Muội muội bữa đổi số điện thoại mà sao vẫn nằm trong danh sách đỏ là sao đây? Rồi nu là cho Mỹ Tâm nè. Đấy cái xanh là sao mấy chị ơi, mua cái nào comment mã giúp Thảo nghe, nu cho Mỹ Tâm. Xanh lá cho Thảo Phương, comment mã giùm em. Rồi còn cái này ghi giùm em là hồng đậm. Em đọc tên là có mà không đọc là không có nghe mấy chị nghe, không nhớ không nổi. Tại biết sao không mấy chị? Em lúc em like em phân tâm rất là nhiều, em còn phải ngồi đó em đọc bình luận á mấy chị, thông cảm với em nha. Em còn phải coi đơn hàng của khách hàng nữa đó. Rồi chị Bùi Trải nè, ok. Có những cái mà ở dưới kho họ làm không đúng thì em như đây phải sửa nữa mấy chị, nó hơi lâu mấy chị. Anh em không nhớ nổi, lên giùm em. Màu hồng đậm nha. Ok chị Hân Nguyễn nè. Và em vừa thử đồ mà còn phải đọc bình luận á, nó bị phân tâm em rất là nhiều. Em nhớ không hết mấy chị, lên giùm em hồng đậm. Nên mấy chị cũng có thắc mắc gì mai mấy chị gọi cho em cho nó lẹ nha. Tao trả lời không nổi mấy chị. Rồi lên tím giùm em, tại lúc like em nhớ giá rồi. Mặt mẫu mấy chị thấy không, tay chân nó lọng cọng hết trơn à. Có mình em thôi mấy chị, thông cảm nha. Rồi lên vàng. Xanh em hết rồi, còn hồng đậm với tím thôi. Trời ơi, cái dãy nỉ nè. Rồi lên vàng giúp em luôn nha. Mấy chị mỗi lần kéo dây kéo không bình tĩnh, kéo nhanh á, nó đâu có đi đâu mấy chị. Nó kẹt kẹt lại, bởi vì người ta kéo không sao mà em kéo là bị là vậy đó. Rồi còn phải nhớ trong đầu là like cái gì để kêu người ta chuẩn bị nữa. Em mong cảm nha, đừng hỏi em trên like cái những cái vấn đề mà ví dụ hàng của chị có cái gì em ơi này kia nọ á, mà bỏ qua giúp em hảo nha. Mấy chị ơi, hồng đậm là cho chị Châu Cẩm Tú. Rồi màu tím với màu vàng giúp em luôn. Khăn toàn chị ơi, phát vàng cho chị Nguyễn Phương nè. Muốn gì chắc cái đó nha mấy chị, đừng có xả nha, xả em bị rối á. Ủa giải đẹp quá. Vàng em hết trơn rồi, ngày mai em Thảo về nhiều á, lên giùm em Thảo đỏ đô luôn. Mai Thảo về rất là nhiều, là tại vì đơn này chỉ là hàng mẫu của Thảo đặt thôi. Vàng hết rồi Lý, còn tím nè. Em còn màu hồng nhạt nè mấy chị.
Em bảo con không nhạt lắm nha. Không nhạt với lại chở đô nè, xanh đen. À có màu đen nữa nè mấy chị. Màu đen mua cho mấy đứa con tay nè. Nè bịch này giữ lại nè, giữ đi nhét vô cái đó. Chở đô là cho chị trầm nhiệm nha. Chuẩn bị quần xong chưa? Rồi lên giùm em là đen giùm em nha. Bình giữ gì khảo hóa rồi. Có cả xanh đen nữa. Chở đô là cho chị Xuân Nguyễn luôn. Chở đô chị Xuân Nguyễn nè. Rồi cái đó là đen đúng không? Rồi xanh đen, đen được 3 cái. Rồi đen em chốt cho chị Trần Bảo nè. Đen em chốt cho chị Nhân Nguyễn với đen em chốt cho chị Thí Lam. Rồi còn cái này lên dùm em mã xanh đen dùm hỏi luôn. Có một cái xanh đen thôi nha mấy chị. Chị nhất một cái xanh đen. Đỏ đô em hết rồi chị Phạm Huy. Còn xanh đen thôi. Rồi trả cái quần nghiêng. Đây em hết rồi mấy chị. Không còn mẫu nào hai mươi mấy hả? Mẫu nào có 29-30 á? Còn 26-27 luôn hả? Không còn size khác luôn hả? Rồi vậy thôi lên đó để sale đi. Hàng size nhỏ đến sale luôn đi. À xanh đen là cho chị Hiền Hiền. Ok chị. Tự nhiên mình bị hộp không khí đúng không mấy chị? Mất vui đúng không? Cảm ơn em đi. Nhớ nhiều việc quá. Riết em cũng bị ba trợn rồi. Phải chi like mà ổng tương tác với mấy chị. Ổng có nói chuyện với mấy chị á. Thì nó dễ lắm mấy chị ơi. À, thuộc bài vô rồi nói thôi chứ đâu có cái gì đẹp ơi là đẹp này kia là xong rồi đúng không? Còn cái này phải ngồi đó suy nghĩ rồi coi ngày mưa về cái gì trả lời cho mấy chị đó. Mấy chị khỏi ngóng, mấy chị khỏi đợi. Em có bộ này quần dài nhưng mà phơm nó hơi bé nên em chấp nhận sale nha. 57-58 kg thôi, hàng trăm nay của ảo á. Tại giờ nó bé như thế này em bán mấy chị 89 ngàn đi nha. Con cái 29 hả? Ồ không có hàng, cái riêng nó đẹp nè mấy bà. Ồ tặng nó là nó bơm mấy chị, cái nhỏ này tính nó kỳ. À nè 80 mấy ngàn, 89 ngàn xả luôn nha. Mấy cái bộ nhỏ này em đem ra bán rẻ tí. Với lại cái bộ màu nu nè, em bán 89 bộ nu luôn nha. Nè mấy chị hàng nguyên tay luôn á. Rồi nu rồi cho Trinh Phương. Bộ này qua vàng đi. Bộ này qua vàng với Thảo luôn nha. Rồi qua vàng giùm em. Sao không? Ông hả? Ông không có nhớ được mà. Ông nhớ được hàng. Ông đâu có biết hàng gì đâu. Rồi đưa ông đọc bình luận. Đọc tầm bậy tầm bạ. Ông trả lời khách tùm lum hết trơn à. Chụp miệng kịp. Rồi chị Giang Thao. Ok chị nè. Vàng cho Trinh Phương nè. Rồi có đen luôn nè Trinh Phương ơi. Xeo 89 luôn nha mấy chị. Có đen có trắng luôn mấy chị. Và có thổ cẩm luôn nha. Đen trắng với thổ cẩm với tem. Thêm nu cho Trinh Phương. Và thêm cái màu đang mặc á. À, nửa ký tôm khô. Nửa ký tôm khô em không hứa nha. Để em nói chị Như chị gửi qua. Và vàng cho chị Phương Phí nè. Rồi bộ cho chị Hoàng Sang nè. Là bộ này luôn. Ok chị Hoàng Sang. Rồi đen em chốt cho chị Trinh Phương. Rồi để mặc đen cho mấy chị coi nha. Đã 89 ngàn. Xong rồi em Thảo sẽ lên quần cho mấy chị. Mai nó về nhiều quần lắm luôn á mấy chị. À, thổ cẩm chốt cho chị Du Huyền luôn. Rồi vàng còn bộ em chốt cho chị Bích Liên. Nó phát trên tường 200. Rồi cái này là đen nha mấy chị. Đen. Cái gì? Dạ chị Thu. Mấy chị ngậm đi. Gỡ kinh mở hàng ra làm mệt. Ngậm. Nó chơi chứ một là em tặng mấy chị. Hai là em cũng cho mấy chị cảm nhận được rồi cái hàng nó như thế nào mà sao shop lại nhỉnh giá hơn cái nào em bán. Em biết em bán cao là bắt đầu em phải chứng minh được cho mấy chị cái nguồn hàng, cái chất lượng hàng như thế nào để em ra được cái giá đó. Nhiều khi là bán nó rất là ngại mấy chị. Đang cho chị Thùy Dương nè, Nguyễn Thùy Dương. Ok chị đen nha, có màu trắng thôi mấy chị. Bộ này 120 lận á, hàng nguyên cây luôn mà mấy chị. Hàng nguyên cây của Thảo luôn mà. Cái gì? Bớt khúc coi là cái gì? Chân bà miên man chứ quỷ ghê không? Thảo được cái chân dài mà lưng nó ngắn nên em mặc đồ không có được. Thiệt sự là nếu mà chân người em đều đều lên mặc đồ cũng được. Nhưng mà tại vì em Thảo mặc cái kiểu như là chân em dài mà lưng cục cứ thành ra cái chỗ này thử đồ mặc nó không có ra đồ đẹp. Rồi mấy chị lên giùm em Thảo bộ trắng luôn nha. Em còn trắng với đen à, có màu đỏ nữa nè. Màu vàng màu nu em Thảo hết rồi. Có màu đỏ nó đi. À vậy cho đẹp đúng không? Thảo không có được cái người cân đối mấy chị ơi. Rồi chị Trinh Phương là màu trắng luôn nè. Ok. Em có màu đỏ cho mấy chị luôn nè mấy chị. Rồi còn cái này là đỏ nè. Đỏ viền nu quá mấy chị. Trắng là cho chị gái Bùi luôn. Rồi mặc đỏ lên cho mấy chị coi nha. Xong em sẽ lên bộ màu xanh 145 đẹp lắm luôn á.
cái gì được cái chân ngắn mà cái này ý là nó cân đối bà nội ơi, còn cái này nó bị lệch tà rồi, cái chân nó dài toàn lòn à, bà ngữ ngóng ngủng mà chị ơi. Nếu mà Thảo mà lưng Thảo dài chắc Thảo cũng được 1m62 lắm chị, tại lưng em ngắn quá, lưng ngắn thành ra cái bụng mình nó bự, cái khúc trên nó bự, với lại cái bả vai Thảo cũng to lắm, ráng ra cho chị tươi lê luôn, bả vai Thảo lớn đó chị. Em còn vàng tươi nè, đằng này mặt trắng da vô cùng luôn á. Rồi mấy chị lên lại mã vàng với Thảo nha, em mẫu hết trắng còn đỏ với đen. Hôm qua em đắp đi tảo nên da em giờ còn mượt lắm, mặc đồ lên xuống. Rồi cái này lên giùm Thảo vàng luôn nha, vàng em được 4-5 bộ gì á. Vàng được 4-5 bộ gì đây, 1-2 rồi vàng em được 5 bộ, lên vàng lại giùm em. Đỏ chị Lý Trần, màu đỏ cảnh nè, đỏ 2 bộ chị Ngọc Bích luôn. Em không nói sao biết, vi tảo với áo ngực còn không bà, đơn vi tảo lắm. Chị hỏi đơn mình cứ inbox giùm em chị ơi, đơn già đặc biệt. cà phê 25 tuổi là còn cái gì. Rồi cho chị Quỳnh Xuân Hương, ok chị nha. Dáng này mà mặc áo dài đẹp không đẹp chị, em bị to khúc trên nè, em bị to khúc eo á, to khúc eo với lại to bả vai, đâu đẹp đâu. Mặc cái chân thì được, mà lên con ngự nó ra bộ đồ không chị ơi, lên tím giúp em. Bộ đỏ là cho chị Dung Ca Trần, mấy chị không ghi mã mai mốt tụi em tiền 120 đáng chịu nè. Ca Trần không có đỏ nha, không có phân bì nha. Đây nè em lên bộ siêu phẩm cho mấy chị, trời ơi bữa trước hên không lấy, mấy chị hên không lấy nghiêm, lấy nghiêm tới 190-200 gì đó, về bán thôi, về bán ra 230. Bộ vàng còn đủ 2 bộ không? Rồi vàng bộ vàng nha. Em chốt cho chị Ngọc Bích nè. Em lên bộ này, bộ này trước em đi lấy sỉ á mấy chị, để về treo ở shop á, để em thấy chào em trăm mấy á, em cũng lưỡng lự mà sao khôn hồn khôn dí em không lấy mấy chị, giờ teo nè, giá quá trừ rẻ luôn. Mà hàng này á nó có dây kéo nên là thành ra mấy chị 62-63 ký mà mấy chị kéo dây kéo lên để mấy chị mặc. Mà cái áo không mấy chị phối chung với một cái quần khác á, cái quần jean là ra một kiểu rồi. Cái này để dành mặc bớt đi chơi đồ mấy chị lịch sự vô cùng. Hoặc là mang cái giỏ chéo qua một bên nữa. Mà bữa nay giá sale có 145 thôi, mà bữa là tới 200 mấy luôn á. Rồi lên giùm em bộ xanh nha, cái này em có 10 bộ thôi. Mà mấy chị biết không, giải của bà nội này mai nè, mấy chị coi nè, eo ít dù là rộng nha, nè dù là rộng nè mấy chị, nhưng lên mặt lên vẫn xuất hiện eo bình thường luôn. Bởi vì bả mai cái đường phơm nó đẹp, hình như là áo với quần của nhà này em bán rất là nhiều luôn. Rồi lên giùm em riêng giấy thôi, còn 26-27, chị có đặt thì cứ đem manh màu kèm size giúp Thảo nghe. Tím hả, tím 2 bộ chị Ngọc Bích luôn, ok chị. Bộ xanh giùm em 145. Hàng này có hai loại luôn á mấy chị, lúc trước là có một loại nữa là không có dây kéo ở đây thì nó rẻ hơn đường tí mà giải nó lụa, còn cái này là mango luôn. À mấy chị thấy không, hàng này thiết kế mấy chị. Chị Dung Cà Trần ơi, em không nhận đơn nữa đâu, chị ghi mã giúp em Thảo đi nha. Ghi không có sao số à, có sao số rồi nè, cái bộ kia cũng hết rồi, bộ đỏ cũng hết rồi. Rồi đỏ không hết mà cứ ghi màu không à, cái này còn hết hàng luôn mấy chị ơi. Vậy em sale em lấy vốn về nha, em bán cho mấy chị 175 đúng không? Ủa thun giấy của em á mấy chị, giờ em bán mấy chị 159.000 để em lấy vốn về. Em không lấy không được, tại vì không có size 28, 29, 30 để trả khách, buộc lòng em phải lấy thun 26 và 27 để em về em chim hàng vô. Mấy chị hai mấy size khác em thảo hết trơn hết trụi luôn rồi, còn duy nhất một cái 29 của khách vừa bơm, với cái này 26, 27 trên giấy rồi là hết nha. Ai mà mua 26 thiệt sự 27 khách 28 vẫn mặc được, một bởi vì riêng giấy độ co giãn với lại cái độ mướt của giải rất là mạnh, có thể chim được hai size luôn. Rồi ai lấy riêng giấy thả sale nha, em sale 159 kèm size giúp em. 26, 27 nè, 29 có một cái duy nhất cho chị chướng là hết nè. Rồi giờ còn 26, 27 thôi, em khỏi mặc mẫu nha, mẫu này em bán nhiều quá rồi em khỏi mặc mẫu. Bộ em mặc 145 chị. Rồi ghi giùm em size là, ôi nó đẹp kinh khủng khiếp luôn, mà giờ đâu lấy được hàng đâu, hồi bữa không có hàng á mấy chị, em bị chim hàng vô á, chim hàng 26, 27, 28, 29, 30 để lấy được cái size 28, 29, 30 của nó.
27 chị Phúc Phan, 27 chị Na Linh. Rồi 27 cho chị Châu Kim Khánh à. Rồi còn 27 nữa không? Còn. Rồi, để nó kiếm sao đó mấy chị, chịu tồn size luôn á mấy chị. Chứ biết sao giờ còn 2 size phải không? Ừ, chị Lý, không đi mã 159 kèm size, da 42 xương rồng, chị nữ meo 27 luôn. Ừ, lấy hai cái 26 ghi mã giùm Lê Hương Thảo lên màu đó. Giờ Lê Hương ghi giùm mẹo mã của cái màu đó, rồi tí Thảo có lên cái khác cơ. Ờ, cảm ơn Quốc Bảo nè. Lê Hương Thảo chưa nhận đơn nha, lên giá sale, tại vì hàng đó là hàng giá sale. Tôi còn có phát mỹ màu hồng nữa nè. Quần này á, nói thiệt là đang đặt hàng số lượng rất là nhiều mà không biết họ có chịu may không á mấy chị. Rồi rin 26 chị Phạm Hường hai cái là màu đó luôn nha chị ơi, em đang bán màu đó nha chị Phạm Hường. Em còn cái phát hồng nè mấy chị. Ở còn cái phát hồng 99 ngàn nè. Phạm Hường có rồi phải không? Rồi phát hồng 99 các em, chị Lê Hương là không có nha. Lê Hương comment cho mã để Thảo lên đơn cái đi. Rồi xíu có lên màu khác nữa rồi hãy comment nha. Rồi với phát tím giùm Thảo luôn 99 ngàn. Này nghĩ nha, này mặc bao ấm luôn mấy chị, với lại mấy bạn trẻ trẻ giờ thích mặc cái dạng rộng rộng như thế này nè. Để em lên cho mấy chị mấy đun mấy chị mấy cái bộ lẻ luôn, đang phát lẻ luôn. Và mấy cái áo kiểu lẻ ở đây hàng lẻ không phải không, thấy nó ghi kiểu nè, tím 95 ngàn mấy chị. Em còn một cái sơ mi dài tay nữa nè, ở còn cái sơ mi dài tay tính mấy chị 85 ngàn luôn nha. Nên sơ mi giúp em hôm nay chảo nó cũng có về hàng, được cái hàng hai quai với lại cái nồi 250, có về màu đen để trả nợ cho mấy chị như mỡ gặt đi mất rồi. Bây giờ chị nào lấy được hồng 99 cho chị Thanh Kiều ok. Rồi riêng này dài tay 85 giúp em mấy chị, em chấm chấm bài tương tác lên mấy chị, thì có bữa nào mà nó bóp tương tác là buồn lắm luôn á, buồn thật sự. Sơ mi là cho chị Nhi Ti nè, rồi sơ mi cho Nhi Ti nè, em còn tím thôi nha. Lên lấy áo kiểu xe cho mấy chị nha, bữa nhận áo kiểu trung niên 500, nó cao cấp lắm đó chị Chanh, chị bán chỗ đêm các chị nhìn chị biết. Áo kết nè mấy chị, mai Thảo nhập về thêm cái này cho. Rồi tím là cho chị chú nè, mai Thảo nhập về cho thêm hàng này cho mấy chị làm văn phòng nha, để cho mấy chị với lại mấy chị mua sắm tết nữa. Mắt hồng bên mẫu hết trơn rồi nè mấy chị, thấy không tuyệt vời không. Rồi 79 ngàn áo cam với Thảo nha, cam 79 ngàn. Cam 79 ngàn. Sơ mi em hết rồi chị Thanh Lê, quần riêng giấy màu đen size 627 cho chị Lê Hương. Rồi 26 27 em xem 159 luôn. Cái đó mới mà. Rồi Đức Thanh Phạm mới cho nhầm số hoài cho Đức Thanh Phạm. Sửng hắt cho chị Minh Thư, chén em không dám bán với chị, để mai em bán chén cho. Lên giùm em đỏ 79 ngàn, 60 kg. Ở đây nè mấy chị thấy không, coi giãn cực tốt luôn. Để em mở bộ đồ ra em thử mẫu cho mấy chị coi nghe. Bấy lên vàng áo lẻ cho mấy chị. Ủa sao cái phát hồng đó còn vậy, phát hồng đó còn hàng như sao vậy, ở bển đem qua hay sao? Rồi đưa đây bán cái phát hồng nè, chị nào lấy cái phát hồng đi. Xả đơn của chị Nguyễn Phương ra. Áo đỏ là cho chị Trần Ngân, áo cam cho chị Thúy Lan. Đã nói là cái gì mấy chị gọi điện xả đơn, cứ báo xả trên đây giận quá à. Gọi điện xả đơn, còn ai báo xả trên đây Thảo bỏ qua đơn nha. Trời, đơn của chị Phượng, cái áo xả của cái người màu gì á, của khách người ta dành còn ở đây không? Lâu rồi hả? Đổi đôi bao rồi. Cam chị Nguyễn Hoan nè, cam hết rồi chị Hiền ơi. Em còn cái áo nỉ này em chừa lại, em lấy đi mai luôn, về lô khác rồi em lên cho mấy chị nha. Chị Đức Thanh Phạm ơi, chị mua hàng chỉ có cho số size không à mấy chị. À, tụi em xả đơn hết trơn, tội tụi em chị. Rồi đỏ là cho chị Trang Quốc nè, ok, đỏ cho Trang Quốc. Rồi cái này 99 ngàn dùm Hải nghe. Rồi áo hồng 99 ngàn giúp em. Xâm chừa, xâm chưa, lên xanh luôn nha, 79 ngàn. Giờ lên cho mấy chị mấy cái áo lẻ, ngồi đây thử mẫu cho mấy chị nghe. Gia dụng về nhiều à, mà giờ không muốn lên gia dụng. Kiểu giống như là để mai bật mí, để mai bật mí cho mấy chị nha. Rồi áo hồng chốt chị Thanh Hằng. Rồi lên xanh giúp em nha. Áo hồng hết rồi chị gái Xuân Đồng ơi, lên xanh giúp Thảo. Rồi lên trắng, cội nọ cái này nè mấy chị, họ làm rất là chắc luôn á.
Rồi mấy chị lên giùm em màu trắng đi nha. Xanh là cho chị nhé xì châm. Trời ơi trời cái gì vậy? Rồi xanh cho nhé xì châm nè. Em còn trắng hồng. Có một cái màu mạ nữa đẹp lắm. Để cố gắng lên nhiều áo kiểu cho mấy chị để lựa. Chứ mấy bữa nữa là mai em like hàng ấy đó. Mai thợ like hàng đồ bộ mấy chị. Rồi em có màu hồng. Với lại cho em xin cái màu này luôn đi. À, màu màu xanh bơ á mấy chị, màu vàng bơ á nha, cho em xin vàng bơ luôn. Rồi trắng em chốt cho chị Trần Ngân. Rồi còn màu ruốc cái màu vàng bơ với Thảo nha, hoặc là màu hồng cũng được, bo dưới nha mấy chị. Em có cái này đẹp nhưng mà trời ơi. Ủa cái này mẫu khác mấy chị, hàng đắp kéo. Cái kéo một bên ngang. Trắng Thảo hết rồi, đỏ Thảo hết rồi, xanh Thảo cũng hết luôn rồi. Còn bơ với ruốc. Chị Đức Anh Phạm Mai chủ động gọi đi bán lại hai lần rồi, xả hai đơn rồi chị. Áo trung niên có màu hồng là cho chị Hoa Xuân. Rồi vậy là còn màu xanh thôi, em hết màu hồng nha. Kéo với kéo lại với tên nào quá. Được hai cái em mấy chị. 79 hàng đó. Bơ chị nhé xì châm. Coi chất liệu hàng nè trời. 55-56 kg giùm em nha. Lên giùm em đỏ 79 hàng. Giải của nó giống như là hồi xưa á mấy chị, em không biết giải á, em hay kêu nó là von đó mấy chị. Em kêu nó là von á. À nồi hấp em mặn hết rồi. Hôm nay Thảo có về nồi hấp đó mấy chị. Hôm nay Thảo có về nồi hấp á. Rồi lên giùm em vàng luôn nha, 79 ngàn giúp Thảo luôn. Lên vàng 79 ngàn, em về được 2-3 mã nồi hấp mà không biết mấy ông dẹp ở chỗ nào. Sáng giờ lo đóng hàng nên giờ chưa có vô kiểm tra hàng. Rồi lên đen giùm em. Rồi mấy chị ổng có biết đâu, ổng nhét đại vô chứ ổng có biết cái đó là cái gì đâu. Rồi mấy chị lên đen nè ha. Có mẫu này. Có mẫu đồ bộ lẻ nào đó không vậy? Em về nhiều mã lắm nhưng mà hồi sáng này, hồi trưa này em bị chậm đơn hàng nên em ráng đóng hàng, em không có kiểm tra kho bãi á. Nên là em không biết là đang hàng nó đang có cái gì nên giờ em chưa có like cho mấy chị được. Ngày mai Thảo sẽ lên. À, sáng làm vậy sớm em qua em kho em sơ lược một lần coi là hàng về cái gì á, xong em like cho mấy chị nha. Áo hoa được hai cái nè mấy bà ơi, đẹp quá mấy chị. Áo hoa cổ vuông nha, ở phía sau có chung á mấy chị. Lên cho em hoa 79 ngàn luôn nha, đang 79 cho chị Ngọc Hằng Nguyễn là ok. Hấp nhỏ không có chị, ông về cho mấy chị cái gì ta. Nó nhiều quá giờ không nhớ nổi. Cái con dao phai bự lắm đây, chị. Đen 79 là cho chị Nguyễn Bảo nè. Về tới gần 20 mã mới luôn á. Đen 79 cho Hiếu Nguyễn nè. Rồi còn cái đen 79 cuối cùng. Quần 26 cho chị Nhật Trương nè. Đen 79 là mã đầu tiên là của cái này, không chịu bóp vô. Xé dục cái đó đi, không biết mã nào đâu. Hai người đầu tiên là Nguyễn Bảo với em hai này xuống rồi. Rồi mai cho chị Hoa Xuân ok chị. Dục liền cái áo, mấy nguyên cái mã đó để riêng cho tao, tí tao dán cho. Rồi còn cái này ghi giùm em là xám. Mấy chị xanh ngọc đi. Giùm em nha, xanh ngọc có mấy chị em còn phải để ý ở dưới nữa. Nên mấy chị đừng có hỏi em nhiều đơn hàng, để em tập trung em bán cho mấy chị cứ hỏi em đơn hàng miết là ngồi em quạo luôn. À kéo loại xịn cũng về hàng rồi đây nè mấy chị, nhưng mà cái màu này không cần quan trọng đâu, cái màu vàng hay là cái màu trắng của nó không quan trọng nghe, mà quan trọng nhất của nó là cái chất lượng. Còn mấy chị nó y chang như nhau về chất lượng nhưng nó khác, có lúc thì nó sẽ thiết kế cho mình màu vàng, có lúc nó sẽ thiết kế cho mình cái màu bạc này nha mấy chị nghe. Nên là bây giờ mấy chị đừng có ghi cái gì hết, ghi giùm em là kéo loại 1. Đó mấy chị thấy cắt chuẩn không mấy chị? Gọi là số dách luôn á, mà nó bền. Và cái thứ hai cái mạ này nó không bị rỉ. Cái thứ hai nữa cái cầm cái kéo lên nó mấy chị mình cảm giác giống như nó vừa cái tay của mình. Nó không quá cứng mà nó có độ lì của nó chắc tay. Nên kéo loại 1. Còn ví dụ mấy chị mua loại y chang như thế này, nó có loại 56 ngàn, có loại 2. Còn một loại nó còn rẻ hơn nữa nha mấy chị. Hình thức của nó giống nè. Rồi cái loại 1 là cho chị Thúy Lam ok chị nha. Em còn cái xám nè mấy chị. Đây nè, nó về cái con dao này nè. Mấy chị ơi em chú ý không được, em bị rối rồi mấy chị. Em cũng biết sao để em tập trung, bữa nào ở dưới ổng tập trung được, nay ổng làm lộn sàn ngầu lên rồi.
chứ sao không, đơn hàng đang bị chậm, mấy bạn shop em đang vắng hai người nên bà không có làm kịp đơn hàng, anh đóng hàng anh đâu có coi hết được hàng đâu. Ngày mấy chị về cái này nè, mình không dám bán, bây giờ không có tinh thần để quảng cáo, mình không lên được. Rồi để em ra kia em bán cho mấy chị, em ra kia em sẽ sale cho mấy chị cái mớ đồ bộ nghe. Ok, đồ bộ trước đi rồi tính sau nha, em bị rối rối kiểu gì rồi em không giải quyết được rồi. Bị tâm lý mất tiêu rồi mấy chị. Kéo xài đắt lắm, cảm ơn chị Phương Thiện nha. À, kéo loại 1 cho chị Mỹ Hạnh, ok chị nha. Rồi mấy chị cho kéo loại 1 giúp em. Nè, cái áo này có dây kéo, trời ơi. Rồi, thôi lỡ rồi, bán 79 ngàn luôn nha. Lên giùm em đen 79 ngàn giùm em nha mấy chị. Rồi, để em đi sale đồ cho mấy chị nha. Rồi, thả tim mà like đi, em đi kiếm chỗ ấy cho mấy chị nha. Chị Thu Hà luôn, kéo loại 1, ok chị nha. Rồi, mấy chị lên giùm em là đen 79. Nè, có quần ấy rồi nè mấy chị. Đen 79 giúp em Thảo. Màu khác, màu khác. Rồi lên mấy cái sơ mi này luôn nha. Rồi để em đi kiếm đồ, để lấy cho. Để đi kiếm đồ bộ theo cho mấy chị nha. Ui, cái đỏ này còn hàng luôn nè. Cái loại 1 cho chị Hoàng Yên nè. Rồi đen em chốt cho chị Phạm Quy nha. Cái loại 1 em chốt cho chị Nữ Neo, ok chị nha. Xám, em không có cái nào màu xám á, chị Nguyệt Ánh thôi. Mấy chị ghi mã nhớ ghi đúng giúp em Thảo nha. Em nói ở đây nó hơi tối, mấy chị thông cảm nha. Nó hơi hơi ngã màu tí xíu, thông cảm giùm. Tại vì em thoát khỏi cái trong đó là cái hình ảnh nó sẽ bị tối nha mấy chị. Bộ đỏ này em còn được mấy bộ mà có 2-3 màu luôn á. Cái voan lụa của nó mới nhìn kỹ giùm em nha. Nè, nhìn giải nè, đã chưa? 100 mấy ngàn của em á mấy chị. Bán cho mấy chị 85 ngàn. Đủ màu đi, em đỏ 85. Rồi, và xanh 85 giúp em nha mấy chị. Đen 79 này cho chị Thu Hà luôn. Ủa, cái đen đó có người chốt rồi hả? Cái đen này có người chốt rồi hả? Rồi, ok, chị Phạm Thi, vậy là chị Thu Hà luôn không có nha. Ok, chị Hào Phạm kéo loại 1, ok chị nha. Đỏ là cho chị Trần Ngân một bộ, ok chị nè. Rồi, mấy chị lên xanh giúp em Thảo luôn. Để em đi kiếm mấy bộ cho mấy chị coi. Kiếm được mấy bộ lẻ lẻ nằm ở dưới cho coi. Rồi, kéo loại 1 là 75 ngàn. Còn loại 2 của nó là 56 ngàn. Mấy chị muốn mua loại nào tụi em giao đúng loại đó cho mấy chị. Em 79 ngàn hết trơn rồi. Rồi mấy chị lên xanh 85 ngàn dùm Thảo nha. Em kiếm nè, ở đây có cái bộ hàng lẻ nè mấy chị. Đây có bộ hàng lẻ nè. Size số 1. Đỏ 85 cho chị Quỳnh Xuân Hương. Rồi, bộ này là hàng cô Tâm Mịn á. Em còn lẻ bộ, hàng 150. Bán cho mấy chị 95 ngàn bộ xanh này nha. Rồi xanh 95 vớ về được mớ, để tí nữa lai vớ cho. Xanh 95 giúp em. Đây nè, có màu vàng nữa, để lên màu vàng cho mấy chị cái nha. Đỏ 95 cho chị Minh Minh nè, ok chị nha. Rồi đỏ chị Minh Minh, xanh là cho chị Nguyễn Huân. Kéo lại 1 cho chị Hà Sơn. Em 55kg em mặc trực tiếp trên người, mấy chị theo ký của Thảo giùm nha. Đợi xíu nữa đi, em đi kiếm từng mớ, từng loại hàng cho mấy chị cho. Rồi vàng là cho chị Trần Ngân. Và xanh là cho chị Hương, chợ Hương già, quỷ yêu hà. Xanh 85 cho chị Hương nè. Xanh 85 nè. Rồi cho chị Trinh Tuyết hai kéo nha. Xanh là cho chị Tuyết Phạm 85 nè. Rồi còn màu của Thảo mặc là vàng nhưng Thảo nha. Bộ dao nè chị Hương. Rồi xanh cho chị Khánh Chi, cái loại 1 cho chị Thủy Phan, ok chị. Mấy chị ghi mã, mấy chị bỏ cái chữ nhé em giùm em nha mấy chị. Đừng có ghi nhé gì hết trơn á. Nói chuyện thì sao cũng được. Lên mã mấy chị ghi chuẩn giùm em mã là được rồi nha. Rồi vàng em chốt cho chị Hình Xuân Hương, ok chị. Dao này có nên bán không mấy chị? Giờ muốn quảng cáo được, không có bán cho mấy chị được. Rồi chị Nguyễn Hương, ok chị vàng. Em có cái mã tiếp này nè, nhìn trắng da nè. Bộ em mặc 85 ngàn. Xanh 85 cho chị Trần Ngân. Xanh là nó giống như xanh riêu nha mấy chị nha. Cái tựa tựa xanh riêu đó. Vàng cho chị Thu Nga nhé chị đẹp. Nói chuyện thì sao không được, nhưng mà lên đơn với chị ghi như vậy nó sẽ kéo cái đơn hàng nó ra dài lắm. Vàng cho chị Xuyên Hồ. Rồi mấy chị lên giùm em màu này. Mấy chị ghi giùm em màu gì giờ ta? Màu hoa nhí đi ha. Cái hoa nhí thì cho nó khỏi trùng mã mà. Nó cũng giống như màu vàng đó. Rồi ok Hương già. Vàng cho chị Hương già. Lên tiếp nha. Màu này gọi là hoa nhí hay hoa sáng gì cũng được. Xong rồi để em lên áo cho mấy chị. Còn quần hả? Quần trưa mai đi mấy chị. Trưa mai quần nha.
Hôm nay em về tổng cộng gần được 20 mã đồ mấy chị. Mà giờ em Thảo không có tư tưởng nào, không nhớ được mặt hàng nào để quảng cáo luôn. Rồi cho chị Quyên Nguyễn là mẫu hoa nhí là mẫu này nè. Hoa nhí nè, ok. Còn cái kia là vàng nha. Rồi hoa nhí giúp em. Vàng là cho chị Phạm Hiếu Hâm. Mã này nó cũng là vàng, nhưng nó trùng với cái vàng kia. Nên ghi dùm Thảo lại là hoa nhí giùm em. Em Thảo 55kg cao 1m6 nha mấy chị. Em có duy nhất một bộ màu xanh của khách bơm. Duy nhất một bộ màu xanh của khách bơm á mấy chị. Lên dùm em Thảo là xanh nha, có một bộ thôi. Hoa nhí cho chị Thùy Dương, ok chị nè. Rồi nhí chị Thùy Dương cho mấy chị đừng. Ôi có xanh dương nữa mấy chị, nó đờ mờ luôn á. Cái này quá trời màu luôn nè. Có xanh dương nữa nè, xanh da trời á. Sao mẫu đó nằm ở đây rồi đó, đó nữa vậy. Rồi qua nhí Ngô Ngọc Linh, gọi điện hai lần không nghe máy. Xanh cho chị Trần Ngân là có một bộ thôi. Rồi em còn cái này da trời thôi mấy chị nha, em hết xanh rồi. Lên nhìn Thảo da trời đi, hết cái xanh rồi, xanh nó có một bộ một rồi. Hết xanh, hết xanh. Một chai sữa tắm cho chị Hoàng Sang, ok chị nha. Để em đi đâu không thoát được cái điện thoại. Giá trời cho chị Trần Ngân nè. Em phải đọc bình luận nữa. Rồi ai lấy da trời comment da trời giùm em. Để em xuống đây em ngồi ghế này em lấy được. Hoa nhí cho chị Bích Đào. Em không biết cách nào để em vừa đọc bình luận được nữa chị ơi. Rồi. Ủa lộn, hoa nhí là cái kia kìa. Đâu rồi, hoa nhí nó mất tiêu rồi. Ok chị Bích Đào. Khách khoát em nhiều mã lắm. Treo phía sau là 200 ngàn. Tự nhiên em không biết lên cái gì mấy chị. Em đi lấy hàng em không đọc được bình luận mấy chị ơi. Em ngồi chỗ thì em lại không đi lấy hàng được. Giờ sao đây. Xanh cho chị Phạm Hiếu nè. Chị Dương nè. Rồi chị Tomato nè, chị Phương Trúc nè. Rồi còn bộ phút của Phương Trúc không có số mở để đi. Em đứng like như lúc trưa. Cái đường nó nhỏ mà cái điện này nó bự nè. Mà em like em bị phân tâm, em không có đọc được bình luận của mấy chị. Cái em phải bấm đơn nên em không nhớ hết được hàng mấy chị ơi. Không biết like gì luôn á. Để em đi kiếm chỗ nào mà em có thể, nó rộng đến mức mà em có thể. Cái cây like thì nó bự với má ơi mà chê. Tính chỗ nào mà em có thể để được vừa cái cây y quỷ này nè, nó bự lắm á chị à. Biết chừng nào không mới đọc được bình luận để cho ổng không biết mặt hàng để ổng đọc. Ổng đọc mấy chị ổng ngồi ổng bấm sai chất quốc hàng đi nó sai không chịu. Tự nhiên em biết là cái gì luôn mấy chị, em hết nhớ đồ gia dụng về cái gì luôn. Hôm nay em có son dưỡng môi nữa đó mấy chị, em có son dưỡng môi nữa mà em cũng không biết lên sao luôn nè. Em quên hết rồi quảng cáo cho mấy chị rồi nè. Đưa chị cái ghế cái coi. Đưa cho chị cái điện thoại bấm đơn. Đợi em xíu nha. Rồi giờ em like ngang. Thôi kệ đi, em vừa bấm đơn em vừa like cho. Khách tàu xeo hàng nha mấy chị nha. Thấy Thảo mấy chị à, có lên mỹ phẩm không? Không lên mỹ phẩm đâu. À, một kéo loại một cho chị Nguyễn Liên nữa, ok. Chị Phương Trúc cho xin số điện thoại nha chị ơi, mua hàng cho số giùm em. Trời ơi, bắt nay em chưa có thời gian để em lên đâu mấy chị à nha. Để em like mấy cái này cho mấy chị cái đi. Tại vì mấy bạn chưa có biết cách bấm đơn á, nên là Thảo phải nhìn bình luận mấy chị. Thảo lên hồng với em nè. Rối quá mấy chị, chắc em mệt quá mấy chị. Dạ nói chung là bán xong em ngồi em đóng hàng nên rất là đuối mà không đóng không được.
hàng về nhiều quá mà nhớ, cùng một lúc nhớ quá nhiều sản phẩm lúc livestream á, để tâm vô quá nhiều chuyện, vừa phải nhìn màn hình rồi vừa phải nhìn vô đây. Em đang cố gắng để năm sau em sẽ đào tạo được có bạn nào hay không. Thôi em mệt để nói chuyện, em cũng không biết sao em cảm thấy giống như em bị stress quá. Đêm nào cũng nằm nghỉ, không biết giờ làm sao để cho mình nó dễ trơn tru công việc mà không có cái giải pháp nào cả. Mình không thể xoay sở hết được. Thiếu tôi hả? Thiếu bà chọc ghẹo đó. Bây giờ gia dụng thì nó nhiều nhưng mà nó kiểu giống như là cái miệng mình nó dày nè, nó bị cứng cứng á. Mà không biết quảng cáo kiểu gì cho mấy chị luôn á. Chưa cao à, buồn á hả? Rồi tặng cho mấy chị cái khoác này 120 cái đi ha mấy chị ha. Rồi Jenny Ngô đổi nè. Jenny Ngô khoác hồng 120 nè. Ok. Rồi mấy chị ơi, nè nó dời hàng khiếp khiếp như thế này nè mấy chị ơi. Nè mấy chị, ôi nó về hàng khiếp đảm cái hàng hồi bữa mấy chị ơi, giành giật. Em nói mấy chị nghe nè, cái lô này nó phải nằm trong cái lô siêu phẩm á mấy chị. Thật sự là nó phải nằm trong lô siêu phẩm mới được luôn á. Cái khoác nhung này nè, em không biết phải diễn tả cho mấy chị như thế nào. Giá chỉ có 135.000 thôi. Mà hôm nay nó về đáng lẽ là Thảo phải làm cho nó một cái like riêng đặc biệt cho nó luôn á mấy chị. Mà không thể làm được đây. Em bị rối trong cái khâu đặt bình luận nè. Mấy chị khoác của em Thảo cái này hồi bữa mà mấy chị nhớ em cái đợt mà em đặt thêm mấy trăm mà không có hàng cho mấy chị không. Hôm nay được về. Mà đặc biệt là hôm nay còn đã hơn hồi bữa nữa mấy chị. Hôm nay còn đã hơn. Màu nó tươi hơn tí xíu nữa. Nó có hai mẫu nha. Hai size, một size số 2, một size số 4. Mấy chị đừng có quan tâm đó là nó là size nào. Mấy chị ghi giùm em là đỏ nhỏ và đỏ lớn. Cái này đỏ nhỏ của nó bao nhiêu ký mà cũng được, 60 ký mà cũng được, đỏ lớn 65 thậm chí 70 ký mà cũng được luôn. Tùy do mấy chị thích mặc rộng chật thôi nha. Và cái hàng này mấy chị biết không, ăn đông ra giá xỉ 200 mấy chục ngàn. Hồi bữa em hụt luôn này em buồn lắm luôn, bữa nay nó mới về đó mấy chị ơi. À tôi 5 cái lần trước hả, bà 5 cái nhanh. Rồi mấy chị lên giùm em đỏ nhỏ và đỏ lớn giá có 135 thôi. So với giá ở bên ngoài chợ sỉ thì nó rất là rẻ luôn. Chị Trinh Quỳnh là đỏ nhỏ nè, ok chị nha. Đỏ nhỏ với đỏ lớn với tem, ủa cái đó số mấy rồi? Đỏ nhỏ cho chị Phương Linh, ok chị nha. Để em đi kiếm cho mấy chị. Để em lấy số cho mấy chị. Số 2 là đỏ nhỏ và số 4 là đỏ lớn. Nó ghi hai số thôi mấy chị. Đỏ nhỏ cho chị Hà Thi nè, chất của nó đã vô cùng. Ôi, hồi bữa em thuộc hàng này em buồn dễ sợ. Ok, em chết với chị Ngọc Thiền nha. Rồi, chị ghi đỏ lớn, đỏ nhỏ giúp em. Đỏ lớn cho Trâm già. Rồi, đỏ nhỏ, đỏ lớn giúp em nha. Ngọc Thiền có rồi, chị Trâm mà bữa mua cũng mua được cái đúng không chị Trâm? Đỏ nhỏ và đỏ lớn mấy chị. Mấy chị cứ ghi đỏ đỏ vậy, đỏ không có lên đơn được. Bởi vì nó có hai file nha. Em đang kiếm chỗ nào em để cái điện thoại của em mấy chị để em đọc được bình luận của mấy chị đây. Đỏ nhỏ cho chị Hà Thanh Trà Châu, ok chị. Đỏ lớn cho chị Hiền Hủ Xanh Mặt Ong 480 nè chị. Đỏ nhỏ chị Thị nè. Đỏ nhỏ cho chị Trang Nguyễn nè, ok chị. Nó về hàng vậy mà like cũng được quạo lắm mấy chị ơi, thiệt sự. Đỏ lớn cho chị Cẩm Tú luôn. Đỏ lớn cho chị Trận Nghiệm nè, tôi lên người đó. Đỏ lớn cho chị Tiền Đức nè, ok chị. Đỏ lớn cho Minh Minh, đỏ nhỏ chị Lý Lam, ok. Trời ơi, chị sợ. Nó tức đó, like không được, nó tức đó mấy chị. Rồi chị Hạo Nam, chị Hạo Phạm là đỏ nhỏ. Đỏ lớn cho chị Thúy Trần, đỏ nhỏ Thu Hà Lương, đỏ nhỏ Kiều Trang. Đỏ nhỏ Trang Nguyễn, đỏ lớn chị Nga Nguyễn, đỏ lớn chị Xuân Nguyễn. Đỏ lớn chị Thúy Phạm Thủy luôn. Đi được hàng hết rồi mấy chị. Đỏ nhỏ cho chị Tân Duy, đỏ nhỏ chị Nguyệt Anh. Đỏ lớn cho chị Hoàng Anh. Con nhỏ không? Giá chỉ có 135.000, bằng nửa giá bỏ sỉ của hàng ăn đông thôi. Đỏ lớn cho chị Ngọc Linh, ok chị. Vậy đó mới tức mà mấy chị nhìn thôi, khỏi nhìn nữa. Hỏi cái người mà đã nhận được cái lô này trước đó của em á. Mà cái lô đó mấy chị em tức cái đó. Kiểu em xuống kho trễ quá, em đâu có biết được chất mặt lên người cái. Trời ơi, điện thoại lên liền mà chị, còn lô đó không chị? Em đóng hết trơn rồi em ơi, buồn dễ sợ. Đỏ nhỏ, đỏ lớn hai cái chị Hạ Sơn cho em xin số ạ, chảo chị Hoàng Anh. Đỏ nhỏ nhận tạm nha chị Bùi Liễu ơi. Đỏ nhỏ mất rồi. Đỏ lớn chị Ngọc Linh, Ngọc Linh giống hai cái quá nè. Ngọc Linh hai cái đỏ lớn rồi. Hủ xanh cho chị Ánh Quỳnh, ok chị. Chị Ánh Quỳnh mua về tặng hả chị? Hết đỏ rồi. Đỏ lớn của chị kia comment hai cái kìa. Mệt ghê mấy chị. Rồi em đã không có thời gian mấy chị ơi, thương em comment đúng mãi giùm em một cái nha. Mấy chị ơi nghĩ sao nó có 135. Đỏ nhỏ em Thảo hết trơn luôn rồi.
em về con Dưỡng Môi rồi mà em không có bán được, em giờ em cũng hết nhớ giá cho nó luôn rồi mấy chị. Rồi bây giờ em Thảo sẽ lên thêm một màu đó mấy chị lựa nha. Thảo thêm một màu, còn màu nữa nó đâu rồi? Màu cam thì đưa cái số 2 đi. Chị Nguyễn Hậu ơi, em Thảo hết rồi. Giờ em Thảo mới mặc hơn cái số này cho mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, thiệt sự nó cực kỳ đã luôn á. Mà cái giá này nó hời lắm mấy chị. Túi trong túi ngoài, hàng ăn đông mà. Tập tên là có mà. Đỏ nhỏ hả? Hết rồi. Ở nhỏ em hết trơn rồi, để em tí em mặc cái đỏ lớn cho mấy chị nào 60kg thử coi mà mặc vô không nghe. Đỏ nhỏ em hết sạch luôn rồi mấy chị. Lên giùm em cam. Hàng này á nó sang. Mới đầu nghĩ nè, trời ơi chị sao cái màu nhung này em thích, em thấy nó sao sao á. Xong suy nghĩ qua suy nghĩ lại nó thôi lấy cho em chút cam. Bà về gỡ ra liền bất ngờ liền mấy chị nha. Lên cam kèm size giùm em luôn. Cam em cũng có hai size, đỏ nhỏ và đỏ lớn cho em Thảo. Em 55kg em đang mặc nhỏ. Đỏ lớn tí em cho xin có điện thoại. Đúng rồi chị Ánh Quỳnh, mấy cái hàng đó tặng Tết có ý nghĩa vô cùng luôn. Cam kèm size giùm Thảo luôn, lớn 65-70kg Thảo cũng dám bao cho mấy chị. Tại vì nó có độ co giãn của nó nữa. Cam nhỏ cho Lan Thi. Cơm trái 55.000. Còn cơm trái trà bông thì nó rẻ hơn 20.000, bởi vì nó làm một miếng chứ nó không làm hai miếng giống hồi bữa mấy chị nha. Hồi bữa là nó hai miếng, nó là 40 mấy ngàn, bây giờ là một miếng là 20.000 giúp em Thảo nha. Bà này có đá làm dây kéo xịn hơn. Hai anh em á, hai anh em cùng một nhà làm luôn á chị Bích Ngọc. Rồi cam nhỏ chị Bùi Liễu luôn, đang mặc cam nhỏ đó chị. Cam nhỏ đó chị Tâm Võ, ok chị nha. Mặt này mặt trắng da nữa mấy chị, mướt ở trong á, da của nó ở trong xuống mấy chị. Ở trong đương nhiên là hai túi cho mấy chị đầy đủ, không thiếu thứ gì nha mấy chị nha. Không thiếu cái gì hết trơn, quan trọng chỉ thiếu một thứ thôi là không có còn nhiều size cho mấy chị. Bích Ngọc cam nhỏ nè. Rồi Xuân Hấp là cho chị Phương Linh. Ok chị nha. Xuân Hấp chị Phương Linh, thôi đưa đại đi, tao bấm đại đi chứ giờ không có, con không có cầm điện thoại được. Cam nhỏ chị Tiền Mai, ok chị nha. Cam nhỏ là cho chị Nguyễn Loan, ok chị luôn. Thông cảm nha mấy chị. Rồi em phải suy nghĩ tối nay mà mắt đã đêm nữa, để làm sao mà đọc được bình luận của mấy chị đây. Còn cơm trái trà bông cho chị Đạt, ok chị nha. Rồi kẹo xăm 59.000 thôi, mấy chị có thấy cái mà Thảo đưa cho mấy chị ăn thử không? Cái mà em đưa cho mấy chị ăn thử cũng thật ra là cái mà em bán thôi, chứ không phải em đưa ăn thử được giao nẻo luôn nghe. Bộ này em còn hai bộ, còn có một bộ thôi, em sale mấy chị 85 nha. Cam nhỏ đừng ghi chữ gộp nha mấy chị, em cảm ơn mấy chị. Lên đơn của Thảo không có ghi chữ gộp, mấy chị cứ ghi đơn cho em mã bình thường cho Thảo, trong line nó sẽ tự gộp nha. Rồi Trang Nguyễn là cam nhỏ nè, ok chị nha. Rồi mấy chị lên giùm em bộ này, hàng có một bộ thôi, sale 75.000 nha. Cam lớn là cho Bảo Nhi nè, Lâm Bảo Nhi bỏ đơn riêng ra không có số điện thoại. Rồi 4 bịch kẹo cho chị Bùi Liễu, ok chị. Hà Sơn, Hà Sơn bên Thảo không cho kiểm hàng nha chị Hà Sơn nha. Rồi chị Hồng Phượng là cam nhỏ, chị Út Hồng là cam nhỏ luôn, ok chị. Cam nhỏ là cho Từ Ngọc Trang, có một tím nữa đó mới là cam lớn. Lâm Bảo Nhi cho xin số điện thoại thôi chị. Bộ 75 là cho chị Hồng Trúc, ok chị nha. Cơm trái trà bông cho chị Đinh Nhật Phạm, ok chị nha. Mấy cái bộ này em hết hàng rồi nên em sale cho mấy chị nha. Kẹo xăm 2 bịch là cho chị Bích Ngọc, ok chị. Kẹo xăm á, lúc em đóng hàng cho mấy chị á là em xé cái bọc em bán ra em đưa cho mấy chị đó. Chị Quỳnh Như hũ cơm trái 2 bịch cơm cho chị Nguyễn Hô, ok chị luôn. Rồi mấy chị 79.000 giùm em nha, được 2 bộ riêng. Mấy bộ này em còn lẻ lẻ vài bộ để em bán hết cho. Rồi cho chị Thí Phạm Thủy, ok chị nè. 79.000 à mấy chị ơi. Cái gì nhung nữa đi, lạ lạ mua. Kẹo xăm cho chị Hưng Phú, ok chị. Chưa biết bịch kẹo xăm sao mà dám mua ta. Kiện cái gì, kiện cái gì. Rồi con này một bộ nâu mấy chị nghe. Lên giùm em Thảo là bộ nâu giùm em. Rồi em chốt 79.000 luôn nha, không tặng kẹo nữa chứ. Rồi 79.000 là cho sushi Shin Su nè. Rồi riêu 79.000 để tột lên xám Thảo luôn. Mấy chị lên giùm em xin cái mã hàng nha. Đừng ghi bộ nữa, ghi màu giùm em đi mấy chị ơi. Ghi màu giùm Thảo một cái nghe mấy chị. Chị Lâm Bảo Nhi mình có chắc chắn mua hàng giùm em không? Rồi nâu là cho chị Quỳnh Xuân Hương nè, chắc chắn mua hàng cho số rồi, em cảm ơn. Xanh là cho chị Út Hồng một bộ nè, ok. Ăn hết thương thiên ngon. Con trái trà bông cho chị Quỳnh Như nè, ok chị nghe. Con có mấy chị biết sao không? Tại vì riêng á, cái hàng mà em nhập cho của chị em á, là mấy chị em đã biết ngoài thị trường bán nhiều trước lầy lâu lắm rồi,
mà em không có dám nhập. Em cũng biết nguồn hàng đủ thứ nơi mấy chị, chỗ nào em cũng có hết. Mà thật ra là để nhập là cả một vấn đề á, nên Thảo nói thôi thà để đảm bảo an toàn nhất có thể, nâu là cho chị Út Hồng em ok chị nghe. Đi em Thảo hết trơn rồi, nên là thà cái gì về sức khỏe của mình để cho gọi là chắc chắn nhất rồi em mới dám bán cho mấy chị. Rồi mấy chị đi kẹo xăm. À, hình như cái này là được 50 cục á, em thấy là được 50 cục, em cũng không có đếm tại vì em cho khách á. Em xé ra thì chắc em đóng khoảng 25 đơn, em thấy hai mấy đơn là em thấy hết bịch. Em chạy vô em lấy khác cho mấy chị. Cơm trái mắm hành cho chị Như Nguyễn ok chị luôn nha. Nhiều lắm đúng rồi, được 50 cục nên là một cục nó mắc hơn 100-200 đồng thôi. Nó đâu có đáng là bao nhiêu đâu mấy chị. Em thôi kệ nó đi ha. Kệ nó đi, kệ nó đi. Mắc hơn mấy ngàn á, mắc hơn 7-8 ngàn gì đó. Yên tâm là chắc chắn nhất. Rồi chị và Bùi Liễu là 2 kiểu xăm ok chị nghe. Nghĩa là kiểu giống như là mình cảm thấy yên tâm thì khi mình bán mình cũng đủ tự tin hơn á mấy chị. Ờ cái gì tôi điếm có 48 tại bà ăn á, tại bà ăn 2 á đó chị Hưng Phú, tại mấy chị tin tưởng Thảo á nên Thảo không có dám làm cái gì bậy bạ hết trơn á, thà là bán ít chứ không thể bán tầm bậy tầm bạ cho mấy chị được. À em đeo ngược tiếp nha mấy chị nghe. Rồi cảm ơn chị nè. Rồi mấy chị lên đơn giúp em Thảo nha. 70kg cao 1m6 thì bình thường chị ha. Kẹo xăm 2 bịch cho chị Phạm Bim Bim. Chị Lâm Bảo Nhi ơi, chắc chắn mua hàng thì hãy lên đơn giúp Thảo nha. Còn không thì báo xả đơn giùm em. Bên em không cho kiểm hàng, không mở ra mặt thử không gì hết nha chị. Ok chị Nhật Trương, kẹo xăm. Kẹo xăm ăn á là dành cho cả người lớn lẫn con nít luôn. Đặc biệt là người già uống rất là to, ngậm rất là tốt. Nó không có ngọt đậm, nó ngọt thanh, nhưng mà nó dành cho những người ví dụ như mệt mệt trong người, lợi ngậm cục kẹo mấy chị, cảm thấy hơi gọi là buồn ngủ tí xíu, nó cũng giống như là thuốc bổ vậy, nhưng nó dạng kẹo nó dễ ngậm hơn. Vậy thôi à mấy chị. À, kẹo xăm là cho chị Út Diễm nè. Kẹo xăm cho chị Nhật Trương ok nha. Cho em kẹo xăm ok chị Ánh Quỳnh luôn. Quần ngược là thương hiệu giống quỷ ghê không? Đúng rồi, tụi quý gái, tại vì nhưng mà có nhiều người ta nói là tại vì đường không có. Mấy chị ăn nó ngọt thanh lắm. Và nó có cái hậu the the tí xíu nha mấy chị. Nó có chứa một tí xíu menthol ở trong đó. Ăn nó sẽ thông cổ, với lại mình sẽ cảm thấy thư thái hơn. Tại vì xăm vốn dĩ của nó là một dạng để giảm stress nè mấy chị. Áo thun em Thảo nhiều lắm. Rồi bộ này em xả nha. Bộ này là bộ em bán cho mấy chị trăm mấy chung lô với bộ màu xanh á. Giờ em bán cho mấy chị từ cán lỗ luôn á mấy chị. Nè bán xả rồi 95 á. Giờ em bán cho mấy chị 89 nha mấy chị nha. Kẹo xăm một bịch là 59 ngàn. Mà mấy chị có muốn mua nửa bịch em cũng bán cho mấy chị bình thường, chả việc gì hết trơn. Tại vì nhiều chị sẽ mua về ăn thử này kia nọ, thì mấy chị có mua nửa bịch em vẫn bán bình thường. Nhưng mà lúc giao nửa bịch thì nó xấu xí, rồi có cái bịch này nhìn nó cũng sang trọng hơn. Rồi kẹo xăm cho chị Thúy Lam ok chị nha. À, hồi đó à, nghe tôi mua bên hàng thùng uy tín không á, giờ mua bà nói chơi chứ em nói mấy chị. Nhiều khi em trà trộn mấy chị cũng đâu biết đâu. Rồi chính là cho chị Bích Ngọc nè, cho chị Nguyễn Hăng nè ok chị. Rồi chị Ngọc Thì một bộ ok chị nghe. Rồi chị Bảo Nghi một bộ ok chị. Mai có về rửa với dao nữa mấy chị. Bán em nửa bịch. Tại vì nhiều chị á, em nói thiệt nhiêu cũng bán, em xé ra em tặng được cho mấy chị mà. Không phải tặng gì, để em mở ra thấy cục kẹo ngồi nhanh nhi cũng vui đúng không. À, chị Phúc Pen ok chị luôn nha. Hai hũ cơm trái thì chị Nguyễn Liên thịt bụng em chưa bán chị. Rồi chị Quỳnh Xuân Hương ok chị. Rồi em hết nghe. Kẹo xanh chết với chị Hiền Trương nè. Rồi mấy bộ này có sai không? Ui ôi màu này luôn hả? Trời ơi Nhung có màu này ít lắm luôn á hả? Quỷ hà. Bao nhiêu được mấy cái? Có nhiêu đó hả? Trời ơi thôi rồi cháy rồi cháy rồi. Rồi kẹo xanh em chết cho chị Thu Nga ok chị nha. Cái hàng cái mọi mặt chặn ra. Cháy giờ xong cái này Thảo sẽ lên cho mấy chị một mã quần nha mấy chị nha. Mấy chị trời ơi mấy chị ơi. Thật sự 135 ngàn. Rồi kẹo xăm em chết cho chị Nga Nguyễn. Có cái môi, cái son dưỡng môi ở đây nè. Mà em quên giá rồi mấy chị. Là dành cho mấy anh mấy chị mà trong cái mùa khô hanh á. Hoặc là mấy người mà cái môi bị mỏng á, mấy chị bị nứt á. Cái hộ ngồi máy lạnh này kia đó. Em có về hàng á, sau một quá trình nghiên cứu. Và kẹo xăm cho chị Phương Trung ok chị. Đỡ em hết trơn rồi chị ơi. Kẹo xăm 59 ngàn. Kẹo xăm em nhập trực tiếp bên hàng về nha mấy chị nha. Rồi cái này cũng vậy luôn. Có hai size. À, thiệt sự là cái này ai mà cũng vừa luôn á mấy chị. Rồi đen nhỏ cho chị Tâm vỏ một cái nè. Sao rồi đen nhỏ chị Tâm vỏ nè. Trời ơi mấy chị ơi còn đính đá nữa chết rồi. Còn xịn hơn cả cái lô trước. Mà trong khi lô trước đã khủng khiếp vậy rồi đó. Đen nhỏ cho Bích Ngọc. Đen nhỏ chị Dương Hiền luôn.
Em nhỏ với đang lớn giúp em nha mấy chị nha. Nhỏ và lớn. Quá trời mệt này quá vô vơ là vô. Đâu rồi? Rồi, ai đem 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 đem. Đang lớn là cho chị Xuân Nguyễn không? Ok. Nhỏ và lớn nha mấy chị. Nhỏ là khoảng 60-62kg mà cũng vừa đó. Đang nhỏ là cho chị Xanh Nguyễn luôn. Đang lớn là cho chị Nga luôn. Đi vô anh hai chơi kìa. Đang nhỏ chị Tiền Đức nè mấy chị. Không nhập được đâu chị, mấy cái đồ ăn đó em sợ. Em không biết nên em sợ. Bạn chị của em chuyên về mấy cái đồ sức khỏe nè. Đang nhỏ chị Bùi Liễu. Đang nhỏ chị Thu luôn. Đập chị comment giùm em đi chị Từ Dung ơi. Đang nhỏ Trang Nguyễn. Đang nhỏ chị Tư Thị nè. Rồi em đang mặc đang nhỏ nè, đang lớn cho chị Nguyễn Thùy Dương luôn. Đẹp quá mấy chị, kè xanh chị Trúc Thư Phương. Nhỏ là cho chị Trang Hà luôn. Lớn cho Thủy Trần, đang nhỏ chị Phương Linh. Hai kiểu xanh chị Ngọc Giàu. Tôi đi chạy xe. Đang lớn là cho Thu Phạm vô, ý là vô nhận quà đúng không? Đi kiếm ra khác đi nhận quà đúng không? Yêu nghiệp. Đang lớn cho chị Hoa Xuân, ok chị. Kẹo xanh cho chị Thùy Dương. Chị My Huyền. My Huyền đã nhận được hàng chưa chị? Đang lớn cho chị My Huyền nè. Đang nhỏ là cho chị Thái Ngọc, ok chị. Đang lớn nhiêu ký mặt, tại nó độ co giãn của nó mạnh á, dễ mặc lắm. Đang lớn cho chị Đinh Nhật Phạm luôn. Coi chị cái đang lớn thôi. Đang lớn. Coi cho cái đang lớn mặc mẫu cho mấy chị coi. Đang lớn cho chị Trí Nguyễn luôn. Lấy chị nữa cái cậu xanh cho chị Thu Nguyễn luôn. Một nhỏ một lớn cho Hạ Sơn. Hạ Sơn ơi, mình có đồng ý với bên chính sách bên em không chị ơi? Rồi, đang nhỏ là cho chị Huệ luôn. Đang lớn cho Lâm Bảo Nhi. Hết nhỏ nha. Rồi bây giờ em sẽ mặc cái màu lớn lên cho mấy chị coi. Trời, có giải bên trong đó. Chị Mỹ Tâm nè, ok. Hết chị đang lớn nha. Hết nhỏ nè. Trời ơi, thiệt sự. Thiệt 70kg luôn hả mấy chị à. Đang nhỏ em hết trơn rồi. Chị Hoa Xuân em nhận tạm nha. Còn thì mấy bạn kiếm để vô. Nhiều khi có nhiều người họ chốt đơn xong họ không lấy hàng thì em xả ra. Mà em mặc hơi xấu xíu mấy chị. Tại nó to so với người em quá nó làm xấu. Đây là đang lớn nè. Nên chị nào 60kg mà không mua được cái đen nhỏ, mấy chị có thể bơi qua cái đen lớn luôn cũng được luôn nha. Đen lớn với em. Áo khoác ở đây còn nhiều lắm. Em đi lang thang em kiếm cho mấy chị. Đây có một bộ đồ lẻ loi bây giờ cô đọc. Đen luôn, xăm tí ra. Được, em thảo sơ lên phát nam cho mấy chị nha. Kẹo xăm 59.000. Ai mua nửa bịch thì mua. Lâm Bảo Nhi cầm em một lần thôi. Cầm em hai lần nó ra hai cái giống nhau á. Đây là son dưỡng môi. Em không nhớ giá mấy chị, nhưng cái giá này là được cái giá rẻ. Bởi vì cái này là mấy bạn chích ra được cái phần nhỏ như thế này, trực tiếp từ hàng. Một hũ như vậy, em không bị nên em không có sai, không thấy đâu mấy chị. Em không có xài. Cái này là chị em xài với lại, nhưng gia đình của em là ở ngoài Bắc á. Nên là cái này, giá nhiêu? Ok, đi tính 55 ngàn đi. Bán 55 ngàn cho mấy chị nha. Cục kẹo bị hả? Cầm em mua một kẹo bị. Giờ muốn quánh chỗ nào quánh cho 55.000 nha, tại vì cái này là chiết ra nha mấy chị, từ một cái hũ to xong rồi chiết ra nên được cái giá rẻ. Nhưng hàng này thì không biết có nhập được nhiều không thì không biết nha. Em không nhập được nhiều, hàng này hàng sách tay nha mấy chị nha, 55.000. Nhưng mà em ít mã lắm mấy chị. Cái này em cũng không thể cho mấy chị nghe cuộc cảm nhận được, tại vì em không có bị. Môi em về Bắc em cũng không bị luôn nên em không bao giờ cài. Cái này tại con Sukana nó kêu em, nó môi nó bị nứt nẻ, nó kêu em lấy về bán đi em mới lấy đó mấy chị nha. 55.000 một hộp son dưỡng môi. Hàng này hàng hàng nha mấy chị. Nên là chị nào lấy son dưỡng môi thì báo em. Này dưỡng môi cho môi nó ẩm ẩm, mấy chị không bị khô hay nứt hẻ ra đó. Rồi cái áo em mặc là mã lớn đó. Phát 250 ở dưới shop, chưa có đem về chị. Phát 250 đang ở dưới shop. Xong rồi lên cho mấy bộ đồ ha. Rồi dưỡng ẩm hả? Cái gì son này là ủ môi. Đúng rồi, bà chị em nói là nó cực kỳ ok. Nhưng mà em không xài nên không biết được, thiệt lòng. Rồi cho chị chích trà lửa nè, cho chị Phong Lan. Tại vì mấy cái hàng này đồ nước ngoài nó mắc tiền mấy chị. Em đâu có bao giờ đủ điều kiện. Hồi xưa làm gì có đủ điều kiện rớ nó vô. Có đi nước ngoài đâu mấy chị. Không có máu, không có mộng đi mấy chị ơi. Nè bộ này em thảo lên đơn cho mấy chị à. Bán 79.000 luôn nha. Son dưỡng môi cho chị à, Mỹ Tâm nè. Bộ tơ em còn nhiều lắm chị ơi, mà chưa có lên được. Mấy áo khoác lẻ đem bán này cho. Rồi chị Phương Trung. Nửa bịch kẹo là cho chị Trang Nguyễn luôn cơ chị. Chị nào mua nửa bịch kẹo cứ mua nghe. Em lấy cho mấy hàng tặng mấy chị ra em bán cho mấy chị. Em cắt ra. Dù gì em cũng cắt ra à. Nè có mấy áo khoác lẻ em lên cho mấy chị luôn nha. Hũ to là 5. Em không biết. Cái này nó thật lòng là không biết. Cái này là chị em chỉ rồi đưa cho em bán gì cho mấy chị á. Kiểu mấy cái này mấy bà cũng thử rồi biết rồi. Em có biết gì đâu mấy chị.
Ok chị Bích Đào, ok chị Lữ Phúc, đừng có nói bán hàng mà nói không biết mà dám bán. Để em nói là cái nào em không biết thì em có trợ thủ khác nha mấy chị nha. Rồi ok chị Tân Duy luôn. Đó là em xem 135 nha mấy chị. Em 135. Với bà lấy ở bển nó tốn tiền rồi máy bay mấy chị ơi. Rồi vàng 135 có cái. Nè cái màu cái em cắt ra cho. Xanh á hả? Xanh thảo có không bộ rồi chị. Tí em lên tiếp luôn cho. Cái tem nó làm ngay trước ngực cái áo. Rồi cho chị Anh Quỳnh là hai dưỡng môi nè. Rồi vàng 135 với Thảo nha. Không có phụ đọc bình luận mà cứ ngồi ship đồ miết. Nhà này có tập viên ship đồ. Mấy chị không sáng rồi hai. Mấy đứa phụ cũng vậy, nó ngồi nó chạy vô lại ship đồ à. Dưỡng môi là cho chị Mỹ Đống Ngô, cho chị Như Nguyễn ok luôn. Áo ngực thể thao cho chị nhà phân phối Phương Linh ok chị nha. Phương Linh nè, hai dưỡng môi cho chị Quỳnh Xuân Hương. Rồi có cái màu nu nè, cái hồng này em cũng để 135 nha, tại vì em có con cái rồi chị. 135 luôn, để em lên đầu bộ. Có mấy bộ thiết kế đẹp cực kỳ luôn. Nè còn cái màu nu nữa nè mấy chị. Rồi mi Trần Diễm coi lý do sao vậy. Ồ lên riêng đi, lên riêng, lên riêng. Rồi Hoàng không nhận bỏ qua. Phát hồng cho chị Nguyễn Hân ok chị. Bịch kẹo xanh cho chị Phong Lan ok chị nha. Rồi mấy chị, ai nu nè, ai nhanh nhất nè. Nu 139, một cái một à. Nu 139 nhất Thảo nha. Qua mấy bộ thiết kế lâu rồi, em lên hàng thiết kế cho mấy chị. Phát vàng chị Thu Ngan Nguyễn. Phát vàng chị Thu Ngan Nguyễn nè, ok. Không biết nữa, nhung để đi kiếm. Rồi còn cái màu nu á mấy chị. Bàn em hết trơn luôn rồi. Nằm chưa? Cái này to luôn mấy bà. Cái này 65kg mà cũng vừa nha. Đen. Giá 165. Em còn toàn 2-3 bộ gì đây nè. Rồi phát lưu cho chị Thu Nguyễn. Bộ này lên cho em 150 đi. Hết hàng rồi mới chụp còn 3 bộ. Rồi còn 3 bộ size 4. Thôi để 150 nha. Giống nhau không? Rồi ok. Tay quá là tay phòng, hàng thiết kế. Ngày mai có một lô thiết kế về nữa mấy chị. Ngày mai còn một lô thiết kế về nữa nha. Lên giùm em là bộ 150. Bộ 110 giúp em để tới đi. 110. Mai lên thiết kế không đợi. 150. Không biết nữa chị ơi. Thật sự không biết nữa. Để hàng nó đi, đừng có bơi ra nữa. Để chỗ cho cái không gian cho bán. Bác Nhung đủ hết mẫu hết. Em cũng không nhớ nó còn màu gì nữa mấy chị. Hết nhớ rồi. Đây còn cái phát vàng nữa nè. Ở thiết kế đó là hàng là bữa em bán hết trơn rồi đó. Còn lẻ được có mấy cái thôi. Đang đánh gian nữa hả? Sao view tụt rồi. Cái này like này em like xong cái em xóa mấy chị. Hồi chiều á nói nghỉ sớm xíu để qua đây. Ấy mà mắc tét cái sữa tắm. Bận tét cái sữa tắm. Rồi bộ ông chết chị Xuân Nguyễn nha. Rồi mấy chị lên giùm em 135 phát vàng luôn nha. Chứ để em đi kiếm cái phát vàng lẻ lẻ này các. Hồi nãy nâu còn cái đây nữa nè mấy chị. Tay là nhà em bao la quyền cậy quyền tay mà giờ hồi sáng em mở ra em thấy hai cái nó lật ngược sai vô bên trong. Em chả biết buồn gì cái em không lên. Rồi phát vàng chết chị Nguyễn Hân có một cái nè. Nâu còn cái nè mấy chị. Nâu còn cái nè, nâu 135 luôn đi. Rồi nâu cho em thả 135 luôn nha. Để em kiếm mấy cái lẻ em bán cho mấy chị nha. Nâu 135. Rồi còn cái này là nâu nha. Để em đi kiếm hàng mấy chị ơi. Có quần jean. Bác nâu đi chị Thảo Phương. Nâu chị Thảo Phương. Có áo vest nữa, hai hậu lên áo vest cho. Rồi cái này là nâu 135. Để em xem mấy cái bộ áo lẻ lẻ cho. Rồi, hồng còn cái. Ngày mai có bộ linh nữa nè. Ngày mai có quần linh nữa nè. Có quần tay nữa mấy bà. Rồi hồng 135 với Thảo luôn nha. Hồng 135. Rồi có mấy cái cô tâm ở trong đây nữa. Có hồng rồi. Chị Ngân Võ, Ngân Võ cho xin số điện thoại. Hồng cho Ngân Võ nè. Nâu 135 cho chị Thu Nga Nguyễn là cái ấy đúng không? Là cái nâu đúng không chị Thu Nga?
Phát nâu chị Nguyễn Dầu. Rồi phát nâu chị Dầu nè, ok. Còn cái vàng này cũng tính 135 luôn nha. Mấy cái này thì lẻ, mấy chị xăng, mấy chị nhớ ghi giá giùm em nha. Vàng 135. Này cái này có 3 cái đa màu nè. Vàng 135 giúp em, ok chị Ngân Võ nè. Rồi lên giùm em vàng 135. Rồi hồng 135 luôn nha. Cái này nó bị lẻ hết rồi. Rồi phát hồng là cho chị tiền đất luôn nè. Rồi hồng cho tiền đất. Vậy còn cái nâu thôi là hết rồi. Rồi hết mã đó là mấy chị. Còn cái màu vàng còn ai chưa? Chưa. Màu hồng em hết rồi, có cái hồng à. Rồi còn cái nâu nữa nè mấy chị ơi. Mã nào cầm em mã đó giùm em chị Thu ơi. Mã nào cầm em mã đó không nhớ được đâu chị. Mấy cái hàng sale mà. Cái này 190 nè mấy chị. Rồi cái này nâu 135 với tên Thảo luôn. Nâu 135. Rồi cái tiếp. Nè cái này là 190 nè. Nhìn mặt có nhớ hàng nghiêng. Giờ sale 150 luôn nha. Nâu nhận cho chị Nguyễn Hân. Len giờ bác hết hàng luôn rồi. Nâu nâu không có, chị Hân không có rồi. Cái vàng cho chị Tuyền Đức luôn kìa. Cái này cho xin 150 60kg giùm em nha. Mấy cái lẻ được hai cái là màu bò như được hai cái 150 là 195 á. Nhập vô mấy chị biết nhiêu tiền không. Cái này coi giãn siêu tốt luôn. Hàng 195 màu bò 150 với Thảo nha. Cứ giùm em bò 150. Cái này nhung nè mấy chị. Nâu 150 cho Kevin Long Nguyễn. 150 chị Nguyễn Hân. Có số điện thoại đi chị Long Nguyễn ơi. Long Nguyễn để đơn riêng ra. Rồi vàng bên em không cho kiểm hàng nha. Rồi mấy chị vàng hàng lẻ luôn 135 giúp em. Vàng 135 được một cái. Bò em hết rồi. Alo ơi chị Long Nguyễn bên em không cho kiểm hàng. Mình có đồng ý thì mình cho em xin số điện thoại. Còn không đồng ý báo xã đơn để em để cho người khác nghiêng. Rồi ok Lâm Nguyễn nè. Rồi vàng là nhận cho chị Nguyễn Hân luôn. Ok. Rồi cái này cũng là 195 giờ bán 150. Để kiếm ra còn mấy cái này em bán hết cho mấy chị cho. Vàng 60kg luôn, 150. Rồi lên xám luôn nè. Nguyên cái lô này bán hết cho mấy chị nha. Nè vàng 150 nè. Mấy chị ghi mã cho Thảo nghe. Em lo thử đồ em sẽ không đọc được bình luận của mấy chị á. Xám 150. Bàn cho chị Nguyễn Hân. Rồi mấy chị lên xám giùm em Thảo nghe. Nghiêm vậy đang tập trung nè. Đang tập trung like không được nè. Bàn hết rồi. Xám anh Thảo Vân cho xin số điện thoại. Nay khách mới đông cũng cho số không hồi. Cũng ra kiểm hàng nghe mấy bà già. Rồi đen này còn cái hả. Đen này có một cái duy nhất nè. Xem mấy chị 135 luôn đi ha. Em 135 giúp em. Rồi cái này tiếp hàng 195 nè. Hàng 195 là hàng 250 sơ xuống rồi đó nghiêng. Rồi đem 135 giúp em. Rồi xám chị Thảo Vân có cho số không chị? Bên Thảo không cho kiểm hàng nha mấy chị nha. Ở đây gì? Lên giùm em hồng nhạc 150 luôn. Hồng nhạc 150. Áo đen đó chị Phương chút. Ok. Áo đen nó có 135 ngàn sao bấm 150. Đang em nhận chị Hoa Xuân nghe. Rồi ok Thảo Vân em lấy số điện thoại nha. Nó bởi vậy em đâu có cho đọc bình luận đó. Rồi hồng 150. Ổng nhanh lắm mà còn vậy đó rồi. Mấy đứa nó đâu có theo kịp đâu. Đang em Thảo hết rồi. Còn cái này là 139 giùm em nha cam. Này hết hàng luôn hả. Cam gặp 139. Dù là mẫu lẻ nhưng là mẫu mới chưa có like. Cam 139 cái đó không. Còn cái 139. Ủa vậy là hàng mới 150 mất rồi. Hàng mới 150 mất rồi. Em 55kg cam S6 mặc trực tiếp trên người nha. Có kệ đi. Lỡ rồi. Cam cho chị Ngân Võ với chị Nguyễn Hân kìa. Chứ người like người ta đâu có đọc bình luận đâu. Mấy chị đọc sau like. Thấy đường đầu like. Trời ơi cái đỏ nó phình sò. Sở 150 giúp em coi. Màu nhạc em nhận cho chị Thu Hà Lương. Đỏ 150 Vinh Thảo nè. Ai mua được bữa nay chắc. Chị Phúc Phan bà khóc thầm ngày nào cũng hỏi hết trơn á. Đỏ 150 giúp em nghe.
Ok chị Thảo Vân. Đã hỏi ngày lúc giá 195 em còn không lên đó mấy chị. Cái này thua vốn vô nha. Rồi vàng liền giùm em nha mấy chị nha. Trả đơn giùm nha. Ok Tiến Trần. Cắt ổ cái cam 139 thôi em còn không? Hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi mấy chị. 60 tí giùm em liền nha. Trời ơi 150 má ơi em bị khùng em bán vậy luôn á trời. Vàng 150 giùm em nha. Rồi có được 3 cái mẫu mới luôn. Lai mẫu mới luôn hiền. Cao em thảo hết rồi. Cái này có thể tháo nắp ra, tháo nón ra được nè. 60kg mặt đẹp luôn á. Bỏ 150 em hết rồi. Còn cái vàng lắm. Thôi theo cái tới cái đó nữa thôi nghe. Rồi cái này ô đẹp cho mấy chị. Rồi thêm đỏ 149 cho Thảo nghe. Ông bà cho chị Dương Hiền. Rồi tiếp tục lên giùm em đỏ nè. Đỏ 150. Ê đỏ 149. Đỏ 149 nha mấy chị nha. Đỏ 149 em nhận cho chị Thảo Vân. Rồi cái xanh này là mẫu mới. Ba màu hả? Hết rồi. Hết rồi. Em Thảo 55kg cao 1m6 nha mấy chị. Phút 90 bả lên hàng gì không à. Là sao? Vàng 150 em hết. Cái này là mẫu mới hoàn toàn luôn. Trời ơi trời. Rồi mấy chị lên vàng với Thảo nha. 150 nè, mẫu mới. Lên hồng luôn. Em đang đứng ở khu áo khoác đó. Mấy chị có yêu cầu áo khoác gì em hết. Em nắm đầu em cho lên hết cho. Vàng 150 như Mỹ cho xin số luôn chị. Khách mới ơi là khách mới. Bên em không có cho xem hàng. Đỡ 149 có người rồi phải không? À, cái gì? Hồi trưa 57 giờ còn 55. 55 gì vậy? À, ý là lấy số 55 thôi. Bữa nào ăn bự quá, ăn mập quá lên 57. Báo mất công mấy mốt mấy bà 57kg mà không vừa mấy bà đánh. Đỏ là của chị nào? Như Mỹ cho xin số điện thoại thôi chị ơi. Ủa cái kia là màu gì vậy? Hết rồi. Hết rồi phải không? Rồi xong chưa mấy chị ơi, là mấy chị ơi. Đã tuột view mới ghê rồi. Xanh bị lỗi, xanh bị lỗi. Lên giùm em hồng nha. Này em còn cái ồ, còn cái này cho 150 cho đi đời nhà ma luôn. Một bạch cỡ xanh cho chị Thảo Vân. Ok chị nghiêng. Em còn cái xám nữa mấy chị. Ờ cái gì lên áo khoác trên tường lúc nãy. Lụm giùm cái ấy coi. Rớt ngay chỗ cái ống. Ngay chỗ cái ống phun rồi. Ờ gì áo nhung trẻ nữa chứ. Hồng có ai chưa vậy? Không hết rồi. Rồi hồng em hết rồi. Cái xám này cũng hàng 195 luôn em. Để 150 luôn nha. Xám mấy chị. Để em kiếm mấy hàng lẻ em bán cho mấy chị nha. Này mẫu mới luôn không? Ok. Rồi mẫu cũ về sale nha. Mẫu của lô trước về. Xám em nhận cho chị Thái Ngọc. Ok chị. Rồi xong chưa? Ừ ơi. Hàng này. Dạ 2 giờ 12 giờ. Rồi Như Mỹ em lấy số điện thoại nha. 12 giờ với 8 giờ. Hai mũ này em chúc mừng. Em chưa like kịp luôn á mấy chị. 8139 luôn á. 1, 2, 3. Rồi được 4 cái 139 nghe. Nồi đen về hàng. Không biết được mấy cái đen đâu. Nhiều hàng đen không? 3 thùng. 139 mấy chị à. Đen hồng luôn nghe. Xám em hết rồi. Xám nào hết rồi. Rồi hồng 139 luôn. Ok chị Nguyễn Mến là cam. Rồi mẫu mới luôn mấy chị. Chưa like kịp tới giờ. Nó về lô mới sao lô cũ đi. Rồi lên hồng 139 với Thảo luôn. Vàng luôn đi ha. Rồi lỡ rồi cho nó lát luôn đi. Lên vàng với Thảo luôn. Lên vàng luôn. Hồng cho chị Nguyễn Hậu luôn. Ok chị. Rồi lên vàng luôn sao 139. 60kg thoải mái với Thảo. Bên đây ánh sáng của nó tối lắm, nó không có sáng được đâu mấy chị ơi. Không biết nữa chị, không biết có màu đó không nữa, em chưa coi. Chị Thị Kim hoa vỏ, ok hồng, chị Ánh, còn hồng không? Hết rồi. Hết hồng rồi, em hết hồng còn rồi. Vàng cho chị Anh Thọ Trần, ok chị. Ở đây có bộ này, mừng quá, nó không có sai, trời ơi cha má ơi, nó không có sai. Em tưởng nó có sai, em cho nó vô dùm lại được chứ. Hồng em hết trơn rồi. Hồng đã hết trơn rồi. Ghét chữ thần lắm luôn á. Để resize mặt đi. Em còn màu gì á? Cam. Còn màu cam.
ăn quả cam mấy chị, hồng ruốc á, hồng đậm đậm tí xíu á, em hết hồng luôn rồi. Bên Thảo không cho kiểm hàng nha, khách mới ai muốn xả đơn báo liền giùm em mấy chị. Bên Thảo không cho kiểm hàng, không có nhận hàng nói liền xả đơn luôn cho. Hồng 139 hết rồi, còn á chị Lan Thi, còn thậm chí là còn nhiều nữa cơ. Còn cái hồng này nè, hồng đậm ở đâu rồi? Nhiều đây đây. Còn cái hồng đậm này nè, hồng ruốt đi, ghi chữ ruốt đi, đừng ghi hồng nha. Nè, còn ghi mấy chị ghi giùm em mã ruốt. Bộ em mặc có 55-56kg thôi mấy chị ơi. Giải nó đẹp lắm mà phơm nó bị nhỏ, 55-56-57kg thôi. Nè em còn hồng ruốt này nha mấy chị nha. Ghi hồng ruốt lại đi, đừng ghi hồng. Hồng mất công nhận về, không phải màu hồng la ông sùm trời đó. Cái ruốt cũng được nha mấy chị. Nè mấy chị, bộ này vì phơm nhỏ nha, này là 120 ngàn. Mấy chị nhìn coi mặt hàng này, 120, em đã từng bán cho mấy chị rồi mà của cái lô khác, có nghĩa là bộ khác. Rồi ruốt em nhận cho chị Nguyễn Hân, gói bé 75 ngàn cái chị. Giờ em bán mấy chị là 89 ngàn nha, vì phơm nó nhỏ, 89 ngàn. Rồi ruốt em chốt cho chị Hằng. Ok chị Hằng, mấy chị lên giùm em là mã bộ 89 ngàn giúp em ảo nghe. Gọi là sale đó mấy chị. Kéo rồi. Ruốt cho chị Thiên Long. Rồi em hết ruốt mấy chị. Bộ chị Bùi Liễu. Gói cao su bé cho chị Lan Thi. Rồi bộ Bùi Liễu nè. Ruốt em hết rồi. Em có màu hồng này hơi nhạt nhạt tí xíu nè. Mấy chị em có màu hồng này hơi nhạt tí nè mấy chị. Nó cũng giống y chang như màu đó luôn, nhưng mà nó là hồng nhạt. Mấy chị ghi giùm em là hồng nhạt, xong hồng phấn cũng được nữa. Tại đi lỡ rồi em tính mấy chị giá như vậy luôn nha. Mấy chị nhìn túi trong túi ngoài của nó nè. Tại đi tính 139 cho mấy chị luôn. Lên giùm em hồng, hồng nhạt cũng được, hoặc là hồng cũng được nha. Lên giùm em bộ 80, nhiêu á, 89 nè. Lâu này nhỏ nha, 55-57kg thôi mấy chị nha. Còn hai cái nhung nè mấy chị, mà nhung mấy rồi. À ruốt em nở hết trơn rồi. Bộ cho chị Nguyễn Loan nè. Ừ còn cái hồng nhạt nhạt tí xíu thôi mấy chị. Còn hồng nhạt tí xíu thôi. Đó bộ đó em chỉ mặc rộng có một tí thôi. Nó mấy chị canh xem chuẩn giúp em mới nha. Rồi hồng nhạt là cho trứng già nè. Có hai cái nhung nè mấy chị. Còn cái nu nữa nè. Cái nu nhưng mà phơm này phơm lẫn 150 giùm em. Hồng nhạt là cho chị Út Hồng. Tại vì lần này đương nhiên rồi em cũng để em bán sớm. Hồng nu với lại cam. Có hai cái là nu với cam phơm lỡ nha. Tí nữa lên bộ riêng cho. Hà Sơn 3 bộ. Hà Sơn mà mua với số lượng lớn thì cho em xin 100-200 ngàn tiền cọc nha chị. Hồng nhạt cho chị Thiên Long cái luôn. Cái gì? Tặng cho tôi cục kẹo và cây son. Hả tặng 89 thì chị Giang Cẩm luôn. Ok chị, bộ đẹp lắm mấy chị, nhưng mà phơm nó bé. Rồi nu là cho chị Nguyễn Hồng Thái, sửa giá 150 nè. Sửa giá 150. Rồi còn một cái cam nữa, cam là cũng là nhung luôn, cam nó cũng là nhung luôn nhưng mà nó là cam được phơm lẫn nha. Bộ nâu là cho chị Thùy Lê. À, mấy chị lên giùm em cái này là cam giúp em. Mã còn nhiều hàng lắm mấy chị. Cam. Nè còn lẻ nè. Sẵn tiện thể bữa nào đứng được ở đây lấy bớt hàng lẻ bán cho mấy chị. Chú lẻ nhiều. Ủa cái khoác màu đó lên chưa ta? Màu cam gạch hả? Rồi. Nè khoác nhung này 150 nha. Nó là nhung mấy chị. Nè em lên cái nu này cho mấy chị. Hồng nhạt em hết trơn rồi. Hồng nhạt nó sảy ra hết sạch luôn. Để tí lên màu khác cho. Rồi cái nu này cho xin 139 luôn. Rồi đỏ 139 luôn nha mấy chị. Nè mấy cái này là của lô trước. Nhiều màu lắm chị nha. Tè le tù lô màu hết trơn. Nu 139 nè. Mấy chị nhìn cái giải trong của nó mấy chị mới thấy sướng. Rồi đỏ 139 rồi hết nha. Không bán luôn mấy cái lẻ lẻ này nữa. Có cái hồng này nè đẹp lắm. Phát nu là nhận cho chị Nguyễn Ngân nè.
À, phát nâu nhận miếng hơn và còn phát đỏ kẻ xanh cho chị Kim Kim Phụng. Và còn cái nhung nữa, lên cái nhung luôn cho em, còn cái nhung nữa mấy chị. À, nâu em hết rồi, qua lụa nha chị ơi. Ê, chết rồi, bà Minh già, Minh già đi đâu rồi, trời ơi, bên trong phong thường nó mới đâu á mày nè. Bây giờ lấy ở trên nè, khúc dưới bắt đầu nó lú ra nè mấy chị ơi. Ồ, đủ màu luôn hả? Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, nâu liền. Cái xanh chị gian cảnh nha. Nâu có một cái nha, bình thường nha mấy chị. Trời ơi trời, cam chấm rửa giúp em. Trời ơi, có xanh nè mấy chị. Có hồng luôn nè. Có màu bò nữa. Có màu bò nữa, đủ màu luôn. Trời ơi trời. Đỡ đi chị Lâm Nguyễn. Ok. Chèo kiếm đỏ con mắt ếch không ra đúng không mấy chị nha. Đâu còn. Thảo đầu bù tóc rối. À, bán xong muốn khùng luôn á mấy chị. Nâu này là nâu 150, nâu 139 là phim lẫn ráng chịu nghe. Chị Trinh Quỳnh là phim lực đúng không? Ok đi em bấm đơn cho. Kèm màu giúp Thảo nha, 150. Hàng đó không có hàng đâu mấy chị. Lem nấu 199 hết rồi, còn cái lem không có nấu thôi. Hình như còn mấy cái lem 199 thôi, chị sale hết luôn cho. Với lại cũng đang đợi đó, màu bò chị Phan Phan đang đợi người ta bơm lần rồi bán luôn. Bò cho Phan Phan cái nè, ok. Ủa màu bò là màu này trả màu nâu lại. Màu nâu qua cho muội muội nè. Ok chị luôn. Nâu hết rồi, còn hồng với xanh. Còn bò nữa. Còn bò không? Còn bò chị Hân đỡ qua bò đi. Rồi mấy chị lên giùm em vàng 139 này có cái nha. Cái này cũng là lô xả. Còn cái lô này là mới tinh mà. Rồi xanh cho chị Lục Tuyết Nguyễn nè. Lục Tuyết Nguyễn bên em không cho kiểm hàng em. Trời ơi nhìn giải nè. Rồi màu hồng là cho chị Anh Ngọc nè, hồng cho Anh Ngọc nè. Rồi còn xanh hồng bò, vàng 139 giúp em. Xanh là cho Xuân Nguyễn nè. Rồi còn bò nha mấy chị. Bò 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 bò. Nè cái bọc còn mới sáng chưa có nhăn luôn. Thậm chí cái bọc mà còn chưa có nhăn hàng là biết rồi đó, là biết hàng mới vừa ra lò rồi đó. Bọc còn mới luôn á mấy chị, chưa có một cái nhăn nhím nào, chưa có vớ một cái lớp tì vết nào hết trơn á. Chị bé Thúy Nguyễn ơi, mua hàng em không dòm theo ý của mình được đâu chị bé Thúy Nguyễn ha, cái Nguyễn Thị. À, này là bò nha mấy chị nha. Bò giùm em mở, bò giùm em nào. Bò là của chị Bảo Bơi. Ok ok. Còn cái hồng nữa. Để gì bích già. Đợi cái gì, đợi cái gì rồi. Anh từ trưa giờ mới mua được, đang ế muốn chết đây nè. Hồng cho chị Thu Thủy Trần, ok chị nha. Rồi cái tiếp, còn cái này sót lại. Bán cho mấy chị 145 luôn. Giá size nhiêu đây? Size 2, 60kg thoải mái, 62, 63kg luôn. Hồng 150 em hết sạch chị ơi. Nhung hiếm lắm, lâu lâu nó lú ra được cây rồi em lên cho. À, lâu lâu nó được cây chứ không phải nó không có, nhưng mà nó không biết giờ nó nằm nhiều ở dưới quá sợ nó bị trôi ở dưới á nha. Hồng giùm em 145 ngàn, tại lẽ còn có một bộ. À, vàng 139 cho chị Trúc Phương, ok chị Thanh Tuyền ơi, nãy giờ em có lên mẫu và báo ký hết nè. Rồi cái đỡ có những cái vừa có những cái không sao anh trả lời được. Rồi cái này là hàng 195 nè mấy chị, đường cái 195 chốt mấy chị, cái này 175 ngàn nha. Ghi hồng ra giá giúp em, hàng sale mấy chị phải ghi giá, không ghi giá tụi em không tính tiền được. Đỏ này được hai cái nè, hai cái này quảng châu phải không, rồi hai cái quảng châu. Đỏ màu 79 nữa Thảo. Nè còn hai cái lẻ nữa là chốt luôn em. Hồng em hết rồi. Hết rồi, đỏ này là hàng Quảng Châu. Không phải là lô Quảng Châu hay là Việt Nam gì, nhưng mà mỗi lô nó là một giá trị khác nhau. Rồi cái đó là 195 ngàn. Rồi em xem mấy chị là nhiêu tiền đó. 179 ngàn màu đỏ. Mã cho xin cái mã. Cái màu này nó giống như, nó giống như màu mỡ gà mấy chị. Y như màu mỡ gà, phía sau của nó có theo nè. Thấy không, phía sau của nó có theo luôn á. Rồi giờ lên cam giúp em nha, cam với vàng. Mỗi người được hai màu. Cam với vàng giúp thẳng. Mấy chị nhìn lót bên trong nè. Ở chị Hồng Phượng luôn. Có dây treo ở trong, không nhớ rồi chị Mai.
Giờ chị về nhiều em hết nhớ hàng nổi luôn rồi. Hôm nay em có hai màu, màu vàng với màu, màu gạch hết. Màu hột gà cũng được đi, hoặc là kem cũng được nha. Mấy chị nhìn lớp giải lót không đã sủ sịn sò rồi. Cái này hay còn gọi là sà cừ á mấy chị, nhưng hồi xưa là sà cừ cứng, bây giờ là sà cừ mềm. À, đúng rồi chị Xuân Nguyễn. Đó mấy chị, chứ em có nói xạo tiếng nào không phải tự đề cao cái ủa nhung tiếng này còn nè, nhung tiếng không còn nè. Chứ không phải là tự nhiên mà nói ủa cái hàng này 195 là mở miệng nói được đâu. Nó chỉ còn một hai vài cái lẻ lẻ nhỏ nhỏ á, thì em sale cho mấy chị thôi. À, ok chị Lộc Phạm, hai cái bé cho xin cũng thông coi. Hết nhung rồi. Hết nhung luôn phải không? Còn lô mới thì chưa biết. Lô mới thì chú cắt thôi, từ từ em cắt mấy chị không? Nhiều hàng quá em cắt không có chỗ để. Cái gì? Cắt cam gạch cho chị Nguyễn Hân nè. Dạ, em chọn phát kỹ với nhà em có quen. Cái mấy cái nhà này em lấy quen rồi. Em không có ham mẫu mới. Mấy chị không biết lấy hàng mà người ta nói em tiếng nào không? Hàng này để bán like nha em. Rõ ràng luôn á mấy chị. Lúc nào em lấy hàng em cũng hỏi rất là kỹ nha. Rồi riết người ta biết được cái tính em bán hàng á. Người ta ghi rất rõ ràng. Hàng này để bán like, để chạy số lượng nha em. Lô nào bán shop nha, thì em lấy nha. Em nói dù em bán like nhưng em bán y như ở shop vậy đó. Giá rẻ thì rẻ cũng phải chạy theo chất lượng, chứ không phải là tại vì lấy đó đâu. Ôi mấy chị đó, áo khoác ngoài thị trường nhiều lắm. Thậm chí tụi em lấy cũng được nhiều mã hàng đó. Đẹp lắm mấy chị. Giờ hàng hàng chạy thị trường, nhưng mà mấy chị biết rồi. Mấy cái bay mà bán hàng cao cấp họ quen rồi. À, trời cảm ơn chị Thiên Nhiên. Thắt nhung hai size, size của Thảo mặc là khoảng 60kg quay đầu, còn một size khoảng 70kg quay đầu nữa, 65-67kg tùy cơ địa cao thắt nha. Lên giùm em nhung tím và nhung tím lớn và tím nhỏ. Hồi bữa em đã có bán cho mấy chị rồi, xịn sò vô cùng. Nhưng hôm trước là không đủ số lượng, ra bao nhiêu chốt bấy nhiêu. Hồi bữa em bị hụt hàng này á, do cái kiểu như là lúc trước á, em Thảo kiểu như lúc trước là không coi hàng á mấy chị, nó đâu có thấy đâu. Rồi tới hồi bán thấy rồi cái điện thoại người ta lấy hết trơn. Bữa nay được 300 cái. Lớn chị Xuân, lớn chị Linh, nhỏ chị Liễu. Ok. Phiêu máy cho chị một cái phát đi em. Gì? Phiến mãi, hai ly chả đường. Em lên liền hai ly chả đường, hai ly cà phê liền. Nay mệt, nhỏ tiếp năng lượng nha nhỏ. Tiếp năng lượng ngói. Đây này còn mấy bộ đồ này đẹp. À, nhỏ cho chị Trinh Quỳnh, nhỏ là cho chị Hoa Xuân. À, hàng đẹp không? Tìm chết luôn. Dạ em đi được cái là em tuyển giải được mấy chị, chứ còn mẫu mã nói chung là giờ đâu có biết được cái nhu cầu. Với lại cái bây giờ mấy chị thấy không, trời ơi, có những cái livestream mấy ngàn người xem, trời ơi, họ đánh nhau họ mua. Mấy chị mình làm gì được đẳng cấp đó không? Không có đẳng cấp đó. Ở xanh này còn toàn bán 85 thôi nha, có lẽ bộ à bán 85. Áo ở đây còn nhiều nè mấy chị. Áo để chút đây, áo em để em lên đưa cho mấy chị cái này. Rồi bộ này 85 giùm em, tím lớn còn không cho chị Hoàng Thái một cái luôn. Này là em nhập lại lô thứ hai đó chứ. Lô kia em họ bán hết rồi. Lô kia gần như không còn cái nào hết trơn á. Có 135.000 á chị. Mấy chị biết không, ăn đông sỉ 200 mấy đó mấy chị. Tay nó run run. kiềm chế quá hả. Em có mấy cái áo von này nè mấy chị. Mấy cái hàng này mấy chị, một là đi công sở, hai là mấy chị trung tuổi tí xíu nha. Chị thắt nơ lại giúp em. Mấy chị đưa em thắt nơ là một sai lầm của cuộc đời mấy chị. Áo này em sale nha. Cái này em tặng người một cái không chọn màu. Nó là giá 79.000. Bây giờ em tặng người một cái. Em bán mấy chị 45.000. Mấy chị mua 2-3 cái về để dành. Thậm chí mặc ở nhà thôi đủ tiền rồi nha. Em bán 45.000. Em phải phân màu ra nha mấy chị. Đó, em lỗ quyền cây vậy nhiêu tiền rồi đó. Tại vì làm biến phân chứ không gì trơn á. Để đi dạo kiếm thêm cho mấy chị. Rồi cái nhung tím nó xịn nè mấy bạn. Nhung tím em mua. Tím xịn nè mấy chị. Ôi có 135.000 đúng mấy chị ơi. Tím em mãi nè. Tím làm sai với tem.
Rồi áo là cho chị Ngọc Ti, ok chị nha. Ai nó rung rung. Kiềm chế không nổi đúng không? Em đã báo rồi nha, nên ai chọn màu xin phép em không đọc tên. 5 cái cho chị Hoa Xuân luôn, ok chị, mấy 5 màu nha. Em có lên bộ tầm gãy cho mấy chế lộn mà đuổi gãy cho mấy chị nè, gãy nhật. Tuyệt vời chưa? 60kg quay đầu nha. Cho em xin 89 ngàn bộ này thôi. Nhận là ghiền hả? Lên nu 89 giùm Bảo nghe. Áo 45 chị Minh Minh. Áo 45 cho chị Nguyễn Dạ. Ủa mấy chị cái bộ nó phê nè. Áo 45 chị Út Hồng. Em phải đi giày nè em mới thấy được mẫu hàng nè. Nhưng mà đi giày thì nó hơi mất kiểm soát. Em đâu phải đọc bình luận nữa, sợ đọc kịp cho mấy chị. Có chị mai em bán cho. Áo 45 chị Quyên Nguyễn. Bộ nu là cho chị Anh Nguyễn luôn. Áo 45 còn hàng không? Còn. Tím lớn cho chị Bảo Nghi luôn. Có tím lớn, tím nhỏ cho chị Phan Loan luôn. Rồi mấy chị lên giùm em hồng cho Thảo luôn nha. Hồng 89 ngàn. Rồi hồng 89, 55, 57, 88 ký. Có xanh đen theo đó. Cái hình mấy chị đang nhìn thấy là theo đó mấy chị. Theo trăm trăm luôn. Không phải là in đâu. Giải đẹp ha. Rồi bây giờ nó ra được cái giải này ngộ. Nó cũng không phải là vo, nó cũng không phải là tầm ý đâu mấy chị. Nó tựa tựa hai thứ đó rồi. Nô em Thảo hết rồi. Áo 45 còn hàng không? Còn. Áo 45 cho chị Phương Trúc. Mã hồng là cho chị Nam Phạm. Rồi bộ xanh đen 89 với Thảo luôn nha. Xanh đen 89. Để em chạy phim mã cho mấy chị coi có cái gì lạ lạ lùng lùng tôm tôm không. Có màu cam gạch nè mấy chị. Ngoài màu tím ra có cam gạch nữa. Ôi dồi ôi, có cái này màu riêng rồi. Con cái màu riêng nước nhỏ lớn này. Rồi xanh đen giùm em nha. Uống trà đường là hết rung à, bơm tiền vô nhỏ bơm nữa hết rung rồi. Giờ thiếu tiền mà rung bập 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 vậy đó. Thử coi giàu biết nào mới rung trời ha. Xe 2 mấy chị xe nhỏ 60-62kg thoải mái cho em. Một bộ, một áo nghe 135 ngàn xanh riêu. Xanh đen cho chị Nam Phạm ok. Ờ hả chứ kìm lòng không được. Ok chị. Em cứ đi lang thang em kiếm mà có đồ cho mấy chị ngay lập tức đây. Bộ DT màu vàng. Áo nỉ mai về nha mấy chị nhá. Bộ DT màu vàng. À, xanh đen em Thảo hết trơn rồi. Đây DT hồi trưa ai lấy không được. Nhỏ nè, nhanh để nhỏ để hết nhỏ. Riêu nhỏ là cho chị Hoa Xuân. Nè mấy chị. Trời ơi mấy áo đó em bao vừa cho mấy chị 65kg luôn á. Nè nè nè, nhỏ lấy nhanh để hết nè, lấy cho nghiêng nhanh nè. Mai vô hỏi tôi còn đâu nữa, kêu hết la làng nha. Vàng, có màu vàng, màu cam với màu hồng. Xanh em hết trơn rồi, hàng DT một hai mua mấy chị. Xanh cô ba nè. Có xanh cô ba nè, có cam nè, có hồng nè. Nhỏ nè, nhanh lên nhỏ. Ba màu nghiêng, 120 ngàn. Xuống sát ghi 139 rồi, bớt nó bớt rồi la làng nha. Có quánh đó, có quánh rồi đó. Mốt xuống xếp em bị dí đó. Pha nó đệ rồi đó. Xuống là phải chi cho nó ly trả đường. Tên riêu 2 hết rồi. Riêu nào 32, xanh nhỏ em hết trơn rồi chị. Rồi mạng mấy chị chậm dữ thằng ôm vậy. Để em đi kiếm coi còn màu nào khác không nha. Em đi xuống em mới thấy được cái khoác riêu. Để em xíu em chạy xuống cho. Bộ bò sữa này có 1 bộ nè. Bộ bò sữa có 1 bộ, hàng bị bơm bữa nè. Cho em xin 79 ngàn bò sữa luôn nha. Màu vàng với màu hồng. Đây, xuống đây coi. Màu này cũng là tím hả? Xanh đen chứ. Ừ, xanh đen nè. Rồi, xanh đen 24 luôn nè mấy bà ơi. Xanh đen kèm size luôn. Bò sữa cho chị Nguyễn Nga. Bò tho xâm đất hả? Body thích là. Rồi, bò sữa, bò sữa. Bộ mặt là vàng. 2. Có xanh nữa nè mấy chị. Xanh lớn, xanh nhỏ liền giùm Thảo. Cho 4 nè anh. Cho 2. Ừ, cái gì? Có quần dài có chứ chị nhiều lắm luôn. Trời ơi, xanh đen nãy giờ không có thấy. Liền cho em Thảo liền đây. Xe nhỏ, xe lớn có 135 thôi. Ăn đông đang bỏ thấy trăm ngàn rồi mấy chị. Bởi vậy em mới nói em cầm cái chất lên sao em tiếc quá trời quá đó. Bữa đó thì có tiếc người nội luôn. Hỏi đi hỏi lại nhớ còn chuồng nghe. Chứ đừng để hết nghe. Ổn lắm à nghe. Hôm nay có mất tiêu nè.
game không cần công bố, tại vì cái này thuộc về ai chia sẻ thôi. Anh tự có chia sẻ là có. À, 5 người chia sẻ chứ anh cho quay game đi, quên nữa. Cái này quay game chứ, lộn lộn. Chia sẻ 5 nhóm là được rồi. Bộ siêu phẩm hàng DT, con bộ 1.2. Xanh lớn là cho chị Hoa Xuân. Xanh lớn là cho chị Nguyễn Hoàng Thái luôn. Bộ vàng nó 62-63kg đều mặc được. Em có một bộ siêu phẩm là 120.000 nè. Hàng của DT nha. Rồi ghi giùm em bộ 120. Xanh nhỏ cho chị Trúc Chi. Xanh này là xanh nhung nha mấy chị. Xanh nhung nó sang nha. Xanh nhỏ là cho chị Hà Lương. Siêu phẩm cho chị Nguyễn Nga. Xanh nhỏ cho chị Tuấn Nguyễn luôn. Còn không? Rồi hết nhỏ luôn rồi. Rồi phim bộ siêu phẩm hồng nữa nhớ rồi. Đen kèm size giùm em nhỏ lớn. Thảo đang mặc size nhỏ trong người đó. Em mấy chị còn em nữa. Còn một em nữa. Trời ơi, bộ này bị lỗi rồi mấy chị. Thật sự chỉ còn về lấy kim đạp ngang hoặc em đạp cũng được. Em đâu có khéo tay với lại. Nè mấy chị, đạp ngang cái mà. Em sale cho mấy chị bộ này 50 về đạp nha. Chứ em trả nhà lò có một bộ mất công. Cái này là họ đạp bị hụt đường may nè mấy chị. Chứ đâu có bị gì đâu nè. Vải vẫn còn y nguyên nè. Bị hụt đường may á, bán 50 nha. Xanh nhỏ hết rồi phải không? Xanh nhỏ hết rồi. Siêu phẩm hầm 50 chị Nguyễn Nga. Giao duyên nha, bộ đầu giao duyên nha. Hầm 50 hết rồi. Năm nay không biết em có trả hàng lỗi cho nhà lò hay không. Em đem em bán trả tiền lại biết sao mấy chị. Tại vì hồi trước là nhà lỗi nhà lò người ta bán lại cho mấy cái người ấy được. Năm nay dịch người ta không đi Sài Gòn á, em thanh lý lại. Nhưng mà tại cực quá em làm nổi. À, nhung cho chị Tuyền Nguyễn Thanh, xanh nhung nhỏ nè. Ủa nhỏ hết rồi mà. Rồi xóa của chị Tuyền Nguyễn Thanh đi. Thà em bán lại đi mấy chị. Rồi bộ này 100. Thôi nè chốt mấy chị còn hai bộ cuối cùng. Chốt 99 ngàn nghỉ nè. Hai bộ đó 99 ngàn. Màu vàng. Ok chấm cột cho chị Tuấn Nguyễn, cho chị Thị Anh Hồ. Đồ ăn nhiều lắm. Mai Thảo có hứng nấu like cho mấy chị cho nha. Hôm nay em bị quảng cái em quên luôn mã mất tiêu. Mấy bộ này trời đất ơi đấu trang đi đâu bà già. Đâu? Bàn cho chị lửa chiếc chè. Đi đâu? Đi đâu? Mà mày đeo mày đi đâu? Đeo mà coi tiếng. Ăn gì á? Trời ơi, bộ 120 của Thảo nè mấy chị. Quần dài 63, 64, 65 kg luôn á. Được 2 size, size nhỏ, size lớn. Size nhỏ là 55 kg. Size này 62, 63, 64 kg luôn. Rồi mấy chị ơi, cho 99 kèm size luôn đi. Size nhỏ, size lớn, xanh. Nè em lỡ mặt size bự quá. Trời đất ơi, ơi bay ơi. Trang ơi, mai mày vô vé số Trang ơi. Trời ơi, trúng con Trang. Chị trúng con Trang. Ngủ về 5 nhóm là được rồi chứ ngủ gì. Không phải con thảm bộ cho Hân Nguyễn. Xanh lớn cho trướng rồi còn xanh nhỏ 99 nè. Con Trang nha mấy chị. Con nhân viên của em chứ không mấy chị. Nó thiên vị cho nó nữa khổ. Xanh nhỏ lửa chích chè. Trời mất không thiên vị cho nó nữa. Trúng 200 ngàn. Trời đất ơi. Thướng cho Trang teo vô đi. Nãy là nói trúng mấy người ta 200 ngàn là trúng một người à. À xanh lớn còn bộ cho Nguyễn Hân. Một người à. Nhưng mà quay trên 5 hội nhóm. Tại vì bình thường á là điều kiện là mấy chị phải có mặt ở đây. Rồi mấy chị chia sẻ bao nhiêu cũng một được người, mấy chị ơi. Còn hồi nãy là em Thảo có nói với mấy chị là do là cái này chỉ chia sẻ 5 hội nhóm sẽ lọc người ra. Thế vậy. Cái gì thờ tới mà. Trời ơi mấy chị công để cho nó mấy chị kim thảo thiên vị nó chết cha em luôn. Mai không tặng nó trời ơi nó ngồi nó nói mấy chị nay nó ăn chay đâu có chửi được. Nó ăn chay nó mới chửi. Cái này em để chung cho mấy chị luôn nha. Nè xanh lớn em để chị Di Thảo với lại chị Nguyễn Loan 99 luôn nha. Xanh lớn Di Thảo Nguyễn Loan với bộ này luôn. Rồi cho chướng nữa nè, rồi hết nha. Rồi hết luôn rồi đó. Ủa cái này sai máy đúng rồi. Này xe 3 vậy chú ơi. Rồi đúng rồi, chú em để chị luôn nha chú. Nè, chú là xe 3 nha. Giảm chị vô. Rồi bộ đen chín luôn nè.
quay chúng ai thì người đó được đúng rồi, tại vì cái này là phải bắt buộc trên năm hội nhóm, còn bình thường là này trai nè rồi đi đi quậy rồi kiên miếng nữa kìa. Không có hả? Không đi kiếm gì trai. Khổ quá thiệt. Rồi bộ đen size 4 đen lớn giùm em nha. Kiếm cho quậy đi con. Sau lưng này, trời ơi sau lưng của em 1 tỷ loại đồ chị. Sau lưng của em bảo là 1 tỷ loại đồ. Ok chị Phương Linh, ok chị Nguyễn Hiền. Rồi còn bộ cuối cùng. Ấy lộn Nguyễn Hân, đọc lộn với Nguyễn Hiền. Rồi cho trứng già hả? Nè tao lấy cái bộ này ra. Ta có người chứng rồi nè. Ông phái rồi. Ta la nãy giờ ông không đặt bản ta điện thoại rồi. Cha cha. Trứng gì vậy? 200.000 mà nay trúng tiền mặt không mới ra. Ê, chứ. Ba ba bao sữa nha em. Cái này 2 3 4 này đủ size. Vừa đủ rồi là thở luôn. 2 3 4. Vừa đủ. À tôi em rồi có con vợ biết mà. Tay miếng nữa nè đâu. Mày đưa cho nó lụm đi. Lụm đi. Lụm. Cái này đủ size 2 3 4 luôn. Bây giờ nó đuôi đi mày ơi. Đây là đủ size 2 3 4 thôi, đang mặc size 2 á. Sao mặc là ngột ta ngộ trời thiệt á. Không hiểu tại sao luôn á. Không hiểu. Có bộ beo nữa mà mấy chị, bộ beo này size nhỏ mất rồi, 57 kg rồi. Nè, em 55 kg nè, mặc size 2 nè, thấy chưa? Mấy chị biết em bự lắm vậy đó, mập lắm vậy đó. Nhưng mà mập mập em cũng không lên ký dữ dội đâu. Bữa nào mà nhìn cái này mất cục thịt là thấy lên ký nè. À, đếm tiền cô ơi, lâu lâu mới đếm tiền, tiền 2.000, 1.000, 5.000 đâu đó. Lâu lâu mấy đứa bán đồ á, dụ như khách tới nhà lấy á, 2-3 bữa em đếm 1 lần mấy triệu vậy mấy chị. Rồi xong nó lôi ra nó ngồi nó đếm 1-2-3 đồ ngon lành cành đào lắm. Này mặc đồ lúc nào cũng ngược vậy nè, khổ tâm quá đi. 2-3-4, 99 hàng luôn nha mấy chị, đủ size, hàng quần dài luôn á. Size 2 chị Trần nha, còn size 3, size 4 nữa. Màu vàng. Màu vàng cho đủ size. Rồi màu vàng cho đủ size luôn. Rồi vàng cho đủ size đi. Rồi size 3 cho chị Út Hồng. Chị đi. Sáng mà một cái chút tiếng này bây giờ. Rồi em lên màu vàng cái nữa em mệt nè. Có tôi bán có bữa nào mà im lặng bữa cho tôi tập trung đã muốn khùng rồi. Mấy chị ơi làm việc có căng thẳng lắm mà phân tâm lắm mệt lắm. Cái tính mặc quần ngược mộ đờ nhỉ. Nè ngược nữa nè. Sao mà cứ cẩm quần lên đã ngược ta. Em biết luôn á. Nhưng mà lúc bình thường thì còn có thời gian đảo ngược cái quần. Tay 4 màu xanh chị gái Lê Thị vàng kèm size giúp Thảo luôn. Vàng kèm size giúp Thảo nha. Đây có bộ trung liên lẻ loi đây nè mấy chị. Lên beo nhỏ đi. Mấy chị ở đây có bộ vàng size 2 nè. Thiết kế mai đậu lên cho. Hôm nào phải thật sự tập trung mấy chị. Nói chung bán đồ giỡn giỡn vậy thôi chứ phải tập trung hết sức. Chứ còn bán mà giỡn ngư với khách này Thảo cũng không thích đâu. Nhưng mà vì tính chất phải chịu. Vàng 4 cho Trướng, vàng 3 cho chị Lan, vàng 2 chị Trần Ngân. Người ta xếp ngược đâu, số cái mặt ra là nó dày nè. 432. Trời ơi, khổ ghê. Bạn 2 chị Tiên nè. Bạn 3 chị Mỹ Hạnh luôn. 4. Trời có 99 ngàn đồ đồ. 42. Thấy xây la bùm, xây la bùm. Này mẫu khác rồi. Đây còn một cái nữa. Ô, màu hồng xinh quá em. Màu hồng nhưng mà hồng hết size mất rồi. Hồng để em còn xe máy. Vàng còn mấy nữa? Vàng còn mấy nữa vậy? Đủ. 42. Rồi, vàng 4 cho chị Minh Minh. Vàng 3 còn không? Còn. Chị Huỳnh Xuân Hương. Rồi, vàng 3 còn nữa không? Còn. Út Hồng, vàng 4 cho chị Lê Thảo, vàng 2 chị Lữ Phúc. Em cứ bóc đại chị, khuya quá rồi. Em đứng hết được rồi nè. Đứng hết được rồi, vàng 3 còn không? Còn. Riêng lửng ngày mai Thảo đặt hàng về rồi. Vàng 3 cho chị Nguyên Loan luôn.
mặc mấy bộ này chứ nào mà cảm thấy buồn thì giục đi mấy chị, đừng nghĩ gì nó hết trơn, còn có suy nghĩ bất cứ vấn đề gì về nó. Tại sao những cái hàng như thế này nó không có xù lông? À, mấy chị biết là tính chất của thằng Ron nó, mấy chị không bao giờ nhăn nhúm hết trơn, nó không như con. Giờ đa số ngồi thiệt sự giờ may đồ em cũng chọn hàng này bán là nhiều, đỡ mang tiếng mấy chị. Tom vừa xịn cách mấy nó cũng nhúm lại à mấy chị, xịn cách mấy cũng vậy, tính chất riêng của nó là vậy rồi. Bàn bốn cho chị nhím bé nè, tính chất và bản năng của nó là như thế, nhưng mà nó có một cái hay hơn, hạnh phúc mồ hôi rất là manh mấy chị. Quỷ hà chứ giờ làm gì, giờ kiểm tra hồng còn sai gì, sao mà em cứ cầm quần lên lại mặc ngược ra mấy chị. Nào, mà thích rồi đó. Ừ, đó thì mày giặt ra vậy đúng đi cho rồi. Lẹ luôn. 2, 3, 4. Rồi, hồng có 2, 3, 4 luôn. Sao 2 có 1, 4 để em đi xa cho mấy chị nhìn bộ đồ. Sao nè, làm gì tung tăng mấy chục ngàn, trăm ngàn bạc bộ đồ. Mà biết nào chán chị. Hồng 2 cho chị Trần Ngân. Rồi, hết hồng 2 à. Không có hồng 3, hồng 4. Hồng 2 là hồng hảo mặt hết. Hồng 3, hồng 4. Có hồng, có màu đỏ nữa nè mấy chị, màu đỏ, màu tím á. Ừ. Hồng 3 là cho chị nhím bé. Rồi, còn bộ, 3 thì... Hồng 4 cho nhím bé chứ, hồng 3 cho chị Quỳnh Hôn Sương. Rồi hết 3, hết 2. Còn hồng 4 hả? Dạ. Hồng 4 cho chị Lê Thảo có chín mấy ngàn bạc, trăm ngàn. Hồng 3 còn hồng 3. Rồi hồng 4 cho chị Lê Thảo, hồng 3 cho chị Duy Thảo. Rồi hết 3. Rồi em hết 2. Còn 4 không? Đâu đỏ thêm size để nó dạch ra luôn đi mấy chị ơi. Đó mấy lửng rồi chưa, Linh lửng thì kêu Linh dài đi, giờ Linh dài kêu Linh lửng đi. 2, 3, 4. Không quánh dễ sợ. Hồng 3 còn không? Hết hồng luôn hả? Hết luôn rồi. Hết hồng 3 rồi. Còn đỏ rồi mấy chị, còn màu gì lên luôn đi anh. Còn cái tiếp nữa hết đúng không? Đó mấy chị thấy em nhập hàng vô gớm không mấy chị? Nhập hết rồi đó, giờ chị có vô rồi, vô là có hàng thôi. Nhưng mà muốn khách định quá, có khách được bán chứ, vô là có hàng hết trơn á. Vô đây bán chừng nào mấy chị thấy em đứng đây qua nay có bớt không mấy chị? Có người mẫu he nữa chứ, chuyên nghiệp. Hiện đang làm người mẫu thiệt mà, đang làm người mẫu chứ còn gì nữa. Ha, vàng hết sạch. Ủa vàng còn không? Vàng còn dư bộ nào không? Vàng còn 2, 3, 4. Đó 2 chị Lữ Phúc. Vàng còn đủ á. Này thường miền Nam với miền Tây, miền Nam với miền Tây hay mặc ha mấy chị ha. Ở ngoài Bắc họ mặc mấy chị, Bắc họ người ta mặc đồ phối là nhiều. Đó 3 chị Nguyên. Đó 4 Minh Minh, đó 3 chị Loan. Giờ 99 ngàn thôi Hồng Ngọc nghe. Đỏ còn 2 em vậy? Còn. Đỏ cho chị Thùy Lê, đỏ 4 còn không? Còn. Cho Duy Thảo luôn, đỏ 2 còn không? Còn luôn. Rồi Trần Thị Hiếu luôn. Đúng ra 2, 3, 4. Ờ, giải đã nè. Quá. Em ảo 55kg, cao 1m6, em mặc size 2 là mẫu nha. Ảo đang mặc size 2 là mẫu luôn. Người mẫu không à? Ờ. Đã hai cho chị Như Nguyễn. Cái gì? Đó. Đó. Nó đưa em ngay đó mà em cũng đưa lại em lộn mà. Hên đó không, để ngược là chết da rồi. Hết đỡ hai hả? Hết đỡ hai rồi. Đỡ ba cho chị Út Hồng. Rồi tiếng còn sai. Nhỏ không gì? Đây nè, cái gì nè? Màu hồng cái này còn lẻ loi bơ dơ vậy chờ. Nó chứ đâu mà em. Nó nè. Rồi lên hai bộ vàng luôn nè. Vàng còn nè mấy chị. Vàng em còn một bộ size 4 nè. Anh ơi, còn đủ size. Vàng còn bộ 4 nè. Đây coi mở ra coi giống không? Nó phối ren tí xíu nha. Không, khác rồi, bộ này size 4 khác, cái này phối ren. Kệ đi, để 99 luôn. Bộ áo mặt là tím, tím mộng, tím mơ. Đỏ 3 còn không? Còn. Đỏ 3 cho chị Hoàng Lê. Chị Út Hồng có đỏ 3 chưa? Rồi. Đỏ 1 không có, đỏ 2 là em ảo mặt rồi. Size 2 là ảo mặt là nhỏ lắm rồi. Nhỏ lắm rồi đó. Rồi cái này là vàng 4 có 1 bộ thôi. Mà nhìn 1m58, chị biết sao không? Mấy chị nhìn tay chân Thảo nè. Đô ghê mấy chị. Hồi đó em có 50kg thôi. Tay em y chang như tay bây giờ. Mấy chị biết Thảo mập hay ốm, mấy chị nhìn ngay chỗ cái mặt của em mập. Khi nào nó cục này nó ngấn vô là em ốm á. Còn khi nào mà cái này nó đang căng là em mập gần 60kg á. Em mới mập vậy đó. Tím 3 chị Út Hồng.
đứa Thảo tay chân Thảo xương Thảo to lắm mấy chị nhìn á, không có bị nè, không có lòi miếng xương nào trơn. Tím ba chị Nguyên Loan, tím ba chị Hoàng Lê, Hoàng Lê, Hoàng Lê không có hả? Em còn bộ dàn 4. Khi nào mấy chị nhìn thấy mặt em là mấy chị biết rồi đó, chứ đừng có nhìn vô tướng em, nó không có thay đổi tướng. Mặt hay không là bụng bự lên, là không có gì bự trơn. Tím hai cho chị Giang Cảm, không có gì to hết trơn mấy chị. Có kiểu khác đúng không? Nó ren đúng không? Không, không ren. Tím còn size mấy vậy? 2-4. Tím em còn 2-4 nha. Đỏ 4 còn. Đỏ 4 Hoàng Oanh. Đỏ 4 chị Hoàng Oanh. Hoàng Oanh có xin số điện thoại ạ. Đi lang thang về thấy được nhiều đồ lắm mấy chị ơi. Ở mặt là một tím nha. Hoàng Oanh chưa có số kìa chị. Trời ơi, bộ này cưng quá, cũng 99 luôn. Thôi mặt mẫu luôn nha. Để đi cái gì? À, cho mặt không có lặn. Lấy cà phê với siro nó cũng y chang như Thảo luôn á, bị y vậy luôn á. Hai đứa con á, nó giống em mỗi cái đó thôi đó mấy chị. Này cũng hai đứa con giống Thảo y chang cái đó à. Ốm thì lú lên. Tay chân em lúc nào cũng to như vậy hết á mấy chị. Rồi cái này em mặc size 2 bị kích một tí nè mấy chị. Cái này mấy chị tăng size lên nha. 1m58. 1m58 nặng 65kg, cái nào mà em báo 67-68kg chị mua là nó vừa. Còn không là do độ co giãn của giả. Cái này size 2 nhưng Thảo mặc bị kích một tí xíu nè mấy chị nha. Ủa này quần lỡ hả? Quần lỡ là 95 mấy chị ơi. Quần lỡ 95. 95 kèm size với Thảo. Ủa đẹp cưng cổ này mấy chị. Beo nhỏ có, nãy mới thấy đâu beo nhỏ. Em đang đi lang thang như chị nè. Em mà đi lang thang như chị Rồi ok chị Hoàng Oanh luôn. Vàng này 95 kèm size. Cơm là 9 tóc nha mấy chị nha. Cái này nếu mà bằng ký em mấy chị mặc size em cũng được. Còn không mấy chị có thể tăng lên thành size 3 nha mấy chị. Sao hay vậy? Là 2-3-4. Em có mấy cái đầm em tặng cuối live rồi em nghỉ nha. Thật sự mấy cái đầm rất. Chị hàng xếp đâu có bán đâu. Chắc ngày bữa nào em bán đầm cho mấy chị một bữa quá. Thì có bữa nào bán đầm cho mấy chị một bữa. Không biết giờ mặc cái mấy cái đầm này còn vừa không. Lên giùm Lão nha, 95 kèm size. Để mặc mấy cái đầm coi còn à, còn ngon lành để mặc đầm hay không. Để coi coi còn mặc được hay không nha. Còn ngon lành. Nhận đơn giùm cái ra. Còn ngon mấy chị. Còn ba chị Huỳnh Xuân Hương. Giống nhà vẫn mặc được đầm nha. Vẫn mặc được đầm nha, kéo lên khỏi eo rồi nha. Nè mấy chị, mấy cái hàng này thiệt sự đi selfie chụp hình nó cũng đẹp nữa đúng không? Và bán cho mấy chị 70. Rồi là cái hàng này bán xả, bán đại trà mấy chị. Rồi bán 70 đầm xanh với em nha. Ai cứ like mua mấy cái đầm để mấy bữa nữa chụp hình mấy chị. Đằng 3 cho chị Huỳnh Xuân Hương. Đằng 2 cho chị Nhật Cường luôn. Rồi bằng 3 cho chị Duy Thảo luôn. Dạ em có báo size mình bao tâm ký giúp Thảo nghiêng. Size 4 là cho chị Thanh Trúc luôn. Rồi em hợp nha mấy chị. Nó bán cái đầm 70.000 để dành cho mấy chị qua dịch. Qua dịch mấy chị đi chơi. À, vàng chờ bằng 4 cho Susin luôn. Ok nè mấy chị. Chỉnh lại này giùm Thảo nghiêng. Rồi em hết rồi. Bằng 2 cho chị Nhi Nguyễn luôn. Còn ngon mấy chị, 60kg thoải mái luôn. Đầm cam 90 nha mấy chị. 70kg thì tiện như mẹ em mặc cái ba đã vừa rồi. Là mấy chị đầm cam 90 giúp Thảo. Có cao bán như vậy. Bán đại nên không có nhớ giá đâu nha mấy bà. Điệu hả? Trời ơi, lâu vậy cho điệu, mặc đầm không cho điệu. Vẫn còn ngon lành mấy chị. Nhờ tăng mở chứ không mà bữa đây quyền khúc. Thử không dám thử đầm luôn mấy chị. Hôm nay là giảm dữ lắm rồi đó. Có một cái thời gian là Thảo dạng giống như là thiệt sự là cái lúc đó đầm nâu cho Lữ Phúc nè, 90 nè. Thảo kiểu bị ở nhà dịch đó mấy chị, ăn ngồi ra ngồi riết á, không có đi đâu á. Cổ nó lên ký nó hồn luôn á. Trời ơi đẹp quá à. Không biết nói sao luôn á. Thôi em nghỉ nha mấy chị, thôi nghỉ đi, đứng hết được rồi. Để mai đi, trưa mai. Khi mai em lại đi lang thang kiếm đồ cho mấy chị nha.
Gì? Trưa mai em đi kiếm đồ em bán cho mấy chị. Vàng ba còn không vợ? Còn. Vàng ba cho chị nhím bé sao? Nhớ rồi. Ừ. Cái này mặc sao rồi mấy chị, để tí mai em nghiên cứu coi. Vàng ba cho Trúc Chi kìa. Vàng ba cho Trúc Chi. Còn cái mặt cá có nè, nè đeo nè, thấy rồi, trời đất ơi thấy rồi. Rốt cuộc tôi vẫn thấy bộ đeo. Có bộ đeo rồi. Rồi ai phát ra phát đi. Bộ nữa là cũng cùi thiệt đó nghe. Không có dương vấn thêm cái gì nữa đâu. Đầm nu sữa giá chị Lê Trân 65mg. Ồ cái này được, cái này không nhỏ đâu. Đầm nu sữa giá 65 cho chị Lê Trân. 57, 58, 59kg. Hai cao như hả, 60kg được luôn. Rồi mấy chị, giờ bán nhiêu đây? Dạ. 95 ngàn. Ở trời đi, 95 ngàn luôn đi. Cái gì? Đầm nu kìa, đầm nu sau lưng mày. Rồi bye bye mấy chị nghe. Hôm nay mã này chỗ đúng 11 giờ. Nam lai dữ dội. Hôm qua cái màn hình nó cưới vô cái tay mà không biết nó có đeo có một size thả mặt thôi. Vẻ đẹp lắm. Vàng 4, đỏ 4 hả? Không chị ơi, qua mã rồi chị comment vậy có thể nó khả năng nó bị sai. Chị thấy phải. Chị thấy thấy phạm. Beo có một size thôi chị. Thất chưa thất rồi. Beo có một size thả mặt thôi. Vậy nên em mới sell chứ nghĩ sao bộ này. Ủi hả, bậy hả, sell được ngang bộ này lô khác mà. Cái lô này là hôm trước là 100 mấy á mấy chị à. Beo là cho chị Quyên luôn. Em thảo mặt trên người chị canh nè, chị 50kg vô canh theo cái size của em á. Size nào của em mặc vừa là chị mặc thoải mái, đồ bộ mà. Rồi, beo cho chị Quỳnh Xuân Hương luôn. Để con nào mà để chứ ai nói gì. Beo cho Quyên Loan, beo cho chị Trần Ngân luôn, chị Linh Nguyễn luôn. Mấy bộ beo rồi, sữa 95. Beo chị Lý Lê luôn. Lý Lê. Rồi chị Tuấn Nguyễn beo luôn. Rồi đi về, đi về, đi về. Bye bye mấy chị. Sao chị Bảo Bối. Ui mấy cái này cũng em nói rồi. Mấy cái giải này bán chỉ mong mấy chị nhận được hàng rồi bữa sau mấy chị vô mua. Tại vì có những loại giống như thế này giải cứng ngắt. Còn cái này mấy chị đem về nó mướt cái tay của mấy chị luôn á. Nên là rất là tự tin. Tất cả thứ hai đồ giờ giặt toàn mới giặt thôi. Không có sợ bông ha, bông xù cái gì hết trơn. Ok chị Di Thảo luôn. Rồi nghỉ nha quý vị. Ok chị Nguyễn Thân, cảm ơn chị Kim Vụn, cảm ơn mấy chị. Em muốn chúc mấy chị ngủ ngon được. Tự nhiên chúc em thấy sao sao, em chúc chúc. Khổ. Người không biết thật sự là gì nó vậy đúng không chị? À, Nguyễn Thân kìa, Nguyễn Thân có chưa? Dục ra đủ mà. Bye. Trời ơi, nay con Trang nó trúng 200 má ơi. Mà nó giúp kia bao giờ. Làm em bị mang tiếng, trời chúng nhân viên không mà đúng mấy chị thấy không? Ngày nào vừa lên nó nhảy lên liền mấy chị. Ảnh coi like để ảnh làm đơn cho đúng á mấy chị. 200 mấy. Ở dưới shop á chị Thí Lê. 200 mấy là ở dưới shop. Để coi ngày mai em nhắm buổi trưa em xuống shop được không? Em ráng xuống shop nghe. Nếu mà trưa em ráng xuống được em xuống cho. Tại dưới shop giờ em cũng không muốn xuống là bởi vì bây giờ ở quê em nói chung mọi thứ nó cũng đã ổn định một tí xíu rồi. Thì nó không còn căng thẳng như đợt trước nữa. Không còn căng thẳng như cách đây nửa tháng nữa. Anh có khả năng là trong một cái thời gian sớm Thảo sẽ được mở cửa shop khi mà có cho phép. Nhưng mà nên là em Thảo không muốn xuống shop để quậy cái shop. Em quậy xong rồi em biết tụi nó treo kiểu gì cho xong nổi cho nó trong vòng một tuần lễ. Nên là rất là cực. Mấy chị mấy bữa nay mấy chị để ý Thảo không có cái tư tưởng xuống shop á mấy chị. Tiệt luôn á, giờ mà cái shop mấy chị treo nó vất vả như vậy rồi. Nên là nhiều khi em ngồi em suy nghĩ không biết làm sao cho tụi nó đỡ cực hơn tí xíu. Bye bye, hẹn mấy chị ngày mai. Nhưng mà để em suy nghĩ xem là em bán ở đâu. Đồ rin về nhiều lắm mấy chị. Và ngày mai sẽ có một lô rin cuối cùng của năm nay luôn.
Lorin Tết, mẫu riêng đó là riêng chọn hàng, chọn mẫu. Thảo đang cố gắng hết sức để gọi là giành giật rẻ Tết mấy anh chị có hàng rẻ. Tại vì năm nay không có giải, không có thợ thầy, nên là những cái lò mà uy tín của Thảo á, thì ông lấy hàng được mấy chị. Còn mấy chị muốn lấy hàng ở đâu chả có, giá nó nhỉnh một tí với lại chất lượng mình cũng chưa có biết được ấy, nên Thảo không lấy thôi. Rồi em bye mấy chị nghe, hẹn gặp lại mấy chị.